Dạ, chào thầy Ước à. Good morning from Hà Dạ, xin chào thầy và các đồng nghiệp ở Hà Nội. Thì chắc cũng đã đến giờ, chúng em xin phép được bắt đầu cái phiên đầu tiên của cái hội nghị ngày hôm nay. Thì đầu tiên là xin thay mặt cho ban tổ chức, em xin đọc cái lời khai mạc hội nghị. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp thân mến. Cho phép ban tổ chức chúng tôi gửi đến hội nghị tới tất cả các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, tới những người đang ngày đêm làm trong lĩnh vực tim mạch, lời chào mừng tốt đẹp nhất. Hàng năm, hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Adora, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế, tổ chức Hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2020 được thực hiện trực tuyến. Dự kiến chương trình hội nghị như sau. Thì ngày 2 tháng 10 năm 2020, các phiên tiền hội nghị với các chương trình đào tạo y khoa liên tục về chuyên đề can thiệp sang thương thân chung và phân nhánh lần thứ tư và bệnh động mạch chủ và bệnh van tim. Ngày 3 tháng 10, ngày 4 tháng 10 và 10 tháng 10, các phiên chính của hội nghị khoa học. Hội nghị sẽ cập nhật nhiều vấn đề mới gắn liền với thực hành lâm sàng tim mạch của thế giới. Nội dung của hội nghị sẽ được chuyển tải đến quý vị đại biểu 116 bài báo cáo trực tuyến của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch của Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị thì Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội cấp chứng chỉ đào tạo y khoa liên tục cho quý vị bài đại biểu có yêu cầu. Thay mặt ban tổ chức hội nghị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý công ty đã tích cực chuẩn bị hội nghị trong thời gian vừa qua để cho hội nghị năm 2020 được diễn ra theo đúng kế hoạch. Ban tổ chức cũng xin chào mừng và hân hạnh tiếp đón quý đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhân năm 2020 đặc biệt này. Kính chúc quý thầy cô và quý đồng nghiệp thật là nhiều sức khỏe và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Dạ, thì cái phiên chương trình hội thảo tiền hội nghị ngày hôm nay kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, thì chúng tôi xin giới thiệu về chủ tọa đoàn thì gồm có tôi và thầy Nguyễn Hữu Ước. Thầy Nguyễn Hữu Ước hiện là giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tôi là bác sĩ Định, là trưởng khoa phẫu thuật tim mạch người lớn và phó giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong faculty ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu là thầy Phạm Minh Ánh. Thầy Phạm Minh Ánh hiện tại thì là công tác tại Bệnh viện Triệu An và trước đây thầy là đầu ngành về phẫu thuật lồng ngực mạch máu của Bệnh viện Chợ Rẫy, trưởng khoa phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Phạm Thảo Tuấn Anh, tiến sĩ Phạm Thảo Tuấn Anh là phẫu thuật viên của khoa phẫu thuật tim mạch người lớn Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và thầy Đỗ Kim Quế thì sẽ có mặt trong vòng vài phút. Thầy bị kẹt xe cho nên là thầy có gửi lời là thầy sẽ có mặt sớm. Và đầu tiên thì để khai mạc cái bệnh lý cái session hôm nay, chúng tôi xin kính mời thầy Nguyễn Hữu Ước sẽ trình bày cái bài đầu tiên trong cái phiên bệnh lý động mạch chủ và vai trò can thiệp nội mạch. Kính mời thầy Nguyễn Hữu Ước ạ. Em xin lỗi, thầy Ước, cái chương trình của thầy ở đây thì là có thầy Quang Bình nói trước. Chắc là thầy Ước cho em xin khoảng chừng vài phút để em mời thầy Bình. Thầy Bình đang tổ chức ở một hội trường khác và thầy Bình sẽ qua ngay. Và sau đó thì là thầy Ánh, em đọc nhầm cái chương trình chút xíu, rất là mong thầy Ước thông cảm. Không vấn đề gì, tôi đang theo dõi chương trình đây rồi. Vâng. Dạ vâng ạ, xin lỗi thầy Ước. Xin lỗi thầy Ánh. Vâng. Bình gọi để mình chương trình là ông Bình đầu tiên. Bây giờ là cái máy, cái micro của anh nó còn nói không? Còn nói hả?
Kính thưa quý thầy cô trong chủ tọa đoàn cũng như tính cơ tất cả các quý vị bác sĩ đang tham dự một cái phiên về bệnh lý động mạch chủ, vai trò của can thiệp nội mạch như thế nào. Thì trong bài hôm nay, trong cái phiên này thì chúng ta có rất nhiều chuyên gia trong cái lĩnh vực này. Thì tôi chỉ xin nói về tổng quan thôi, về chúng ta chẩn đoán và điều trị nó như thế nào. Còn những vấn đề chi tiết thì chúng ta sẽ được những cái chuyên gia truyền tải trong những cái chuyên đề sau. Kính thưa quý vị, động mạch chủ như là cái tên gọi của nó là một cái bệnh động mạch chủ lực chính nhất trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta thấy rằng thì nó xuất phát từ ngay van động mạch chủ và nó sẽ trải dài cho đến lúc mà chúng ta thấy nó chia ra thành hai động mạch chủ. Đây là một cách khái quát như vậy. Thì trên đường đi của nó chia ra rất nhiều mạch máu quan trọng để nuôi khắp cái cơ thể của chúng ta. Về mặt giải phẫu thì chúng ta có thể chia ra là động mạch chủ ngực và động mạch chủ bụng. Động mạch chủ ngực là chúng ta thấy là cái phần mà từ động mạch chủ lên, quai động mạch chủ và động mạch chủ xuống. Sau đó chúng ta thấy là nó chui lấy cơ hoành làm cái phân cách, thì dưới cơ hoành đó thì chúng ta có động mạch chủ bụng. Trong bệnh động mạch chủ ngực đó thì chúng ta chia ra làm 3 phần, đó là động mạch chủ lên cho đến cái chỗ mà nó chia ra cái thân cánh tại đầu, và quai động mạch chủ từ cái trước của cái động mạch thân cánh tại đầu cho đến cái chỗ xuất phát, sau cái chỗ xuất phát của động mạch dưới đoạn phía bên trái, và sau đó cho đến cơ hoành thì chúng ta gọi đó là động mạch chủ xuống, và dưới cơ hoành thì chúng ta đó là động mạch chủ bụng, và chúng ta chia làm 2 mức, đó là cái đoạn trên thận và cái đoạn dưới thận. Về mặt kích thước á, một cách trung bình thôi, thì đoạn động mạch chủ lên thì chúng ta thấy kích thước nó đường kính nó khoảng là 3 cm, động mạch chủ xuống đó là khoảng 2,5 cm, và động mạch chủ bụng đó là 2 cm. Chúng ta hãy cắt một đoạn của động mạch chủ ra để chúng ta xem về mặt cấu trúc thì động mạch chủ này thì gồm có 3 lớp. Lớp bên trong ta gọi là lớp intima, lớp áo trong đó, nó bao gồm cả cái lớp tế bào nội mạc ở đây luôn. Lớp áo giữa chủ yếu là những cái lớp cơ, đây là một cái lớp mà tạo nên cái bền, cái mạnh của cái thành mạch động mạch chủ. Và bên ngoài đó là cái lớp áo ngoài. Chúng ta thấy mạch máu đang chạy từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong thành động mạch chủ để mà nuôi tất cả các thành phần của động mạch chủ của chúng ta. Về bệnh động mạch chủ đó thì chúng ta có thể mô tả làm nhiều dạng. Đầu tiên đó là chúng ta gặp dạng mà thường gặp, đó là phình động mạch chủ. Và cái dạng thứ hai chúng ta cũng hay nhắc đến gần đây, đó là dạng bệnh mà gọi là hội chứng động mạch chủ cấp, bao gồm rất là nhiều cái sang thương có thể xảy ra và những cái bệnh cảnh trên lâm sàng. Thì chút xíu nữa thì chúng ta sẽ xem cái hội chứng động mạch chủ cấp này gồm những cái loại bệnh nào. Về mặt giải phẫu thì chúng ta cũng có thể coi được một cái ổ máu tụ ở bên trong thành của thành động mạch chủ, và chúng ta cũng thấy có những cái trường hợp nó chỉ loét ở một cái mảng sơ vữa của thành động mạch chủ, có thể loét xuyên qua cái mảng sơ vữa này để vào những cái thành cấu trúc bên trong của động mạch chủ luôn. Và chúng ta cũng có những cái trường hợp mà động mạch chủ chúng ta bị chấn thương do đụng dập, hoặc là chúng ta dùng những cái thủ thuật can thiệp mà chúng ta làm tổn thương động mạch chủ của chúng ta, cũng được gọi là những cái bệnh động mạch chủ mà do y khoa chúng ta gây ra. Chúng ta phân biệt kỹ hơn, đây là một cái dạng thể hiện một cái phình động mạch chủ ở cái đoạn mà dưới thận. Đây là một cái hình để mô tả cho chúng ta thấy có một cái phình xong là bóc tách động mạch chủ. Cái lớp áo trong, lớp áo trong của thành động mạch chủ chúng ta nó bị rách ra, bị xé rách ra, và chúng ta thấy có tạo thành một cái chỗ mà nó bóc tách thành động mạch chủ của chúng ta như thế này. Và cái hình này cho chúng ta phân biệt rõ hơn giữa một sự bóc tách động mạch chủ xé rách cái lớp áo trong, và chúng ta thấy bóc tách động mạch chủ. Còn trong trường hợp này chúng ta cũng thấy có một máu tụ ở trong thành động mạch chủ của chúng ta, nhưng mà chúng ta không tìm thấy cái chỗ nào mà cái lớp áo trong này bị xé rách. Thì không phải là một trường hợp bóc tách động mạch chủ, mà chỉ là một trường hợp máu tụ bên trong thành động mạch chủ của chúng ta mà thôi. Để chúng ta phân biệt rõ hơn, nếu chúng ta có vết rách và nó tạo thành một cái huyết khối lan rộng thì chúng ta gọi đó là bóc tách động mạch chủ. Nếu chúng ta không có một cái vết rách mà chúng ta chỉ có huyết khối trong một cái thành động mạch chúng ta thôi thì gọi là máu tụ trong thành động mạch. Còn trong trường hợp chúng ta thấy có vết rách nhưng mà nó không có tách ra, nó chỉ là đi một đoạn ngắn ở trong đây, lét qua cái mảng sơ vữa, lét qua cái lớp áo trong thôi, thì chúng ta gọi đó là một cái vết lét, mảng sơ vữa nó gây một cái tình trạng xâm lấn vô cái thành động mạch chủ.
Để nó rõ hơn thì chúng ta thấy một cái mảng xơ vữa thôi, rồi rách qua mảng xơ vữa vào bên trong thành động mạch chủ, và trong trường hợp này là nặng nề nhất, vỡ luôn cái thành động mạch chủ của chúng ta. Chúng ta có thể mô tả rõ hơn một cái trường hợp bị xơ vữa ở trong thành động mạch chủ chúng ta, có một cái khối xơ vữa, xong rồi có một cái sự loét ở cái lớp intima, xong rồi cái loét này có thể tiến triển hơn, loét sâu vào hơn, đi qua lớp áo giữa, và cái này chúng ta thấy là nó đi hết lớp áo giữa luôn, chỉ còn một cái lớp áo ngoài rất mỏng manh như thế này, tạo một cái túi phình giả, và cuối cùng là nó vỡ luôn thành động mạch chủ của chúng ta. Về cái phình động mạch chủ đó, chúng ta định nghĩa một cái thành động mạch chủ chúng ta, động mạch chủ chúng ta đã phình ra, nhưng mà chúng ta thấy rằng phình ở mức độ phải lớn hơn một lần rưỡi của cái đoạn bình thường trước đó, cái đoạn bình thường trước đó, thì chúng ta mới gọi là túi phình. Và khi mà có cái phình động mạch chủ này, chúng ta có những dạng, đó là dạng túi, chúng ta thấy dạng túi, đây là dạng phình dạng hình thoi Fujifilm, và đây chúng ta thấy có một cái dạng nguy hiểm, đó là chúng ta thấy là nó đã vỡ tất cả các thành rồi, chỉ còn cái lớp áo ngoài mỏng manh thôi, đó là một cái trường hợp giả phình của động mạch chủ của chúng ta. Nói về các phương tiện chẩn đoán đó, thì các anh chị cũng thấy chúng ta có thể dùng siêu âm xuyên thành ngực, siêu âm qua thực quản, chúng ta chụp CT, angio, và chúng ta làm MRI mạch máu, động mạch chủ, cũng như là chúng ta chụp hình động mạch chủ chọn lọc với chất cản quang. Thì chúng tôi thấy rằng tất cả những phương tiện này có những cái ưu điểm và có những nhược điểm. Tuy nhiên ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn thấy cái phương tiện CT đó, nếu chúng ta đếm tất cả những cái dấu cộng thì chúng ta thấy khoảng 12 dấu cộng. MRI chúng ta thấy thì khoảng 11 dấu cộng thôi. Những cái phương tiện siêu âm thì chỉ là 10 hoặc là 11 dấu cộng hoặc thấp hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng CT, angio là một cái phương tiện rất là tốt để mà chúng ta có thể chẩn đoán cũng như là phân loại được bệnh lý động mạch chủ của chúng ta. Nói về cái độ chính xác của từng phương pháp đó, thì xin thưa với quý vị là cái phương tiện chúng ta dùng MRI, tức là cộng hưởng từ, thì cho độ chính xác rất là cao. Nhưng mà cái số lượng này chúng ta thấy nghiên cứu cũng ít, 7/7, 2/2, 9/9 và vân vân đó, thì tất cả cái này nó độ chính xác là 100%. Nhưng mà CT chúng ta thấy so với chụp động mạch chủ cũng như là siêu âm qua thành ngực, chúng ta thấy độ chính xác của nó là tới 93%, đã trải đều tất cả mọi nhóm cũng như là tiếp A hay tiếp B thì đều là 93%. Và đây là một phương tiện dễ dùng, cho nên chúng ta thấy đây là một cái phương tiện rất tốt để mà chúng ta có thể giúp chúng ta chẩn đoán cũng như là phân loại bệnh lý động mạch chủ. Đây là một cái bảng để cho chúng ta thấy là CT, siêu âm qua thành ngực, siêu âm qua thực quản, MRI, chụp động mạch chủ vân vân. Thì trong cái khuyến cáo năm 2014 đó, cho chúng ta thấy CT đó là cái first line, có nghĩa là chúng ta, đây là một cái phương tiện đầu tiên để mà chúng ta chẩn đoán, xác định, phân loại cho người bệnh. Còn những cái khác, ví dụ như là MRI, nó tới hàng thứ ba lận, khi nào cần thiết thì chúng ta mới làm thôi, chứ không phải là phương tiện đầu tiên. Những phương tiện đầu tiên đó là chúng ta chụp CT angio để mà chúng ta làm. Khi chúng ta chụp CT angio, chúng ta có thể dựng hình ra được hình động mạch chủ của chúng ta. Và người ta có những cái quy định khi mà chúng ta đo cái kích thước đó. Ví dụ chúng ta đo ngay chỗ cái van xoang van sanva, chúng ta đo ngay cái đoạn bắt đầu của động mạch chủ lên, đo động mạch chủ lên, đo cái kích thước trước khi phân chia của động mạch thân cánh tay đầu, đo trong cái quai động mạch chủ chúng ta chính giữa, đo cái vị trí sau khi xuất phát của động mạch dưới đòn phía bên trái, đo ở trước khi xuất phát động mạch thận, ngay cơ hoành rồi vân vân, tất cả đều có quy định, đều có quy định ở những cái điểm mà chúng ta đo. Chúng ta duỗi thẳng mạch máu ra chúng ta đo, và nguyên tắc đo là chúng ta phải đo gọi là vuông góc với cái chiều dọc của cái thành mạch của chúng ta ở từng vị trí, như chúng ta thấy như thế này, để có được một kích thước thật là chính xác. Đây là hình ảnh cho chúng ta thấy CT có thể giúp cho chúng ta thấy rõ được đường đi cũng như là cái kích thước bao nhiêu, và từ đó chúng ta có thể đo. Chúng ta đo thì mình đo trên cái mặt cắt ngang và những cái kích thước gọi là vuông góc với cái chiều dọc của cái mạch máu của chúng ta. Và đây là khuyến cáo năm 2014 cho chúng ta thấy rằng chúng ta dùng những phương tiện hình ảnh để mà chúng ta theo dõi, chúng ta chẩn đoán về bệnh lý của động mạch chủ.
thì người ta khuyên rằng là chúng ta phải đo theo những cái mốc mà đã về giải phẫu mà đã được khuyến cáo hồi nãy. Chúng ta có nhiều điểm từ A, B, C, D, E, F vân vân, và chúng ta phải đo vuông góc với cái trục dọc của cái mạch máu của chúng ta. Nếu mà trường hợp chúng ta mà thấy là chúng ta cần phải làm cái chẩn đoán hình ảnh này nhiều lần để mà chúng ta theo dõi bệnh lý của động mạch chủ, thì người ta khuyên mình, khuyến cáo mình là chúng ta dùng cái phương tiện nào mà nó ít gây ra những cái tổn thương do chúng ta gây cho người bệnh. Và nếu mà chúng ta cũng lặp lại nhiều lần đó thì ta cũng khuyên mình đó là chúng ta dùng cùng một cái loại xét nghiệm. Chứ chúng ta không thể lần đầu dùng MRI, lần sau dùng CT, còn lần sau nữa thì dùng dùng siêu âm, thì như vậy không chính xác. Và như vậy chúng ta sẽ dùng cùng một cái phương tiện về chẩn đoán, cùng một cái xét nghiệm, và chúng ta cũng cùng đo cùng một cái phương pháp luôn. Khuyến cáo đó là khuyến cáo nhóm 1. Nếu mà chúng ta thấy rằng là chúng ta phải đo những cái bất thường động mạch chủ đó, chúng ta phải ghi nhận lại, và chúng ta phải ghi nhận ở từng cái đoạn của động mạch chủ của chúng ta. Và nếu mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân, đây là một cái phương tiện, nếu chúng ta chọn cái phương tiện mà nó có thể là gây ra tình trạng ảnh hưởng đến người bệnh, ví dụ như bệnh nhân đang có thai, chức năng thận bệnh nhân không có tốt, tiền căn chúng ta gọi là dị ứng với cái thuốc cản quang, thì chúng ta phải tính toán làm sao đó để mà ít xâm lấn cho người bệnh của chúng ta nhất, ít cái nguy hại cho người bệnh nhân chúng ta nhất. Chúng ta cũng quan tâm đến vấn đề mà chúng ta người bệnh bị tiếp xúc với tia, để mà chúng ta có thể chọn cái phương pháp nào thích hợp để mà chúng ta có thể theo dõi được bệnh lý của động mạch chủ nó tiến triển như thế nào. Một phần tiếp theo thì chúng tôi xin giới thiệu về hội chứng động mạch chủ cấp. Hội chứng động mạch chủ cấp đầu tiên đó là tình trạng bóc tách động mạch chủ cấp. Chúng ta có một tình trạng hematoma ở trong thành động mạch. Chúng ta có thể có tình trạng mà hematoma mà nó có cái tình trạng mà xé rách rách của cái lớp động mạch chủ của chúng ta mà nó không tạo thành cái huyết tụ, huyết máu tụ ở trong đó, hoặc là chúng ta có những cái trường hợp mà nó lét rồi nó thủng, cũng như là trường hợp mà túi phình nó lớn rồi nó sắp nó vỡ, dọ vỡ rồi, hoặc là những cái trường hợp mà chấn thương. Thì nói về hội chứng động mạch chủ cấp này, chúng ta quay ngược về mặt lịch sử thì có ông vua mà George thứ hai của Anh á, thì đây là một cái trường hợp mà được ghi nhận đầu tiên là ông bị hội chứng động mạch chủ cấp, được ghi nhận năm 1760. Và một cái người mà về anatomy, tức là một người chuyên về đó, đó là Giovanni Battista Morgagni. Ông này đúng là đã mô tả kỹ rõ cái bệnh cảnh mà động mạch chủ cấp này vào năm 1761. Và một cái đầu tiên nữa là tác giả De Bakey, ông đã thực hiện phẫu thuật thành công để sửa chữa những cái phình động mạch chủ vào năm 1955, rất sớm. Có nghĩa là chúng ta thấy từ những năm 1955 chúng ta đã có cái này rồi. Và chúng ta cũng có một cái nhất nữa là chính ông De Bakey này, ông phát minh ra cái chuyện mà mổ như vậy đó. Thì sau đó ông cũng bị hội chứng động mạch chủ cấp và ông cũng được thực hiện cái phẫu thuật. Và ổng là cái người mà gọi là sống sót già nhất sau khi mà được phẫu thuật sửa chữa cái phình động mạch chủ của ổng, và ổng thọ đến 99 tuổi sau khi mà phẫu thuật như vậy, tiền thọ 99 tuổi. Đây đó là những cái dấu ấn lịch sử về cái chuyện mà chúng ta điều trị bệnh lý động mạch chủ. Về mặt triệu chứng thì chủ yếu đó là 90% những cái người bệnh mà có hội chứng động mạch chủ cấp đó là bị đau ngực. Thì tùy theo vị trí đau ngực này ở thành trước hay là ở trên cổ hay trên hàm hay là ở phía sau lưng, mà chúng ta biết là cái thành phần quai động mạch chủ hay là động mạch chủ lên hay động mạch chủ xuống đã bị ảnh hưởng. Những cái triệu chứng khác cũng có thể đi kèm theo, ví dụ như trường bị ngất hay là bị mất mạch hay là bị tai biến mạch máu não hay là khó thở, khó nói vân vân. Thì tùy theo cái chuyện mà cái bóc tách động mạch chủ này nó ảnh hưởng đến cái phần nào thì chúng ta sẽ thấy cái triệu chứng đó. Ví dụ như trường hợp mà mất mạch, chúng ta không bắt mạch được, đó là do bóc tách này, cái khối máu tụ này nó chèn mất cái động mạch chúng ta, hoặc là cái lớp nội mạc giả đó nó bị che lấp những cái động mạch chúng ta, thì nó gây ra tình trạng mất mạch hoặc là tình trạng bị tai biến mạch máu não. Về mặt chẩn đoán thì chúng ta thấy siêu âm cũng hữu ích chứ không phải là không hữu ích. Như trong trường hợp này chúng ta thấy làm siêu âm qua mặt các paracentral long axis, chúng ta thấy được có một cái màng nó phất phơ trong đây và chúng ta thấy một cái lòng giả trong này. Đây là cái màng phất phơ mà ngay cả nó lồi xuống luôn trong cái qua khỏi xa vô cái van động mạch chủ tra xuống luôn. Đó là cái siêu âm có thể cho chúng ta hình ảnh đó. Nhưng mà để chúng ta chẩn đoán xác định một cách
đầy đủ, chẩn đoán xác định và chẩn đoán đầy đủ, nó bóc tách nó đi như thế nào, thì chúng ta thấy là CT angio sẽ giúp cho chúng ta điều này. Ví dụ trên hình này các anh chị sẽ thấy sự bóc tách dài 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 từ ngay cái quai động mạch chủ cho xuống tới động mạch chủ và động mạch chậu, và thậm chí là nó đi xuống vào trong động mạch chậu luôn. Thì đó giúp cho chúng ta chẩn đoán chính xác toàn thể, chúng ta phân loại được cái này và để có cái cách điều trị. Đây là những hình ảnh mà cho CT angio chúng ta có thể chẩn đoán được bóc tách động mạch chủ. Hình MRI chúng ta thấy cái độ chính xác gần 100%, thì chúng ta thấy MRI cũng không kém, thua kém gì, và có thể hơn nữa trong CT angio. Chúng ta thấy chẩn đoán bóc tách động mạch chủ rất là rõ với khối máu tụ như thế này. Về mặt phân loại thì chúng ta cần phải có phân loại, tại vì phân loại này sẽ giúp chúng ta hướng dẫn chúng ta điều trị. Theo phân loại Debakey thì chúng ta có tip 1, tip 2, tip 3. Theo phân loại của Sanford thì chúng ta có tip A và tip B. Thì trong đó tip A là chiếm đa số, 60-70%, và tip B chỉ 30-40% thôi. Trong cái này, thí dụ như trong tip A này, đó là tip A này, cái nào mà có ảnh hưởng tới động mạch chủ lên thì chúng ta thấy là nó thuộc trong tip A. Có ảnh hưởng động mạch chủ xuống hay không, chúng ta là nếu mà có ảnh hưởng động mạch chủ lên thì đó là tip A. Còn nếu mà chỉ có động mạch chủ xuống và động mạch chủ bụng vân vân thì đó là thuộc tip B. Chúng ta cũng có thể phân loại một cách rõ hơn, đó là class 1 hay là class 2 tới class 5, tùy theo cái vị trí đó là bóc tách hay là máu tụ hay không, hay là do chúng ta đưa catheter nó làm thủng thành của nó bóc tách, thì chúng ta có thể phân loại từ class 1 đến class 5. Chúng ta cũng có một số cần phải biết, đó là bóc tách này hay hội chứng động mạch chủ này cấp hay là bóc tách đã mãn rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái mốc là 14 ngày. Nếu mà những cái triệu chúng ta chẩn đoán trong vòng 14 ngày kể từ lúc mà bắt đầu triệu chứng đó thì chúng ta gọi là cấp, còn nếu sau 14 ngày thì chúng ta gọi là mãn. Thì đây chúng ta có một cái phân tích chi tiết hơn ở nhiều cái hiệp hội của tim mạch châu Âu, của Hoa Kỳ rồi vân vân. Thì chúng ta thấy là ở bóc tách động mạch chủ, thống nhất hết là bóc tách động mạch chủ cấp á, thì trong vòng 14 ngày. Còn nếu mà mạng đó thì có bên Mỹ thì tới trên 90 ngày. Bên châu Âu thì phải là trên 42 ngày. Cũng có phân tích là bán cấp nữa, thì có tổ chức thấy rằng là ví dụ như Mỹ là từ 15 đến 90 ngày là bán cấp. Còn ở châu Âu thì 15 đến 42 ngày là bán cấp thôi. Về mặt xử lý thì chúng tôi thấy rằng đối với tip A thì khuyến cáo chúng ta đó là chúng ta phải phẫu thuật cho người bệnh thì có kết quả tốt hơn so với chúng ta áp dụng những biện pháp điều trị khác. Còn đối với tip B thì chúng ta có thể đặt stent cho bệnh nhân hoặc là chúng ta điều trị nội khoa. Thì đó là những cái khuyến cáo chung thôi. Còn về mặt cụ thể thì chúng ta phải cá thể hóa trên từng bệnh nhân để mà chúng ta có thể là chúng ta chọn lựa phương pháp điều trị tốt nhất. Tôi là một người nội khoa, bây giờ chú ý tới vấn đề điều trị nội khoa. Thì trong điều trị nội khoa đến chúng ta chú ý đến tần số tim và chúng ta chú ý đến huyết áp của bệnh nhân. Mà để giải quyết cái vấn đề tần số tim và huyết áp đó thì thường thường trong cái thuốc điều trị nội khoa đó là chúng ta dùng thuốc chặn beta, beta blockers. Thì trong điều trị này chúng ta cái tần số tim mục tiêu của mình đó là chúng ta phải làm sao giảm xuống được khoảng 60 lần trên một phút là tốt nhất, có thể dao động lên một chút. Và cái huyết áp tâm thu của chúng ta phải giữ làm sao đó khoảng từ 100 đến 120 mm thủy ngân mà thôi. Tối ưu nhất là khoảng 100 đến 101. Và chúng ta cũng phải lưu ý khi mà chúng ta theo dõi vậy thì cũng có những cái chỉ định chúng ta phải mổ cấp cứu. Ví dụ như là đường kính của túi phình đó nó lớn quá rồi nó dọa vỡ, hoặc là huyết động bệnh nhân không có ổn định, hoặc là có những cái biến chứng mà nó gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ ở một cái cơ quan nào đó. Và đây là một cái kết quả nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ sống còn của những cái người mà chúng ta quyết định chúng ta điều trị. Trong những đường biểu diễn này, nó phân tích ra những người trên 70 tuổi, những người dưới 70 tuổi, những người điều trị nội khoa vân vân. Thì chúng ta thấy một cái điều, cái đường màu xanh này, cái đường mà chúng ta thấy thấp nhất đó là ở cái người mà nhỏ hơn 70 tuổi mà chúng ta điều trị nội khoa. Cái đường mà tốt nhất đó là những người 70 tuổi mà chúng ta điều trị phẫu thuật. Thì chúng ta thấy rằng ở cái sang thương mà tiếp A đó, có nghĩa là tổn thương có ảnh hưởng đến động mạch chủ lên đó, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ là có kết quả tốt nhất nếu mà chúng ta phẫu thuật cho người bệnh của chúng ta. Như vậy thì chúng tôi có thể đi đến kết luận như đây. Bệnh lý động mạch chủ, đặc biệt là hội chứng động mạch chủ cấp, là một cái bệnh khá thường gặp và rất nguy hiểm, có thể là bệnh nhân sẽ gục, tử vong ngay trước mắt của chúng ta. Cái việc mà chẩn đoán đó là những cái gợi ý trên lâm sàng, có những cái phương tiện khác để mà chúng ta có thể chẩn đoán thêm, ví dụ làm siêu âm qua thành ngực, siêu âm qua thực quản. Nhưng mà tốt nhất
đầu tiên nhất của cận lâm sàng, đó là chúng ta phải sử dụng biện pháp CT angio để mà chúng ta có thể chẩn đoán xác định, chúng ta có thể phân tầng và ngay cả chúng ta biết được cái bản chất của cái sàn thương của chúng ta là gì. Và trong điều trị đó thì phải cá thể hóa của người bệnh chúng ta, nhưng mà chúng ta luôn luôn có cái sự phối hợp giữa bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ can thiệp nội mạch và bác sĩ nội khoa, thì cái việc mà điều trị cho bệnh nhân chúng ta mới đạt được cái kết quả thành công cao nhất. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn. Cảm ơn giáo sư Trương Quang Bình ạ. Thì theo cái format của chương trình ngày hôm nay, sau mỗi phần trình bày của các báo cáo viên, chúng ta sẽ có 5 phút để thảo luận. Ở đây chắc là do chương trình online cho nên là sẽ có hai phần. Một là các cái tin nhắn của các độc giả, các khán giả chúng ta gửi về, thì các bên thư ký sẽ cung cấp các cái câu hỏi đấy lên cho thầy. Thứ hai là phần tranh luận, thảo luận giữa các panelist. Bác sĩ Ước ngoài Hà Nội có muốn có một ý comment với giáo sư Trương Quang Bình. Dạ, thưa, xin mời anh Ước ạ. Theo tôi thì với kinh nghiệm của Việt Đức cũng như là nhìn xung quanh thì thấy cái đối với bệnh lý động mạch chủ như giáo sư Bình nói rất là phức tạp, đòi hỏi cái sự làm việc của cái nhiều cái chuyên ngành phối hợp với nhau. Thế thì theo ý kiến của giáo sư Bình thì đánh giá thế nào về cái vai trò làm việc nhóm ở trong với các cái thành phần trong vấn đề xử lý bệnh lý động mạch chủ, bệnh lý rất phức tạp, cũng như là cái vai trò định hướng, ví dụ như là kinh nghiệm của giáo sư Bình, một là vai trò định làm việc nhóm, thứ hai là trong cái làm việc nhóm đó thì cái hướng đi nào, theo như giáo sư Bình đi nhiều nơi thấy là nó có vẻ là nó khả dĩ nhất, nó dễ, nó mang lại hiệu quả khá cao nhất so với cái tổ chức làm việc nhóm đó trong đối với điều trị bệnh lý động mạch chủ. Và xin hết ạ. Xin cảm ơn anh Ước đã đưa ra một câu hỏi rất là hay, rất là thú vị. Và đó cũng là một cái chủ đề chính của trong cái hội nghị của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kỳ này đó. Thì kỳ này trong cái hội nghị của mình thì chúng ta có những cái bài về phối hợp đội nhóm trong điều trị thai van động mạch chủ qua ống thông, phối hợp đội nhóm trong điều trị thuyên tắc phổi, phối hợp đội nhóm trong điều trị bệnh lý động mạch chủ như thế này. Thưa anh, là cái khái niệm mà chúng ta dùng đội nhóm để mà chúng ta điều trị trong cái lĩnh vực y khoa, thì cái việc trong tim mạch của mình hay trong bệnh động mạch chủ không phải là người đi tiên phong đâu. Người đi tiên phong trong cái điều trị đội nhóm này đó là về ung thư học. Tại ung thư học nó có nhiều phương thức điều trị, xạ trị, hóa trị, phẫu thị, chăm sóc giảm nhẹ vân vân. Người ta xuất phát trước, sau đó là sẽ đến ghép tạng, mà đặc biệt là chỗ Việt Đức của anh đó, thì tôi nghĩ là đến cái đội nhóm trong ghép tạng là cực kỳ tốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta phối hợp đội nhóm trong bệnh lý TAVI hay là trong bệnh lý động mạch chủ này có thể là đi sau thôi, nhưng mà tôi nghĩ là rất quan trọng. Vì vậy, vì sao? Vì chúng ta thấy rằng để mà quyết định điều trị cái gì, điều trị bằng phương pháp nào, thì đó là cái sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, nội khoa, can thiệp nội mạch và phẫu thuật để mà có thể chọn ra cái phương pháp tốt nhất. Nội khoa cũng là cái người điều trị tối ưu cái tình trạng để mà chúng ta tiến hành chúng ta phẫu thuật. Tiếp theo đó thì can thiệp nội mạch, mà tôi nghĩ rằng có thể giúp cho chúng ta trong cái việc quyết định can thiệp hay là không can thiệp rồi, phẫu thuật hay không phẫu thuật, mà chúng ta có thể phối hợp nhóm này trong lúc điều trị bệnh nhân luôn. Có đoạn chúng ta phải làm hybrid, vừa mổ vừa can thiệp nội mạch. Như vậy thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà chúng ta thành lập đội nhóm trong cái việc mà điều trị bệnh lý động mạch chủ, hội chứng động mạch chủ cấp này là rất là cần thiết. Và tôi nghĩ là chúng ta phải khuyến cáo làm sao đó một trung tâm mà muốn điều trị những cái bệnh lý này là phải có tổ chức đội nhóm trong cái điều trị bệnh lý động mạch chủ. Về Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì không những là trong bệnh lý động mạch chủ mà trong bệnh lý van tim, bệnh lý động mạch vành và ngay cả ngoài tim mạch, thì cái xu hướng của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là sẽ thành lập những cái đội nhóm, chúng ta có những team và cái ranh giới giữa các khoa nó sẽ bị mờ đi, không còn một cái ranh giới hành chính nữa, mà chúng ta chỉ có quản lý con người thôi, chứ còn về chuyên môn chúng ta sẽ phối hợp đội nhóm, chúng ta xóa nhà những cái ranh giới của các khoa với nhau để chúng ta thành lập cái đội nhóm để điều trị từng loại bệnh nhân. Thì tôi nghĩ đó là cái xu hướng trên thế giới, và một số bệnh viện ở nước chúng ta cũng đã bắt đầu theo chiều hướng này, và tôi nghĩ đó là một chiều hướng tốt, sẽ giúp ích được cho người bệnh của chúng ta rất là nhiều. Xin cảm ơn anh Ước ạ. Cảm ơn có câu hỏi anh Lan ạ. Mời thầy còn một thời gian để trả lời. Một phút, hai phút, câu hỏi anh Lan.
Mà câu hỏi của một bạn đồng nghiệp là xin hỏi là thầy là mình huyết áp tâm thu mình hạ xuống là 100 đến 120 mm thủy ngân thì có thể huyết áp tâm trương nó cũng thể giảm nhỏ hơn 7, có nghĩa là chúng ta thấy cái hiệu áp nó rộng thì nó cũng không có tốt cho người bệnh bị bóc tách động mạch chủ. Tuy nhiên cái điều này thì chúng ta cũng khó mà tránh khỏi, tại vì trong những khuyến cáo thì người ta chỉ chú ý đến huyết áp tâm thu, làm sao giảm được từ 10 đến giảm đến 10 đến 100 hay 120 mm thủy ngân thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta được. Nếu mà chúng ta thấy cái hiệu áp nó được, ví dụ như huyết áp tâm trương nó 170 thì tốt, nhưng nếu nó xuống thấp hơn thì có nghĩa là không tốt, nhưng mà cũng không phải là cái chống chỉ định để mà chúng ta đưa huyết áp tâm thu hạ xuống là từ 100 đến 120 mm thủy ngân. Cũng bạn đồng nghiệp này hỏi có xin hỏi có giảm máu đến mạch vành không? Vậy bệnh nhân bóc tách động mạch chủ huyết áp tâm trương bao nhiêu có thể đảm bảo lượng máu mạch vành? Xin cảm ơn. Chắc chắn rằng chúng ta thấy rằng là nếu mà bệnh nhân có bệnh lý động mạch vành thì chúng ta cũng phải lưu ý đến huyết áp tâm trương. Tại nếu huyết áp tâm trương chúng ta để mà dưới 60 mm thủy ngân đó thì có thể là giảm tưới máu mạch vành, tại vì chúng ta biết tưới máu mạch vành là tưới máu trong thời kỳ tâm trương. Vì vậy thì nếu mà làm sao đó chúng ta phải gọi là cân đối, làm sao đó chúng ta giảm được huyết áp tâm thu xuống đến được 120 mm thủy ngân, huyết áp tâm trương chúng ta giữ được từ trên 60, có thể 65-70 mm thủy ngân là tốt nhất cho người bệnh của chúng ta. Chắc một câu hỏi nhỏ cuối cùng đến thầy để thầy có ý kiến. Thì hồi nãy thầy có nhấn mạnh tới cái khái niệm là hội chứng mạch chủ cấp, tại sao gần đây người ta lại nhắc nhiều đến cái khái niệm này và cái vai trò của nó trong thực hành lâm sàng là như thế nào? Cái hội chứng động mạch chủ cấp thì chúng ta thể là thấy là càng ngày chúng ta thấy nó càng nhiều hơn, có nghĩa càng nhiều hơn ở nước mình, có lẽ chúng ta lại quan tâm đến điều đó nhiều, bởi vì chúng ta lại càng ngày chúng ta phát hiện nhiều hơn. Việc thứ hai nữa là những cái hậu quả khi mà bệnh nhân có hội chứng động mạch chủ cấp đó nó nguy hiểm quá, có thể chết người, và cái việc mà chúng ta điều trị đó cần phải chẩn đoán cần phải chính xác và điều trị thích hợp. Nếu mà chúng ta để càng trễ thì cái khả năng mà cứu bệnh nhân chúng ta càng ít. Như vậy thì vấn đề mà hội chứng động mạch chủ cấp cần được biết đến, cần được phát hiện sớm, cần được chẩn đoán chính xác kịp thời để mà chúng ta có cái điều trị tốt nhất cho người bệnh. Thì đó chính là cái lý do mà ngày nay người ta nói đến cái hội chứng động mạch chủ cấp nhiều trong cái hoạt động của một cái bệnh viện. Vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình đã có một cái báo cáo tổng quan về vấn đề động mạch chủ, trong đó đặc biệt đó là về vấn đề hội chứng động mạch chủ cấp. Đây có lẽ là vấn đề rất là nóng. Ở trong bộ môn chúng tôi thì cũng đang có một nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ cái đề tài là hội chứng động mạch chủ cấp. Để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Phạm Minh Ánh, nguyên trưởng khoa phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy, sẽ có cái bài về xử trí một số tình huống phức tạp trong can thiệp động mạch chủ. Xin mời tiến sĩ Ánh. Xin kính chào toàn. Xin kính chào tất cả các đồng nghiệp đã theo dõi chương trình online. Rất tiếc là COVID-19 đã làm thay đổi chúng ta rất nhiều trong hội nghị mà chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp được. Đây là điều đáng tiếc. Hy vọng rằng chúng ta cũng chia sẻ phần nào đó trên cái chương trình ngày hôm nay. Tôi vào đây cũng phải có một cái tem gắn trên ngực để đảm bảo rằng mình đã được kiểm duyệt COVID-19, chắc là không lây online. Vâng, để lại cuối cái chương trình thì tôi xin trình bày cái nội dung của tôi ngày hôm nay. Tức là can thiệp nội mạch điều trị các tổn thương động mạch chủ phức tạp. Tôi xin giới thiệu một số ca. Thì chúng ta biết là bệnh lý động mạch chủ thì có 4 bệnh lý chính mà giáo sư Trương Quang Bình cũng đã trình bày với chúng ta là bóc tách, phình, loét và tụ máu thành động mạch chủ. Chúng ta biết là điều trị phẫu thuật mở vẫn luôn là một phương án lựa chọn lý tưởng nhất cho các bệnh lý này. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể tiến hành được, nhất là những bệnh nhân mà có nguy cơ phẫu thuật rất là cao. Chính vì thế là cái phương pháp can thiệp mạch điều trị cho các tổn thương động mạch chủ cũng đã được tiến hành từ hơn 20 năm nay. Đầu tiên người ta đã tiến hành điều trị cho những cái tổn thương động mạch chủ xuống, động mạch chủ bụng dưới thận. Đấy, tuy nhiên là sau đó thì cũng triển khai rất nhiều kỹ thuật để triển khai những cái phẫu thuật nó khó khăn hơn, như là đoạn quai, như là những cái phình động mạch chủ hay tổn thương động mạch chủ trên thận, vân vân.
Vậy thì những cái tổn thương phức tạp thì chúng ta có thể tiến hành được không? Thì tôi xin giới thiệu một số cái trường hợp mà tôi cũng đã làm khá là khó khăn. Bệnh án thứ nhất là bệnh nhân, một cái bệnh nhân nam 55 tuổi, bệnh nhân này vào vì đau ngực và bị khàn tiếng. Thì trên CT thì chúng tôi thấy có một cái tổn thương của động mạch chủ, phình động mạch chủ khá lớn ở đoạn quai với đường kính đo được là 64 mm. Tuy nhiên một vấn đề rất là khó khăn là bệnh nhân này nếu như muốn triển khai về can thiệp thì nó có một cái zone của cái vùng động mạch chủ lên rất là lớn, 43 mm mà chúng tôi đo được, làm cho chúng ta không có zone lý tưởng. Vậy thì làm sao có một zone lý tưởng để điều trị cho bệnh nhân này? Thì chúng tôi đã tiến hành ra một cái kế hoạch để mà hybrid làm sao điều trị can thiệp động mạch tối thiểu cho bệnh nhân được. Thì đây là một kế hoạch chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ tiến hành làm một cái hybrid, sẽ chuyển vị toàn bộ cái những cái mạch máu trên cổ, tức là động mạch thân đánh cánh tay đầu, mạch cảnh trái và động mạch dưới đòn trái bằng một cái cầu nối vào động mạch chủ lên sát với lại cái van động mạch chủ. Sau đó là cái phần còn lại còn mạch chủ lên chúng tôi sẽ bending làm cho nó nhỏ lại bằng một cái pote. Sau đó chúng tôi sẽ đặt cái pote, đặt cái stent gap quay động mạch chủ xuống. Thì đây là chúng tôi đã tiến hành trong cái phẫu thuật. Chúng tôi đã mở xương ức và phẫu thuật động mạch chủ lên, rồi là các nhánh thân cái đầu dưới đòn và cảnh. Sau đó chúng tôi làm cái cầu nối, cái total vi sinh như chúng ta nhìn thấy đây. Bên cạnh đó, bên trên của cái đằng sau cái cầu nối này đấy, chúng tôi sẽ làm bending bằng cái pote. Chúng tôi sẽ tính toán làm sao cái đường kính của cái động mạch chủ lên để mà có cái landing zone đường kính khoảng 38. Thì đây sau khi mà chúng tôi đã bending xong, sau đó đóng ngực, sau đó chúng tôi tiến hành triển khai can thiệp. Thì can thiệp động mạch chủ lên và động mạch chủ ngang quay động mạch chủ và động mạch chủ xuống một cách bình thường. Thì rất tiếc có một cái clip mà trong can thiệp nhưng mà không ép vào đây được. Nhưng mà đây là cái kết quả mà sau khi chụp CT chúng ta thấy là một cái kết quả rất là tốt. Bệnh nhân cho đến nay là năm thứ 3 rồi, tuy nhiên vẫn còn ổn định, không có vấn đề gì. Tôi sẽ theo dõi tiếp những trường hợp như thế này, không có leak và tất cả các mạch máu nuôi não rất là bình thường. Thì thực tế ra thì trên thế giới người ta cũng đã làm cái này khá nhiều rồi. Trước cái năm 2000 ấy thì ông Minh Chang này, ông này đây là một cái tác giả ở bên Nam, ở bên Đài Loan. Ông này cũng đã báo cáo 6 trường hợp. Đây là một cái trường hợp duy nhất ở bên Italia người ta tiến hành. Còn đây là một cái trường hợp mà ở bên Nhật thì ông này ông ấy làm một cái bending của động mạch chủ lên. Khi mà ông ấy làm một cái chemi và stent gap động mạch chủ nó bị leak, nên ông ấy làm bending luôn. Ông không mở ra mà ông bending luôn mà kết quả cũng rất là tốt. Thì đây là cái cách chúng ta tính để làm sao có cái bending. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân này là bệnh nhân nam 43 tuổi, bệnh nhân này được mổ thay động mạch chủ lên, bóc tách động mạch chủ. Thì bệnh nhân này mổ trước khi chúng tôi can thiệp khoảng hơn tháng, 2 tháng. Tuy nhiên bệnh nhân này có một vấn đề là khi can thiệp xong thì bệnh nhân vẫn còn đau ngực, và CT thì chúng ta thấy đây có một cái hình ảnh còn bóc tách và có tràn dịch màng phổi hai bên, có thiếu máu thận bên phải. Đây là cái hình ảnh mà chúng tôi can thiệp, chúng tôi CT và chúng tôi dựng hình ra. Sau khi mà CT chúng ta thấy là cái pote nó chỉ ngắn từ đây đến đây thôi, từ đây đến đây nó dài khoảng 2.2-2.5 cm thôi, không đủ chúng ta làm cái zone gì hết. Thế và bệnh nhân này thì bác sĩ cũng như là bệnh nhân hoàn toàn không muốn phẫu thuật lại. Chúng ta phải đặt ra một chương trình làm sao để mà chúng ta can thiệp được hay không. Thì chúng tôi lên một cái chương trình, sau khi đo đạc thì chúng tôi lên một cái chương trình là sẽ đầu tiên sẽ chuyển vị động mạch dưới đòn, động mạch cảnh trái và động mạch cảnh phải. Thế sau đó là chúng tôi sẽ đặt một cái stent gap của động mạch chủ lên để tạo nên một cái zone lành của cái động mạch chủ lên. Chúng tôi sẽ tiến hành chim lì tiếp theo, tức là chim lì động mạch thân cánh đầu và đặt cái stent gap của động mạch chủ lên, động mạch quai động mạch chủ và động mạch chủ xuống. Đấy là một kế hoạch như vậy với các thông số như đây các bạn biết. Thì đây kết quả thì chúng ta có một cái vấn đề là khó khăn là động mạch chủ lên chúng ta không có một cái stent gap vừa mới kích thước 38-60 như vậy, thì bắt buộc chúng tôi phải cắt một cái stent gap của Medtronic để chúng tôi làm sao cái đường kính của nó là 38 cho nên chúng ta có thể có, thì cắt một cái chiều dài là làm sao đủ 60 để chúng ta lắp vào cái động mạch chủ lên. Ở đây chúng tôi tiến hành cắt, sau đó là đưa vào cái device của nó một cách bình thường, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành. Thì chúng tôi tiến hành đây thì chúng ta biết đây
tôi đã đưa cái stent gap từ dưới đi lên như cách bình thường thôi, và cái stent gap chúng ta phải đưa qua van động mạch chủ làm sao cho nó cao nhất có thể để mà chúng ta tạo một cái zone có một cái bám chắc vào trong cái pote mà cái động mạch chủ lên người ta đã phẫu thuật, và nó sẽ bung cái stent, nó sẽ được kết thúc ở cái trước khi thân cánh đầu. Thế đây là kết quả sau khi mà chúng tôi đặt cái stent graft động mạch chủ lên, chúng ta thấy có một cái zone cũng khá vững chãi rồi. Sau đó là chúng tôi đặt cái chimney và đặt stent graft của động mạch chủ lên, quay động mạch chủ và động mạch chủ xuống. Thì đây kết quả là chúng ta sau khi bung. Và chúng tôi đặt cái stent graft của động mạch chủ xuống. Thì đây kết quả là sau khi bung như thế này, và đây là cái kết quả CT sau khi mà can thiệp. Thì kết quả cũng rất là tốt cho đến nay. Stent graft cố định rất tốt và không có cái leak của type 1 hoặc là cái túi phình nó không còn nữa và nó bị thoái triển hoàn toàn. Bệnh nhân thứ ba, bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Thủy, bệnh nhân nữ 38 tuổi, bệnh nhân này 7 năm trước mổ bento. Bệnh nhân này bị được chẩn đoán theo cái giấy là phình động mạch chủ lên, sau đó người ta mổ thay van động mạch chủ, thay đoạn lên động mạch chủ. Và bệnh nhân này lần này vào viện vì đau ngực và đau bụng. Thì CT khi vào đấy thì chúng ta thấy là có một cái tổn thương động mạch chủ rất là phức tạp, rất là lớn. Tổn thương vừa bóc tách vừa phình cái động mạch chủ. Chúng ta thấy đây. Từ chủ bụng cho đến chủ ngực, từ ngực cho đến chủ bụng. Và một cái chiến lược chúng tôi điều trị là sẽ điều trị cái động mạch chủ ngực, sau đó là chúng tôi sẽ điều trị cái động mạch chủ bụng cho bệnh nhân. Thì bước đầu tiên chúng tôi tiến hành cái động mạch chủ ngực như thế nào? Thì sau khi đo đạc thì chúng ta thấy là cái phần mà pote mà người ta đặt vào trong cái động mạch chủ lên ấy, nó chỉ dài có 50mm thôi. Và sau đó nó có một đoạn tổn thương rất lớn của cái động mạch chủ lên tiếp theo mới đến động mạch thân cánh đầu. Như vậy là phẫu thuật trở lại cũng rất là khó khăn, mà bệnh nhân cũng không đồng ý và phẫu thuật viên cũng không muốn việc phẫu thuật luôn bởi vì nó quá khó. Vậy đặt ra một cái kế hoạch làm sao để mà chúng ta can thiệp được cho bệnh nhân này để có một cái điều trị tối thiểu. Thì chúng tôi đã lên một cái kế hoạch như sau. Thì trước tiên là chúng tôi sẽ chuyển vị cái động mạch cảnh trái cũng như là dưới đòn trái vào động mạch thân cánh tay đầu. Vào động mạch thân cánh đầu. Tuy nhiên bệnh nhân này ấy, kể cả cái thân cánh đầu này cũng rất là ngắn, nó chỉ 2cm thôi, 20mm thôi. Đây là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng tôi sẽ đặt hai cái stent graft vào động mạch chủ lên để có một cái zone của động mạch chủ lên. Để chúng ta sẽ tiếp tục chimney như ca trước. Và bước thứ ba là chúng tôi sẽ đặt cái chimney cho bệnh nhân. Đấy, từ động mạch chủ lên này, rồi là thân cánh tay đầu này. Chúng ta chimney, sau đó là chúng ta sẽ đặt cái tiếp tục. Thì đây là cái protocol trong mổ hở đấy. Thì chúng ta sẽ chuyển vị. Như vậy cái đặc biệt ở đây là chúng tôi chuyển vị nó có một cái nhánh tôi nối một cái Y đây. Mình Y một cái chữ Y của pote. Thì tôi để sẵn ra đây một cái nhánh để bên ngoài này, sau đó chúng tôi sẽ can thiệp qua đây. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng tôi sẽ phải có những cái stent mà chúng tôi cũng phải cắt cái đầu của nó, thì bắt buộc chúng phải cho vào đây chứ không phải cho vào mạch thường được. Thì còn cái nhánh còn lại thì chúng tôi sẽ nối một cách bình thường. Đây là động mạch cảnh trái và đầu xa này là động mạch dưới đòn bên trái. Đây cái góc này là nối vào động mạch cảnh bên phải đây, cái gốc của nó. Thế chúng ta thấy CT trước can thiệp đây. Đấy, khi mà chụp chúng ta thấy cái tổn thương rất rất nặng của cái động mạch chủ. Ở đòn mạch chủ lên thì đúng như là hình CT chúng ta thấy là bóc tách và phình. Đoạn quai cũng phình rất lớn, đoạn xuống cũng phình rất là lớn. Thế thì vì như nãy tôi nói là muốn làm sao đặt cái stent graft động mạch chủ lên nó phải sát nhất với động quai với lại van động mạch chủ. Chúng ta thấy có một cái van ở đây thì chúng tôi phải cắt cái tip của cái stent graft này. Chúng tôi dùng cái cắt của động mạch chủ bụng với đường kính là 36. Chúng phải cắt cái tip này đi để làm sao mà chúng ta như hình bên cạnh đây chúng ta nhìn thấy không còn cái tip đầu nữa, cái đầu tip nữa, và chúng tôi phải đẩy trực tiếp nó qua cái pote. Nếu như mà chúng ta đẩy qua cái mạch máu bình thường thì cái đầu tip này không thể qua được. Cho nên chúng ta phải để cái pote đó, chúng ta đưa qua pote và đưa sâu nhất có thể để sát nhất cái van động mạch chủ. Chúng ta thấy cái vòng van đây. Và chúng tôi nhiều khi phải rút cả cái oai ra để mà đẩy trực tiếp cái pote xuống, cái stent graft xuống để làm sao cho nó sát nhất. Chúng ta có một cái zone sâu nhất để chúng ta có một cái landing zone làm sao nó vững chãi. Thì tiếp theo đây, tuy nhiên là có một cái khó khăn khi mà bung ra thì chúng ta thấy là có những cái, xin lỗi, có những lúc là nó cái bear stand ấy nó mắc vào cái bởi vì mình đẩy quá sâu cho nên nó mắc vào cái đầu capture.
Thế nên tháo các trở ra cũng rất là khó khăn. Chúng ta nhìn rõ đây thì sẽ thấy là nó có mắc vào đây. Tuy nhiên sau khi đó chúng tôi cũng xoay cái device này, nó cũng bung ra được cái capture đó, nó bung ra được cái best stand. Nên cũng rất là khó khăn, tuy nhiên cũng thành công. Sau đó chúng tôi bung cái stand thứ hai. Như vậy là động mạch chủ lên chúng tôi phải dùng hai cái best stand, hai cái best stand là của cái cắt của cái động mạch chủ bụng 36 3649. Thế sau đó thì chúng tôi sẽ đặt cái stand chimney bình thường. Tuy nhiên một cái khó khăn nữa là chúng tôi thấy là khi mà đi cái device của cái thân chính, cái main mà đi lên quay được mạch chủ đấy là vô cùng khó khăn, bởi vì nó gấp khúc, cái túi phình nó lên rất là cao, rất là lớn như chúng ta biết đấy, làm cho không thể đẩy được. Mặc dù cái stiff wire này, cái stiff là nano quýt nó rất là cứng rồi, nhưng mà không thể đẩy được, nó cứ mắc ở trên này, nó không thể đi xuống đây được. Và chúng tôi đã gặp một trường hợp khác mà không thể đẩy được, chúng bắt buộc là phải dừng lại. Thế tuy nhiên ca này thì chúng tôi vì mình có sẵn cái mở cổ ở trên, chúng tôi đã đẩy cái vết mổ ở trên này, cái túi phình nó lên đến trên cổ đấy, mình phải đẩy nó xuống để cái stand gap nó dựa vào đó và nó xuống, bắt đầu nó xuống. Rất may mắn là nó xuống. Nó xuống, tuy nhiên là khi bung nó ra thì cũng vô cùng khó khăn luôn. Thế đây là cái chimney, sau đó chúng tôi sẽ bung cái chimney này. Chimney này chúng tôi chụp cái đường trên xuống để xác định cái vị trí mình mong muốn mình đặt, thì mình sẽ đặt vào chỗ này, bắt đầu cái đầu xa ở đây. Sau đầu gần chúng tôi sẽ đặt cái thứ hai, chimney cũng hai cái stand. Thì cái việc bung stand gap ở đây vô cùng khó khăn. Như nãy tôi nói, bởi vì khi một cái vòng cua của nó lớn như thế ở trên động mạch chủ lên, quay động mạch chủ xuống, làm cho cái sức cản của nó rất khó, bung vô cùng khó khăn luôn. Mãi sau tức là mình bung mình xoay đấy, nó trượt luôn cả cái bánh răng luôn, cái bánh răng nó bị trờn luôn. Thế sau đó là tôi tháo khóa, tôi kéo tay thì cũng rất là nhiều lần, may mắn nó rất là nặng nề, nhưng mà dù sao nó cũng xuống, thì cũng may mắn thở phào là nó làm sao nó bung được. Thế sau đó thì chúng tôi chụp cái đĩa đây, sau khi mà đặt stand, chúng ta thấy là đây là cái hình ảnh ngày xưa đây. Tuy nhiên nó có leak đây, là chúng tôi theo dõi, chúng tôi nghiên cứu thì thấy nó leak của cái chimney này. Cái chimney này khi mà mình bung, mặc dù hai cái đúng cái vị trí rồi, nhưng khi mình bung cái main ấy, nó sẽ kéo cái thằng chimney xuống, làm cho cái chimney nó bị hụt mất cái landing zone đầu xa, nó bị leak. Thì sau đó chúng tôi sẽ đặt cái chương trình là sẽ đặt lại cho bệnh nhân thêm một cái miếng cắp nữa ở trên cái thân cánh đầu để mà che cái leak này. Thì cái này chúng tôi cũng sẽ đặt chương trình ra sau. Tuy nhiên là nó cũng không phải là quá khó khăn, tôi nghĩ vậy, bởi vì nó mình có thể đi qua đường tay mình làm. Thì trường hợp này chúng tôi sẽ kiểm tra lại CT, thời gian tới chúng tôi sẽ đặt lại. Thì trên đi văn thế giới thực sự ra có rất nhiều những cái tác giả đã báo cáo về những cái đặt stent gáp động mạch chủ lên. Tuy nhiên những đặt stent gáp động mạch chủ lên để mà phối hợp chimney hay là sandwich tiếp theo nữa thì thực sự ra rất là hiếm. Thế còn nhiều tác giả cũng đã có những báo cáo về động mạch chủ lên rồi, thì tôi lấy ví dụ như là ông này, ông Mitchell, thì ông này ông ấy tổng kết trên data thì ông thấy là trên thế giới có 118 bệnh nhân trên 46 báo cáo đã được tiến hành làm cái động mạch chủ lên, thì thấy là kết quả khá là tốt, và thấy là tỷ lệ nói chung endolic cũng như là phải can thiệp lại cũng không đến nỗi là chúng ta phải quá lo lắng. Leak là 18,6% và 9,3% phải can thiệp lại. Đây là hai cái ví dụ. Đây là một cái ông làm một cái trường hợp mà có một cái loét tủng dissection của cái động mạch chủ lên, ông có đặt cái stent gap này. Năm 2011 thì ông ấy cũng đã làm một trường hợp khác, làm một cho một cái tuyến giả phình của cái động mạch chủ lên, mà ông ấy đặt hai miếng luôn của mạch chủ lên trên bệnh nhân đã can thiệp động mạch vành. Vì đây là một cái bệnh nhân mà ông này, đây là tác giả này ở bên Mỹ, ông này ở North Carolina. Thì đây là một cái bệnh nhân mà sau khi ghép tim nó có một cái phình, giả phình của cái miệng nối của động mạch chủ. Sau đó người ta cũng đặt cái stent người ta chữa. Bệnh nhân thứ tư tôi muốn giới thiệu với các đồng nghiệp, đó là một cái bệnh nhân mà 67 tuổi, bệnh nhân này vào viện vì khối ở bụng. Bệnh này chụp CT đây có một cái hình ảnh, một cái bẩm sinh bất thường rất là hiếm gặp. Đây là một cái phình động mạch chủ bụng mà có 4 cái động mạch chậu mà nó trâu vào cái túi phình mà không có động mạch chậu chung. Thì chúng tôi đo đạc tính toán được như thế này, và chiến lược chúng tôi sẽ làm là sẽ bảo tồn một cái động mạch chậu trong và ra ngoài 2 động mạch chậu ngoài. Chúng ta sẽ bít tắc cái động mạch chậu ở bên phải bằng amplaster, sau đó đặt stent gap. Stent gap đây chúng tôi sẽ phải hai cái stent gap, một stent gap cho động mạch chủ bụng và một stent gap cho động mạch chậu.
thì đây là cái chiến lược chúng tôi sẽ làm. Cái khó khăn của nó là chúng ta phải tính toán ra thật chính xác, bởi vì chúng ta sẽ đặt hai cái thiết bị trong một cái túi phình. Thì đường kính ở bên dưới cho phép chúng ta có thể đặt nhiều thiết bị, 3-4 cái nhánh stand gap. Tuy nhiên là chiều dài của nó chỉ 106, nhưng ta biết lắp hai thiết bị bắt buộc chúng ta phải tính toán thật là chính xác. Thì chúng tôi đã tiến hành là chúng tôi sẽ đặt cái main body đây, sau đó chúng tôi đặt cái stand gap cho động mạch chậu. Ở đây là cái hình ảnh mà chụp khi mà sau khi đặt stand gap cho động mạch chậu. Sau đó là chúng tôi tiến hành là can thiệp cái đặt một cái cover stand xuống cái động mạch chậu trong bên trái bằng cái đường tay đi xuống. Chúng tôi đặt cover stand đây, sau cái bung cover stand đây. Và đây bung hết tất cả các thứ, các đồ của mình khi mà extension ở hai bên được kết thúc. Thì kết quả chụp lại chúng ta thấy là cái hình ảnh chụp khá là đẹp. CT sau mổ một tháng thì chúng ta thấy là kết quả rất là tốt. Đấy, mọi cái động mạch được bảo tồn, động mạch thận, động mạch chậu trong, động mạch chậu ngoài. Thì đây là một cái dị dạng rất là hiếm gặp. Và can thiệp cái này trên thế giới chúng tôi thấy chưa có trường hợp nào mà can thiệp để mà điều trị cái này cả. Chúng tôi sẽ báo cáo cái trường hợp này trên báo quốc tế. Thì chúng ta thấy được nó có những cái kinh nghiệm. Đây là cái đầu tiên để chúng ta can thiệp điều trị. Vậy có mang lại một cái hiệu quả gì không? Kết quả như thế nào? Chúng ta sẽ bàn luận. Thì dị dạng của nó có rất nhiều cái, tuy nhiên là dị dạng như dạng chúng tôi gặp là vô cùng hiếm. Đây là cái mà người ta chỉ thấy trên cái một xác chúng ta thấy. Thì kết luận tổn thương động mạch chủ phức tạp luôn là thách thức đối với các bác sĩ ngoại khoa và can thiệp mạch nói chung. Cần lựa chọn bệnh nhân với các tổn thương và giải phẫu phù hợp với các kế hoạch điều trị đúng ở một số bệnh nhân có tổn thương phức tạp để có thể can thiệp nội mạch thành công. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các đồng nghiệp. Cảm ơn thầy Ánh. Thì cũng xin giới thiệu với quý đồng nghiệp, thầy Ánh là một trong những chuyên gia hàng đầu về can thiệp động mạch chủ, về phẫu thuật mạch máu của Việt Nam chúng ta. Và những cái trường hợp mà thầy Ánh nêu lên như vậy thì là những trường hợp rất là hay, rất là hiếm gặp, mà trên y văn thế giới chúng ta không có gặp nhiều. Những bài báo cáo này sẵn sàng có thể báo cáo những hội nghị lớn về can thiệp mạch máu trên thế giới như là LINCS hay là các cái hội nghị khác nữa. Chúng tôi xin có cái lời chúc mừng cho thầy Ánh và ekip, cũng như có một số câu hỏi. Thì đối với cái can thiệp động mạch chủ ngực lên ấy, thì hiện tại trên thế giới còn rất là ít ca, báo cáo chỉ rất là lẻ tẻ thôi. Cho nên những cái kinh nghiệm là kinh nghiệm bước đầu và những cái cách làm thật là sáng tạo luôn, với nhiều cắt cái noscon cho nó ngắn đi. Thì đúng là lần đầu tiên mình thấy là cái stent graft Navion mà sắp tới chúng tôi xin trình bày trong cái bài sắp tới đây, mình có cái noscon nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ thuận lợi hơn trong khi làm. Mình xin hỏi thầy là bây giờ khi mình đặt như vậy á, thì những cái kinh nghiệm nào khi mình để cái gai quai trong thất trái để cho nó có thể an toàn? Ở đây thì kinh nghiệm này chắc cũng từ cái thay vai động mạch chủ qua da, làm sao cho nó vững chắc để chúng ta có thể có cái đầu xa nó thật là cố định, chúng ta có thể bung được cái stent graft đúng vị trí trí. Thứ hai là một số trường hợp mình làm bending đó, thì cái mức độ bending như thế nào cho nó phù hợp, bởi vì cái graft của mình sau khi mình bend lại, mình bung ra, mình cần oversize bao nhiêu. Nếu chúng ta bend chặt quá thì nó có thiếu máu của nó trong động mạch chủ ngực lên và có thể gây những cái biến chứng gì khác không ạ? Cảm ơn giáo sư Định thì đã có câu hỏi. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta, bản thân tôi cũng phải suy nghĩ tính toán trước khi mà mình can thiệp như thế nào. Thì rõ ràng khi mà can thiệp động mạch chủ lên, mình như trường hợp ban đầu tôi làm đấy, cái trường hợp đầu tiên đấy, thì chúng tôi phải đưa cái device, cái đầu tip của nó vào thận, trong thất luôn, qua van động mạch chủ luôn. Thế thì trường hợp này bắt buộc chúng ta phải đi quay vào trong thất. Thì đi quay vào trong thất thì quay bắt buộc chúng ta phải dùng quay cứng, mà cái quay bình thường, những cái quay Mayer hay là thì nó yếu lắm, nó không đưa được lên đâu. Chúng ta phải dùng cái quay Lenderquist. Thì quay đấy nó rất là cứng, nó support rất tốt, phải đưa vào trong cái thất. Trong thất thì tất nhiên chúng ta phải theo dõi làm sao cái đầu mềm của nó hoàn toàn nằm trong thất, cái đầu cứng của nó đến đoạn van thôi, để mà nó support được cái stent graft của mình lên đến cái động mạch chủ lên. Thế và làm sao cái chúng ta phải theo dõi cái điện tim, làm sao nó không bị thay đổi nhịp tim quá lớn, chẳng hạn như là cái ngoại thông thu thất mà nó dày quá thì chúng ta phải rút bớt ngoài ra, đặt một cái vị trí khác. Có khi vị trí này thì nó ok, nhưng cái vị trí khác có khi nó lại
cái kích thích nó quá lớn, nó làm cho ngoại thương thức quá dày chẳng hạn, thì chúng ta phải đặt sang vị trí khác, làm sao cái nhịp tim cho nó ổn định, huyết áp ổn định, thì cái đấy là cái cần thiết. Sau đó chúng ta giữ nguyên wire đấy và chúng ta đưa cái device của mình lên qua cái van động mạch chủ. Thế tuy nhiên trường hợp thứ hai chúng ta biết là van động mạch chủ của bệnh nhân này nó đã bị thay rồi, đây là van cơ học, cho nên tôi không bao giờ muốn cái wire cũng như là cái đồ can thiệp của mình qua cái van được. Bởi vì khi qua van đấy sẽ vô cùng nguy hiểm, chúng ta có thể gây kẹt van hoặc gãy van khi mà cái đầu cái device nó rất lớn như vậy, nó có nhiều những chỗ nó không được trơn tru nhẵn nhụi, nó có những cái gờ những cái khắc để làm cho cái vòng van, cái van, cái cánh van của mình có thể bị gãy đấy, cho nên cảnh giác. Và như chúng ta bắt buộc phải, cái trường hợp đấy chúng ta bắt buộc phải cắt cái đầu tiếp đi để mà cái đầu tiếp nó ngắn nhất, cắt đi, nhưng mà tất nhiên sẽ mình sẽ có clip, mình sẽ phải về tròn cái đầu tiếp đi cho nó tương đối đi, và phải dùng cái pote để chúng ta đưa vào như vậy. Và đưa vào như vậy thì tôi đưa từ bên trái sang bên phải, nó theo một cái xu hướng tương đối thẳng của động mạch chủ lên, làm cho mình có thể mình đẩy một cách dễ dàng xuống. Thì tiếp cận làm sao đến cái van cho nó gần nhất để mình tạo ra một cái zone nó tốt nhất có thể để cái stent gap mình bám. Hai nữa là cái stent mình cũng phải tính toán cho nó chính xác, làm sao mà mình đủ dài đủ đường kính của nó. Thì cái đường kính của nó thì chúng ta sẽ tính làm sao mà, bởi vì chúng ta biết là cái stent gap lớn nhất của người ta chỉ có 46 thôi, đường kính 46mm. Mà oversize mình sẽ tính đây thì sẽ khoảng 20-30%. Vậy cho nên là mình làm sao mình đặt cái stent gap của động mạch chủ lên đấy để tạo cái zone mới đấy, thì nó đường kính khoảng 36 hoặc 38. Nếu chúng ta muốn sử dụng cái stent gap 46 đường kính của họ. Thì cái đường kính của cái stent gap là như vậy. Hoặc trong trường hợp bending cũng vậy thôi. Bending thì chúng ta cũng phải tính làm sao mà cái đường kính của nó là cũng khoảng 36-38. Thì cái đấy chúng ta sẽ vô tư, chúng ta sẽ đặt kể cả chimney thì không có thể cản trở đường ra đứt trái được. Thì cái đường kính của nó trong trường hợp bending chẳng hạn, chúng ta sẽ tính như đấy, tôi công thức tôi nói vậy. Thì cái đường kính của nó sẽ, tức là cái chiều dài của cái bending đấy, nó sẽ có đường kính, nó sẽ bằng với lại cái đường kính nhân với pi theo công thức chúng ta biết đấy, từ đường kính cho đến chu vi của cái hình tròn. Thì từ đấy chúng ta sẽ tính ra, chẳng hạn chúng ta muốn đặt cái đường kính là 38 chẳng hạn, thì cái chiều dài của cái pote đấy thì chúng ta sẽ dùng khoảng 11, theo chúng tôi kinh nghiệm chúng tôi làm tính toán rồi là 11, khoảng 11 cm, 110 mm. Thì cái pote đấy có thể dùng pote, nhưng có tác giả người ta không dùng pote, có tác giả người ta dùng chính cái mảng mesh mà chữa cái thoát vị ấy. Thì đấy là cái kinh nghiệm của chúng tôi là như vậy, và cũng trả lời cho câu hỏi bác Định, không biết là có cảm thấy hài lòng bác Định. Bác Sĩ Định ạ, bác Sĩ Ước chỉ comment hai ý nhỏ nhỏ thêm với phần. Alo. Có ạ. Alo, nghe rõ không ạ? Nghe rõ lắm đấy ạ. Vâng, tôi xin comment thứ nhất là chúc mừng bác sĩ Ánh, nhất là tôi rất là ấn tượng những ca mà nó cái landing zone, các bạn đặt cái stent graft cho động mạch chủ lên ấy, rồi làm chuyên y phối hợp ấy, rất là hay, cũng là động viên chúng tôi, nếu mà thật tới có thể chúng tôi sẽ nghĩ đến những cái đấy đó trong vấn đề can thiệp. Tuy nhiên là có hai cái để tôi comment thêm. Thứ nhất là cái kỹ thuật wrapping ấy, kỹ thuật là bọc động mạch chủ ấy, thì cái đấy thì ở ngoài Đức chúng tôi cũng làm được 4-5 ca rồi, thấy rằng là có thêm, có thể bổ sung thêm cho anh chị nữa là gì, là cái wrapping đó không phải cứ ở trên, mà chúng ta có thể đục một cái lỗ giữa wrapping đó, chúng ta làm một cái cầu nối giữa động mạch chủ lên với các mạch nền cổ, sau đó cái wrapping bọc phía trên và phía dưới, ta thò ra cái lỗ đó và nối lên, như vậy chúng ta có thể can thiệp ở trên đoạn động mạch chủ dài hơn rất nhiều. Cái nhất, cái thứ hai là đối với trường hợp mà có bị bệnh lý mà do chúng ta mổ lóc tiba cũ hay cái gì đấy mà nó đoạn lên thay ngắn quá, bây giờ chúng ta nó phồng rồi nó biến chứng ra ấy, thì thường chúng tôi ngoài này chắc là vì chúng tôi có cái ưu thế về ngoại tim mạch khá mạnh, thì thường chúng tôi cũng làm được khoảng 3 ca như vậy rồi, thì chúng tôi sẽ mổ lại, chúng ta gỡ dính rồi thay cái đoạn nối tiếp vào cái đoạn chủ lên thêm một đoạn nữa đến sát TBC. Còn đối với đoạn còn lại chúng tôi làm hybrid, chúng tôi đặt stent ngược từ đoạn ngoài chủ ngực lên bằng cái kỹ thuật stent, thì tôi sẽ trình bày kỹ thuật hybrid mà ngược theo cái kỹ thuật của Việt Đức, nó tiết kiệm hơn rất nhiều. Cái đấy chúng tôi cũng làm được mấy ca để nó tương đối thuận lợi. Đấy là comment thêm ý kiến để các anh các chị có thêm nhiều chọn lựa thôi trong cái đơn vị phẫu thuật tim mạch. Xin cảm ơn. Cảm ơn giáo sư Ước rất nhiều. Chúng ta có nhiều cái option nữa để lựa chọn làm sao mà cái less anh và duy nhất cho bệnh nhân và những cái kết quả tốt nhất. Thì đấy là những cái mà chúng tôi cũng đưa ra những cái để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm. Xin cảm ơn. Vâng, xin rất là chúc mừng cái ekip của tiến sĩ Ánh với những cái ca rất là exciting, rất là hấp dẫn, rất là hay. Thế tôi thì cũng có làm một ca làm bending. Thế thì kinh nghiệm thì để mà đo cái size cái đường kính ấy, để chỗ anh Ánh thì tính công thức thì cũng hơi mệt,
tôi thì tôi cũng có mổ tim nên tôi lấy luôn cái sizer mà đo ban động mạch chủ ấy, phó giáo sư đó cả. À, thì tôi lấy cái đó là tôi xong tôi lấy cái ống ghép tôi bọc chung quanh đó là tôi sẽ ra được kính chính xác của cái chuyện cái đường kính nó dễ hơn. Cái thứ hai là khi mà mình làm bending thì hồi nãy tôi hiểu cái ý của anh Định ấy, là mình tính cái gọi là cái size của cái endograft ấy, với cái bending của mình để làm sao nó đừng có bị vỡ. Tại vì khi mà với cái mạch máu bình thường thì nó có cái độ giãn nở, nhưng mà mình bending bằng cái graft thì nó không giãn được. Cho nếu như mà mình tính cái đó mà nó oversize hơn quá mức ấy, là nó sẽ bị vỡ cái động mạch chủ thật ở bên trong. Tại vì giữa hai cái thì cái phần đó là cái phần mà mình phải tính toán nó kỹ hơn. Thế còn rất là tôi rất là thích thú cái báo cáo của anh Ánh, và cái này thì đúng là có thể mình sẽ báo cáo các cái hội nghị quốc tế, đặc biệt là cái chỗ mà động mạch chủ lên. Tôi nghĩ là rất là hay đấy, chúng ta sẽ cơ sở nào mà chúng ta áp dụng được, tôi thấy là một cái hướng cho chúng ta xử lý những trường hợp khó, rất khó. Thế còn cái bending ấy thì đúng như là giáo sư Quế nói đấy. Nhưng mà như này để người ta chống cái, thực sự ra là khi mà pote mà lắp vào đó đấy, nó vẫn cứ giãn. Thực sự ra mà nói người ta có thấy thế là nó vẫn giãn. Cho nên các tác giả khuyên rằng là phải dùng hai cái pote, tức là hai mặt của pote. Tức là pote đấy mình xẻ dọc ra và cả hai tấm đấy mình ghép vào, xong đó mình bọc lại chứ không phải bọc một lượt. Bọc cả hai lượt thì nó mới tránh giãn. Còn về sau này nó giãn ra thì có khi nó lại lít tiếp. Thế cho nên là mình phải lưu ý là người ta, cái pote người ta xẻ dọc ra nhưng mà vẫn để hai tấm nhé. Vẫn để hai tấm mà bọc lại. Thì cái đấy là cái chúng ta lưu ý. Em nói là cái oversize như vậy nó có thể lớn hơn, tại vì cái nó giãn nhiều hơn. Cho nên không, thực tế đúng là thực tế các tác giả mà tôi cũng thấy là rất là hay là người ta cũng chỉ khoảng đặt 36-38 mà. Tức là mình tính cho cái đường kính của cái pote đấy là đặt là 38 chẳng hạn, như mình muốn là nó dài 38 ấy, thì mình sẽ tính cái chiều dài của nó. Cái chiều dài của nó thì bằng 38 nhân với pi 3.14. Mình nhân ra mình sẽ thấy cái chiều dài của cái pote đó là bao nhiêu, mình bọc lại là ok. Đấy, không có vấn đề gì khó khăn cả, rất dễ. Cảm ơn thầy. Như vậy do giới hạn của thời gian chương trình thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần trình bày tiếp theo. Thì cũng xin ý kiến của thầy Ước và quý thầy ở đầu thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì thầy Quế có việc phải về bệnh viện, nên thầy Quế đề nghị là được báo cáo trước. Chắc là xin mời thầy Quế ạ. Vâng, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị, rất là xin lỗi vì có cái công việc đột xuất ở bên bệnh viện cho nên là tôi xin phép được báo cáo trước. Chúng ta nghe hai cái báo cáo đầu tiên rất là hay rồi, cái báo cáo tổng quan của giáo sư Bình cũng như là vừa rồi là cái báo cáo của tiến sĩ Ánh về vấn đề điều trị các cái phình và các cái bóc tách động mạch chủ, trong đó đặc biệt là những cái trường hợp mà bóc tách động mạch chủ được mà phải làm lại, nghĩa là sau những cái phẫu thuật bentan hoặc là sau những cái phẫu thuật thay thế cái động mạch chủ trước đó. Với những cái cải tiến rất hay thì sau đây thì tôi cũng xin báo cáo một cái lĩnh vực nó hơi đơn giản hơn một chút, đó là điều trị hẹp động mạch chủ bụng cũng như là hẹp động mạch chậu bằng cái can thiệp nội mạch. Có lẽ là chúng ta cũng biết là đến cái kỷ nguyên này, đó là kỷ nguyên về vấn đề can thiệp, và nhờ có can thiệp thì các cái tổn thương do phẫu thuật chúng ta giảm thiểu được rất là nhiều, và cái thời gian hậu phẫu cũng như là các cái biến chứng liên quan đến phẫu thuật thì nó giảm thiểu đi rất là nhiều. Đặc biệt đó là trong các cái bệnh lý về hẹp động mạch. Trước đây thì hẹp động mạch thì chúng ta biết là có cái task 1 và có cái task 2. Để điều trị các cái hẹp động mạch ở vùng tầng dưới bụng, động mạch chủ và động mạch chậu. Và với những cái trường hợp mà tổn thương ở động mạch chủ và có liên quan tổn thương cả động mạch chậu, nghĩa là tổn thương luôn cả cái ngã ba của động mạch chủ chậu, thì nó sẽ rất là khó khăn trong vấn đề là can thiệp nội mạch. Và những cái trường hợp này thì trước đây thì người ta thường đó là cái chỉ định để điều trị nó liên quan đến vấn đề là chúng ta phải phẫu thuật. Thế thì ngày nay với cái sự phát triển của cái công nghệ thì vấn đề là chúng ta điều trị các cái tổn thương của động mạch chủ chậu thì chúng ta có thể là áp dụng những cái kỹ thuật là can thiệp nội mạch được. Và với những cái kỹ thuật này thì làm giảm đi, ngoài cái chuyện là giảm đi các biến chứng thì cái thời gian phục hồi của bệnh nhân cũng tốt hơn, và đặc biệt là với những cái stent có bọc đó, có phủ cái lớp ở bên cái graft ở xung quanh thì nó sẽ hạn chế được các cái biến chứng về vấn đề là hẹp tái phát cũng như là các cái biến chứng về bị tổn thương các cái thành mạch sau khi mà chúng ta can thiệp, đặc biệt là những trường hợp mà bị tắc hoàn toàn.
Đấy thì chúng ta thấy đây là một cái trường hợp mà tổn thương của hẹp rất nặng của động mạch chủ như là hẹp của động mạch chủ hai bên. Và với cái kinh điển thì chúng ta sẽ phải làm một cái phẫu thuật là bắc cầu nối từ ở trên động mạch chủ xuống động mạch đùi ở hai bên. Và chúng ta biết với những cái phẫu thuật này, ở đây thì có lẽ là Phó Giáo sư Ước, rồi Tiến sĩ Ánh, rồi cũng như là Phó Giáo sư Định cũng đã từng là thực hiện những cái phẫu thuật này trong thời gian trước đây. Thì chúng ta biết là một cái đường mổ dài ở trên bụng, rồi thêm hai cái đường mổ nhỏ ở hai bẹn để chúng ta có thể thực hiện được cái cầu nối này. Hoặc là với những cái trường hợp mà chỉ tổn thương động mạch chậu, chúng ta có thể nối được ở trong bụng, thì ít nhất cũng phải có một cái đường mổ dài ở trên bụng. Và chúng ta biết là ngoài cái chuyện là cái thời gian hậu phẫu kéo dài thì bệnh nhân có thể có những cái biến chứng sau đấy. Ví dụ như là bệnh nhân có thể bị dính ruột, chúng ta thấy cái mạc nối có thể dính lên thành bụng, và cũng rất là nhiều trường hợp sau khi phẫu thuật những cái cầu nối này thì bệnh nhân bị tắc ruột và chúng ta phải phẫu thuật để gỡ dính cũng như là điều trị cái tắc ruột. Hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi, những bệnh nhân có cái thành bụng nó yếu thì có thể sẽ bị những cái thoát vị ở thành bụng và chúng ta sẽ phải xử lý những cái thoát vị này. Thế thì với sự phát triển của công nghệ thì chúng ta dần dần thì cái phẫu thuật nó được thay thế bởi các cái can thiệp nội mạch. Chúng ta thấy là cái can thiệp nội mạch đầu tiên đó là người ta sử dụng những cái stent thường. Thế tuy nhiên với những cái stent thường, khi mà can thiệp cho cái vùng tầng ngã ba của động mạch chủ và động mạch chậu này thì cái tỷ lệ là bệnh nhân bị hẹp tái phát cũng như là cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị những cái tổn thương thành mạch là khá nhiều, và có thể là bệnh nhân sẽ bị thuyên tắc xuống cái tầng ở phía dưới và sau đó chúng ta sẽ lại phải tái thông ở từng tầng của động mạch đùi ở phía dưới. Thế chúng ta thấy là mà những cái stent đặt ở bên trên thì sau đó sẽ đã bị tắc. Thế thì với sự phát triển của công nghệ thì trong vòng khoảng chừng hơn 10 năm trở lại đây thì các cái stent phủ bắt đầu được sử dụng rất là nhiều, và người ta sử dụng stent phủ này để có thể là điều trị những trường hợp tổn thương ở trên động mạch chậu, động mạch chủ, và đặc biệt là cái vùng mà tầng ngã ba động mạch chủ chậu thì người ta sử dụng ba cái stent, trong đó stent phủ trong đó có một cái thân chính để ở trên động mạch chủ bụng và một cái thân chính để ở trên động mạch chủ bụng và hai cái chân ở phía dưới chúng ta để ở hai động mạch chậu. Thì với cái stent này thì nó giữ được cái cấu trúc của cái động mạch chủ chậu và cái kết quả về dài hạn nó sẽ tốt hơn. Thế thì cái chữ CRAP nghĩa là viết tắt của Cover Endovascular Reconstruction of the Aortic Bifurcation, đó là một cái tái tạo lại cái ngã ba động mạch chủ chậu với những cái stent phủ để điều trị cho những cái trường hợp mà tổn thương của cái động mạch chủ bụng cũng như là động mạch chậu. Cái nguyên lý của cái CRAP là gì? Nguyên lý của CRAP như hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là chúng ta sẽ phải có một cái stent ở trên động mạch chủ để chúng ta nong cái phần là động mạch chủ bụng nó bị hẹp ở phía trên. Và vấn đề thứ hai đó là mình là cái stent để nó giữ cái chỗ cái thân chính, cái trục chính của động mạch chủ. Thứ hai đó là chúng ta sẽ phải đặt hai cái stent từ hai động mạch chậu đi lên động mạch chủ, và hai cái stent này sẽ được phải bung ra cùng đồng thời cùng lúc. Với hai cái stent này thì giúp cho mình là một là chúng ta sẽ nong được cái vùng ở ngã ba của động mạch chủ chậu, cũng như là nếu có hẹp động mạch chậu thì chúng ta sẽ nong luôn cái hẹp động mạch chậu. Và cái vấn đề quan trọng nhất của cái CRAP này đó là cái chỗ ngã ba này, với việc là chúng ta bung đồng thời cả hai cái stent này một lúc thì chúng ta sẽ giữ được cái trạc ba của động mạch chủ chậu, nó giữ đúng được cái cấu trúc như thông thường. Và chính nhờ cái chuyện là cái giữ được cái cấu trúc này thì nó bảo đảm được vấn đề tưới máu cũng như là tránh được cái chuyện là tái hẹp sau này của cái chỗ ngã ba động mạch chủ chậu. Thế thì về kỹ thuật thì có lẽ là chúng ta cũng không có gì là khó khăn lắm đối với những nhà mà có can thiệp về mạch máu. Thì thông thường thì người ta sẽ đi từ động mạch đùi đi lên, can thiệp từ động mạch đùi đi lên với hai cái sheet từ hai động mạch đùi và một cái sheet lớn để chúng ta sẽ chọn ở bên một trong hai bên động mạch chậu, bên trái hoặc bên phải, với cái chỗ mà cái động mạch nó tương đối là nó tốt hơn để chúng ta đưa cái thân chính là cái stent ở trên động mạch chủ. Thì cái này nó có cái đường kính lớn hơn nên đòi hỏi chúng ta phải có cái kích thước của động mạch chậu tốt hơn. Khác với những trường hợp bị bóc tách thì những trường hợp bị hẹp và tắc động mạch chủ và động mạch chậu thì thường thường là các cái tổn thương là nó ở nhiều vị trí và cả động mạch chậu cũng như động mạch đùi có thể bị tổn thương nữa. Cho nên là chúng ta sẽ phải xử lý những cái chỗ hẹp ở phía dưới. Những trường hợp mà bóc tách thì thông thường là những vị trí ở dưới này thì chúng ta sẽ chọn là những cái động mạch nó ít bị tổn thương hơn. Và thông thường trước khi mà chúng ta đưa cái stent lên thì chúng ta sẽ phải nếu như hẹp nhiều chúng ta sẽ phải nong bóng để cho nó rộng cái động mạch chủ.
Còn nếu mà trong trường hợp mà động mạch chủ không hẹp quá nhiều, có thể đưa được stent lên, thì chúng ta sẽ đưa thẳng cái stent phủ lên trên động mạch chủ. Và cái giới hạn mà chúng ta cần phải lưu ý đó là cái khoảng cách. Chúng ta phải đo được cái khoảng cách từ cái chỗ ngã ba động mạch chủ chậu lên đến chỗ mà cái bờ dưới của cái stent này, là chúng ta phải giữ cỡ khoảng 15-20cm là cái vị cái khoảng cách để chúng ta có thể đưa được hai cái stent từ động mạch chậu lên và để đặt nằm ở trong lòng của cái stent này. Thế đây cái hình này là cho chúng ta thấy là chúng ta sẽ nong cái động mạch, chúng ta bung cái stent, thì chúng ta bung stent thì chúng ta thấy là cái động mạch chủ ở phía trên này nó hẹp và nó bị bung ra sau. Chúng ta nhìn thấy rất là rõ là ở phía dưới và phía trên thì cái bóng nó đã bung ra, nhưng mà phần chính giữa là cái động mạch chủ nó bị hẹp và nó sẽ bị bung ra sau. Đây là một cái trường hợp mà chúng tôi đây là cái trường hợp mà bệnh nhân cũng bị hẹp và cái động mạch chủ chậu, và chúng tôi cũng đặt cái chúng tôi bung cái stent ở phía trên động mạch. Trước khi chúng tôi bung thì chúng tôi có chụp cái mạch máu để chúng tôi xác định cái vị trí của cái chỗ hẹp. Đấy, và cái này là chúng tôi bắt đầu chúng tôi bung cái bóng của cái động mạch chủ. Chúng ta thấy là cái động mạch chủ được bung ra, được cái bóng. Và chúng ta thấy là cái đoạn ở giữa nó hẹp và nó bung ra từ từ. Đấy, và khi đã bung toàn bộ cái động mạch chủ, chúng ta để cái bờ dưới của cái stent là nó cách cái chỗ ngã ba động mạch chủ chậu cỡ vào khoảng chừng 2cm. Và tiếp theo đó thì là chúng tôi sẽ đưa hai cái stent từ động mạch chậu, là đưa đồng thời cả hai stent lên. Và chỗ này chúng ta lưu ý là cái bờ trên của hai cái này nó phải nằm ở ngang mức với nhau, để chúng ta tránh cái chuyện là một cái đầu ở trên cao, một đầu dưới thấp, có thể nó sẽ bị hẹp và nó sẽ chèn vào cái stent còn lại. Cái thứ hai là cái đoạn overlap, nghĩa là đoạn chồng từ cái động mạch của cái stent động mạch chủ với cái stent động mạch chậu này cỡ khoảng chừng 15mm. Và sau đó thì chúng ta sẽ bung đồng thời cả hai cái stent này một lúc. Thì đây là cái trường hợp mà sau đó thì chúng tôi đưa hai cái bung đồng thời cùng một lúc hai stent. Cái này thì đòi hỏi là hai cái người mà bung hai cái stent này theo dõi trên màn hình mà mình bung đều cùng một lúc, để tránh cái stent này nó ép cái stent kia. Thế và sau khi mà chúng ta bung cái stent xong thì chúng ta sẽ chụp kiểm tra lại để xem cái chuyện là cái tổn thương của động mạch chậu, thì chúng ta thấy là cái thuốc nó đi xuống là tương đối tốt. Thế thì với tất cả những cái trường hợp mà bệnh nhân bị tổn thương động mạch này thì đa phần các trường hợp là bệnh nhân đều lớn tuổi. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân có xơ vữa mạch, và thứ ba nữa là thường là bệnh nhân có thêm các bệnh lý khác, và những bệnh nhân này có suy thận, cho nên thường là những trường hợp này thì chúng tôi rất là tiết kiệm với việc sử dụng thuốc cản quang, cũng như là những trường hợp mà chức năng thận nó không được tốt lắm thì chúng tôi sử dụng các cái thuốc cản quang mà nó ít độc cho thận, như là cái Visiopac. Thế thì về cái kết quả lâu dài thì có lẽ là đây là cái báo cáo của tác giả Taiwan ở bên Hà Lan. Thì đây là một cái báo cáo mà có cái số lượng bệnh nhân là tương đối dài và theo dõi được kết quả đến thời điểm là 3 năm sau khi mà can thiệp dùng cái kỹ thuật CRAP này, thì cho thấy là tới thời điểm 3 năm thì 86% bệnh nhân ở cái thời điểm này thì vẫn còn là cái mạch máu nó vẫn còn thông, nghĩa là không bị tắc sau 3 năm. Thì đây là một cái kết quả mà chúng tôi thấy là rất là đáng khích lệ. Thế thì ở tại Bệnh viện Thống Nhất thì chúng tôi cũng thực hiện được cho tất cả là 7 trường hợp trong thời gian năm vừa rồi, nghĩa là 7 trường hợp bệnh nhân bị tắc động, bị hẹp động mạch chủ như là hẹp động mạch chậu. Và những cái trường hợp này thì phần lớn là chúng ta thấy là đây là bệnh nhân đều là lớn tuổi. Bệnh nhân trẻ tuổi nhất thì là đã 67 tuổi và lớn tuổi nhất là bệnh nhân 77 tuổi. Và phần lớn những bệnh nhân này là đều có suy thận, đều có bị đặt stent mạch vành trước đó, bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh trước đó đã mổ, hoặc là những trường hợp là có đái tháo đường và tăng huyết áp. Thế thì về vấn đề là theo dõi
bệnh nhân thì về vấn đề vô cảm thì tất cả những trường hợp này của chúng tôi thì đều là bệnh nhân đều được là gây tê tại chỗ. Nên stent chúng tôi sử dụng thì thường là 16mm cho cái stent ở trên động mạch chủ và 9mm hoặc là 8mm cho stent ở động mạch chậu. Thì tùy cái kích thước của động mạch chậu khi chúng ta đo được. Về thời gian làm thủ thuật thì chúng tôi là những cái ca đầu tiên chúng tôi làm khá lâu, khoảng chừng gần 2 tiếng đồng hồ. Những cái ca sau thì trong khoảng thời gian khoảng 40 phút. Về đánh giá kết quả thì theo dõi sau khi mổ thì bệnh nhân cái tình trạng suy thận sau khi mổ thì chúng tôi thấy là ngoại trừ những cái trường hợp mà bệnh nhân có suy thận trước thì cái độ suy thận nó không thay đổi. Còn những trường hợp khác thì không trường hợp nào chúng tôi phải lọc máu hoặc là chúng tôi phải điều trị thay thế thận. Trong số 7 trường hợp này thì sau đó thì chúng tôi có một trường hợp là chúng tôi phải tháo cái khớp bàn ngón là do bệnh nhân có hoại tử, mất hai cái ngón 4, hoại tử cái ngón 5 bàn chân. Thế còn đến thời điểm hiện tại thì có một trường hợp là sau khi theo dõi được 2 năm rưỡi thì bệnh nhân này chúng tôi phải cắt cụt mất 1/3 giữa của cẳng chân do vấn đề là cái chuyện mạch ở cái tầng dưới, là tầng động mạch đùi khoeo ở phía dưới là chúng tôi không can thiệp được và chúng tôi phải mổ cụt chi. Thế còn theo dõi đến thời điểm 3 năm thì những trường hợp trường hợp ngắn nhất là chúng tôi theo dõi được 3 tháng, trường hợp dài nhất là chúng tôi theo dõi được đến 2 năm. Thì cái trường hợp mà theo dõi được đến 2 năm thì chúng tôi đã chụp lại cái CT mạch máu thì cho thấy là cái mạch máu nó vẫn còn thông tốt. Để có thể kết luận cho cái bài ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là với cái chuyện là can thiệp nội mạch cho những trường hợp mà bệnh nhân bị tổn thương động mạch chủ chậu mà ngày trước vẫn phải mổ thì với các cái stent phủ và chọn lựa thích hợp thì chúng ta có thể can thiệp cho bệnh nhân được và với cái mức độ an toàn của thủ thuật rất là cao và cái kết quả dài hạn thì rất là tốt so với chuyện là phẫu thuật. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Đỗ Kim Quế đã cho chúng ta một cái bài giới thiệu rất là hay và rất là có lẽ là chia sẻ những cái kinh nghiệm như vậy chúng ta học tập được rất là nhiều. Bản thân tôi cũng thấy là rất là bổ ích. Thực sự giáo sư Quế nói rằng đây là một kỹ thuật không khó, nhưng mà thực sự đối với tôi đây là kỹ thuật khả năng là đỉnh cao đó. Bởi vì nhiều khi không phải là lúc nào cũng can thiệp được, đối với tôi không phải lúc nào cũng can thiệp được. Cái khó nhất là khi mà mình đi ngoài từ dưới đi lên mình có vào được lòng thật hay không. Nhiều khi là nó cứ lóc tách ra bên ngoài đó. Thì trong trường hợp đấy thì tôi muốn hỏi giáo sư Quế là mình không biết là có lúc nào mình phải giải quyết những trường hợp nó khó khăn như vậy không? Tức là mình đi ngoài đi từ dưới đi lên ấy mà nó cứ lóc tách, nó cứ ra bên ngoài, nó không vào lòng thật. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ánh. Đúng là những cái người mà có làm can thiệp thì hỏi những câu mà gọi là thực sự là khó mà chúng ta thường gặp. Rất là may mắn là trong số 7 trường hợp này của chúng tôi thì có một trường hợp là chúng tôi phải can thiệp, chúng tôi can thiệp lại. Thực ra thì trước đấy thì một đồng nghiệp mà dự kiến là can thiệp đi từ ở dưới chân đi lên. Thế nhưng mà sau khi mà đi từ dưới chân đi lên thì nó bị bóc tách và buộc lòng là phải ngừng cái thủ thuật đó. Thì sau đó thì chúng tôi can thiệp là sau đến một tháng. Thì tình trạng thiếu máu chân thì càng lúc càng nặng. Thì cái trường hợp này thì cũng báo cáo tiến sĩ Ánh là chúng tôi phải đi hai đường. Chúng tôi đi từ động mạch, cánh tay chúng tôi đi xuống để chúng tôi đi vào lòng thật. Sau khi đi vào lòng thật xong thì chúng tôi nong bóng nó rộng ra và chúng tôi đi một cái xít từ ở phía dưới đi lên. Sau đấy thì chỉ có một trường hợp là rất là khó khăn. Còn những trường hợp khác thì phần lớn những trường hợp thì với cái chuyện là mình đã dự kiến trước là cái mạch máu nó khó. Thế thì về vấn đề kinh nghiệm là với những trường hợp mà bị nó bị tắc hoàn toàn hoặc là bị hẹp mà rất là nặng thì chúng tôi sử dụng các cái micro sử dụng cái micro guiding. Tức là chúng tôi sử dụng các cái gai mà nhỏ để chúng tôi đi qua trước và chúng tôi sử dụng luôn cái bóng nong của mạch vành thấy ước à. Nghĩa là mình ở đây là mình vừa mổ vừa can thiệp mà chúng tôi cũng có can thiệp tim nữa, cho nên là những cái bóng nhỏ chúng tôi lấy luôn bóng mạch vòng 4mm thì chúng tôi nong ra trước. Thế xong bắt đầu mình có đường thì bắt đầu mình đi liên tiếp thì tránh được cái chuyện là bị tổn thương của cái nội mạc. Có lẽ là khi mà tổn thương nội mạc thì hầu như là rất là khó khăn trong vấn đề xử lý. Vâng, cảm ơn giáo sư Quế. Những cái chi tiết đấy cũng rất là quan trọng. Mời giáo sư Ước có comment gì không ạ? Vâng, tôi chỉ comment một chút thôi. Tôi rất là đồng ý ý kiến của sư Quế nói và của bác sĩ Ánh đã góp ý là rất là hay, đó là đúng là còn khó. Thế nhưng theo như tôi muốn hỏi thì các bác sĩ đã trả lời mất rồi. Tức là trong số 7 ca có ca nào nó tắc hoàn toàn không? Vì chúng tôi có làm được 1, 2, 3 ca ở đấy, nhưng mà nó tắc hoàn toàn cho nên là các em can thiệp không biết là rất là khó, thì đi đường dưới lên nguy cơ đi nó lóc tách rất là cao.
nhưng các em nó đi chủ động đi từ trên xuống, dùng cái UI dẫn từ trên xuống. Vậy có hai cái lợi, đấy lợi thứ nhất theo tổng kết anh em là ngoài này đánh giá, thứ nhất là chúng ta đi đường trên chúng ta chụp được trong mổ, chúng ta biết được cái đầu trên là sao để đi vào lòng thật. Cái thứ hai là cái đường trên xuống dù sao cái khảo năng lòng thật nó cũng cao hơn, rồi nó dắt có thể dùng snare để bắt hai đầu để có nối được với nhau. Thế thì cái ca đó là làm cho phần lớn chúng tôi, tất cả ca ngoài này đều làm ở đường trên xuống dưới lên, tôi đi hai đường và cái đường trên xuống có vai trò dẫn đường rất là tốt. Và trường hợp mà tắc hoàn toàn, chứ còn nếu không tắc hoàn toàn lòng nhỏ chúng ta đi cái dùng cái stepwise rất là nhỏ không nói, nhưng mà nếu mà có chúng ta dùng cái đường trên xuống rất là hay. Thì comment thêm thôi ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn giáo sư Ước. Thực ra đúng là những cái kỹ thuật mà có lẽ một cái kỹ thuật có khi có thể coi là nhỏ thôi, nhưng mà nó có khi nhiều khi kết quả nó phụ thuộc hoàn toàn vào những kỹ thuật đó. Cho nên là đấy là những cái chia sẻ rất là, tôi nghĩ là rất là bổ ích cho các nhà can thiệp cũng như là phẫu thuật. Cảm ơn giáo sư Đỗ Kim Quế cùng giáo sư Đức Ước. Thì tôi xin giới thiệu tiếp chương trình tiếp theo. Bài giới thiệu của tiến sĩ thạc sĩ Võ Tuấn Anh, hội chứng động mạch chủ cấp, vai trò của phẫu thuật và can thiệp nội mạch. Xin mời thạc sĩ. Dạ, kính thưa quý thầy trong chủ tọa đoàn, kính thưa giáo sư Ước và tất cả các anh chị đang theo dõi chương trình. Thì hôm nay em xin phép đại diện cho khoa phẫu thuật tim mạch người lớn của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược báo cáo về cái vai trò của phẫu thuật và can thiệp nội mạch trong hội chứng động mạch chủ cấp. Thì trước hết thì em xin qua ba cái bệnh án minh họa. Bệnh án thứ nhất là một bệnh nhân nam 64 tuổi, đau ngực khởi phát một cái đau ngực dữ dội, đột ngột và vã mồ hôi tại nhà. Sau đó 30 phút thì bệnh nhân nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Thì tại đây các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rất là nhạy, nó cho chụp một cái CT scan ngực và phát hiện ra một cái bóc tách động mạch chủ ngực tiếp A cấp tính kèm theo tràn máu màng tim. Khi đó thì các bác sĩ liên hệ với khoa phẫu thuật tim mạch người lớn ở Bệnh viện Đại học Y Dược và gửi tất cả các hình ảnh dữ liệu của bệnh nhân qua mạng lên trước và chuyển bệnh nhân trực tiếp lên thẳng lên trên bệnh viện. Thì tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì sau khi tiếp nhận thông tin thì chúng tôi huy động ekip phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên và dụng cụ. Đồng thời là khi bệnh nhân đến cấp cứu thì đẩy thẳng bệnh nhân lên phòng mổ luôn và được phẫu thuật cấp cứu và thay quai động mạch chủ ngực lên và bán quai. Thì đây là cái hình ảnh CT của bệnh nhân, thấy hình ảnh của bóc tách động mạch chủ ngực, hình ảnh hai lòng rất là điển hình. Thì khi mổ ra chúng ta thấy là cái khi mở màng ngoài tim thì có rất là nhiều máu cục bên trong màng ngoài tim. Đồng thời là chúng tôi thực hiện là thay động mạch chủ ngực lên và bán quai. Thì trường hợp này bệnh nhân ổn và xuất viện sau đó một tuần. Bệnh án minh họa thứ hai là một cái bệnh án là bệnh nhân khởi phát không phải đau ngực mà là đau bụng thượng vị, đau dữ dội lan sau lưng kèm theo nôn ói và vã mồ hôi và chướng bụng. Thì cái này chúng ta khi mà nghe thấy bệnh sử như vậy chúng ta sẽ tập trung ít nghĩ đến bệnh lý động mạch chủ hơn. Khi vào trong Bệnh viện Đại học Y Dược thì ekip cấp cứu anh em đã cho chụp một cái CT scan ngực bụng và phát hiện ra một cái bóc tách mạch chủ ngực tiếp B có biến chứng tắc động mạch màng treo tràng trên. Cái trường hợp này sau đó 30 phút chúng tôi đưa vào can thiệp đặt stent graft động mạch chủ ngực xuống cấp cứu. Và đây là hình ảnh của cái bóc tách động mạch chủ ngực tiếp B với lỗ vào nằm ở sau một dưới đòn trái khoảng 20mm và có tràn dịch màng phổi bên trái. Kèm theo là chúng ta thấy hình ảnh của động mạch màng treo tràng trên gần như là tắc. Thì sau đó thì chúng tôi can thiệp đặt stent graft động mạch chủ ngực xuống. Sau can thiệp thì ngay sau can thiệp thì động mạch màng treo tràng trên nó đã mở ra lại. Và một tuần sau thì thấy rõ hình ảnh của tái hiện trở lại của động mạch màng treo tràng trên. Thì tình huống này bệnh nhân cũng ổn và xuất viện sau đó. Bệnh án minh họa số 3 là bệnh nhân cũng một bệnh nhân khác, bệnh nhân nam nhập viện vì đau bụng thường vì dữ dội lan sau lưng kèm theo đau và tê chân phải. Bệnh nhân này thì sau khi đau 3 tiếng thì nhập viện tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại đây các anh em ở bên bệnh viện đó chẩn đoán là một trường hợp tắc mạch cấp bệnh chân bên phải và anh em làm cái động tác là lấy huyết khối động mạch đùi phải. Tuy nhiên thì khi lấy huyết khối thì thấy là động mạch đùi hoàn toàn sạch và không có huyết khối gì hết. Và sau đó đóng lại thì động mạch đùi cũng không đập, chân vẫn thiếu máu. CT scan sau 24 tiếng. Và sau khi mà đóng xong thì phát hiện ra là cái chân nó vẫn còn thiếu máu. Đến 24 tiếng sau thì chúng ta mới chụp làm cái CT scan và phát hiện là bóc tách động mạch chủ ngực tiếp B gây tắc động mạch chủ phải. Và lúc này thì mới chuyển qua Bệnh viện Đại học Y Dược. Thì khi qua đến nơi thì chân phải đã chết mà chúng tôi phải đoạn chi. Sau đó bệnh nhân sẽ không qua được vì suy đa cơ quan. Đây là cái CT scan mà chúng tôi chụp tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì phát hiện ra là một cái bóc tách động mạch chủ ngực tiếp B với lòng thật rất là nhỏ.
và xuống đến ngã ba Chú Chậu thì nó tắt hoàn toàn động mạch châu trung bên phải. Cái hình ảnh của cái CT ở dưới đùi thì chúng ta thấy là cái chân bên phải nó có rất là nhiều bóng khí và nó đã hoại tử gần như là hoàn toàn. Lúc này thì phải tháo khớp háng, bệnh nhân này thì không qua được. Thì như vậy thì đây là cái guideline năm 2014 của ESC về cái hội chứng động mạch chủ cấp. Hội chứng động mạch chủ cấp nó là những cái bệnh lý rất là nặng và có tỷ lệ tử vong biến chứng cao. Ở trong đó thì hồi nãy giáo sư Bình đã trình bày rất là rõ là gồm các những mặt bệnh, trong đó phình mạch chủ dọ vỡ, bóc tách động mạch chủ, loét xuyên thành và giả phình cộng với huyết khối thành. Thì bóc tách động mạch chủ này có hai dạng là bóc tách kinh điển và huyết khối thành động mạch chủ. Thì trong cái khuôn khổ ngày hôm nay thì em xin phép trình bày về hai cái bệnh lý chính, và đó là phình mạch chủ và bóc tách động mạch chủ. Về bóc tách động mạch chủ thì nó là cái hiện tượng mà rách cái nội mạc động mạch chủ do cái cơn tăng huyết áp đột ngột. Và khi nó rách ra như vậy thì máu nó sẽ ngay lập tức đi vào trong giữa cái lòng cái lớp ban đầu là nội mạc và trung mạc, ngoại mạc ở bên ngoài, nó tách toàn bộ cái động mạch chủ ra đi xuống, cho đến khi nào cái lực bóc tách nó nhỏ hơn kháng lực thành mạch thì nó sẽ dừng lại. Thì thông thường cái bóc tách động mạch chủ nó sẽ dừng lại ở những cái động mạch ngoại biên nhánh lớn là hai động mạch chậu ở chỗ ngoài hoặc là chỗ chung. Bóc tách động mạch chủ người ta phân thành hai loại, giống như hồi nãy giáo sư Bình đã trình bày, đó là để dễ dàng để tưởng tượng thì chúng ta sẽ thấy là chia thành loại A và loại B. Loại A là loại có liên quan đến động mạch chủ ngực lên, và loại B là loại không liên quan đến mạch chủ ngực lên. Thì người ta phân chia cái này để hướng đến cái cách giải quyết như thế nào. Thì vì sao người ta lại chia động mạch chủ ngực bóc tách thành loại A và loại B, là bởi vì động mạch chủ ngực lên của chúng ta nằm là một cái động mạch, là một nhánh động mạch nằm hoàn toàn trong màng ngoài tim, và đây là động nhánh động mạch mà phần động mạch chủ mà di động nhiều nhất cho trong động mạch chủ. Thì chúng ta biết rằng khi mà nó có bóc tách động mạch chủ mà liên quan đến cái phần động mạch chủ ngực lên thì nguy cơ lớn nhất của nó là vỡ. Và khi nó vỡ vào khoang màng ngoài tim sẽ gây ra hòa chèn ép tim cấp và những có thể đột tử. Thứ hai là nó lan đến những cái chỗ xuất phát của động mạch vành và nó gây ra nhồi máu cơ tim cấp, hoặc nó lan lên các nhánh nuôi não và nó gây ra thiếu máu não. Như vậy thì một bệnh nhân bóc tách mạch chủ có thể nhập viện vì rất là nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Có thể là nhập viện vì một cái nhồi máu cơ tim cấp, có thể nhập viện vì một cái đột quỵ, và có thể nhập viện vì một cái thiếu máu tàn. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải hết sức là đề phòng cái chẩn đoán này. Vì một số trường hợp chúng ta chẩn đoán là một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta có thể xử lý hoàn toàn khác. Và ví dụ như chúng ta xài tiêu sợi huyết, hoặc là một trường hợp đột quỵ não, nhồi máu não, ta xài tiêu sợi huyết trên một bệnh nhân bóc tách mạch chủ thì rất là nguy hiểm. Thì làm sao để chúng ta phân biệt được, em xin một chút xíu để trình bày về cái video clip, cái cơ chế bóc tách động mạch chủ. Chúng ta biết rằng là nó có động mạch chủ, nó có ba cái lớp rất là rõ: nội mạc, trung mạc và ngoại mạc. Thì khi mà đây là nội mạc động mạch chủ, và khi có bóc tách thì cái lớp nội mạc này nó sẽ rách ra và máu ngay lập tức nó sẽ chui vào bên trong của cái lòng giả, và nó sẽ xé cái nội mạc ra, nó tách cái trung mạc ngoại mạc ra khỏi nội mạc, tạo ra một cái lòng mới, đó là lòng giả song song với cái lòng thật ban đầu. Và cái lỗ này người ta gọi là lỗ vào nguyên phát. Thì cái bóc tách nó có thể gây ra những cái biến chứng như là vỡ ra ngoài, ở đây là vỡ ở động mạch chủ ngực xuống, và có thể gây ra mạch tràn dịch, tràn máu màng phổi trái, hoặc tạo ra những lỗ vào thứ phát, người ta gọi là secondary entry point. Và phía dưới này là cái hình ảnh cơ chế của một cái tắc mạch tàn do cái bóc tách động mạch chủ. Chúng ta nhìn thấy là cái nội mạc của động mạch chủ nó bị bung ra. Ở bên này là lòng giả, đây là lòng thật. Thì do cái sóng mạch máu liên tục và cơ chế bình thông nhau thì cái áp lực ở hai bên này nó bằng với nhau. Và khi đó thì cái nội mạc này nó sẽ bị đẩy liên tục và nó che vào cái lỗ xuất phát của cái động mạch tàn tương ứng. Thì đến một lúc nào đó nó sẽ đẩy cái khối này vào bên trong luôn. Đây là một trong những cơ chế gây tắc của cái mạch tàn trong bóc tách động mạch chủ, một trong những biến chứng rất là nguy hiểm. Như vậy thì chẩn đoán bóc tách động mạch chủ như thế nào để đây là một trong những cái phương tiện rất là hiệu quả của chúng ta. Ví dụ bệnh nhân chúng ta nhập viện vì một cái đau ngực cấp có ST trên lên và có men tim tăng, chúng ta thường chúng ta sẽ chẩn đoán nó một cái nhồi máu cơ tim cấp, và chúng ta sẽ xử trí như một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. Tuy nhiên có thể chẩn đoán lầm với một tình trạng bóc tách động mạch chủ ngực tiếp A gây ra cái tắc mạch vành. Thì phương tiện này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần dùng một cái máy siêu âm tim có đầu dò siêu âm tim thành ngực bình thường. Đặt cái đầu dò như hướng như thế này, tức là cái mặt cơ của đầu dò hướng về vai phải, chúng ta sẽ cắt được mặt cắt cạnh ức trục dọc. Chỉ cần một mặt cắt này thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy được
hình ảnh của bóc tách động mạch chủ. Thông thường nếu bóc tách động mạch chủ tiếp A, chúng ta sẽ thấy được cái flap của cái nội mạc nằm trong lòng của động mạch chủ như thế này. Thì chỉ một động tác đơn giản như thế, chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt được bước đầu giữa bóc tách tiếp A và đau ngực do nhồi máu cơ tim cấp. Từ đó có thể được đưa được những xử trí đúng hơn. Ví dụ bóc tách tiếp A, chúng ta sẽ đưa đi chụp CT hoặc đi mổ cấp cứu. Còn nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta sẽ đưa đi lên trên đơn vị can thiệp nội mạch để chụp mạch vành. Đây là hình ảnh siêu âm tim qua thực quản, cũng có thể thấy được những cái flap của bóc tách động mạch chủ ở động mạch chủ ngực lên. Động mạch chủ bụng, nếu chúng ta siêu âm bụng, chúng ta cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh của flap nằm trong lòng của động mạch chủ bụng. Và đây là hình ảnh CT, nãy thằng giáo sư Bình đã trình bày rồi. Vậy thì vấn đề cần lưu ý khi chẩn đoán của bóc tách động mạch chủ là gì? Đó là bóc tách loại nào, vị trí lỗ vào nằm đâu, có tràn dịch màng tim hoặc màng phổi hay chưa, và có ảnh hưởng đến các nhọt nhánh quan trọng hay chưa. Để điều trị bóc tách động mạch chủ thì chúng ta có 3 cái phương thức chính, đó là điều trị nội khoa, phẫu thuật và can thiệp nội mạch. Thì em xin focus vào cái phần điều trị ngoại khoa. Thì bóc tách động mạch chủ ngực tiếp A thì chúng ta là sẽ có chỉ định phẫu thuật cấp cứu, còn đối với loại B thì chúng ta sẽ chỉ định can thiệp ngoại khoa khi có biến chứng. Trong đó những biến chứng quan trọng như là thiếu máu tạng, tăng kích thước động mạch chủ nhanh hoặc đau ngực tái diễn trên huyết áp không khống chế được, đã khống chế được, hoặc là có dấu hiệu dò vỡ như tràn dịch xung quanh cái chỗ bóc tách. Để bóc tiếp cận động mạch chủ thì chúng ta có thể sử dụng hai con đường chính, đó là đường phẫu thuật mở ngực toàn bộ xương ức hoặc là mở ngực nửa trên xương ức. Thì ở bệnh viện Đại học Y Dược thì chúng tôi có xu hướng thì tiếp cận qua đường ít xâm lấn hơn, đó là đường mở ngực nửa trên xương ức. Còn thông thường những trường hợp bệnh nặng quá, có nguy cơ cao, chúng ta để làm nhanh thì sẽ tiếp cận qua đường mở ngực toàn bộ xương ức. Đây là cái phẫu trường mà chúng ta có thể nhìn thấy được, bên này đó là phẫu trường của toàn bộ xương ức và bên trái là phẫu trường của một phần nửa trên xương ức. Phẫu thuật thì chúng ta có thể thực hiện là phẫu thuật thay động mạch chủ ngực lên hoặc là thay động mạch chủ ngực lên cộng với quay động mạch chủ. Nguyên tắc là chúng ta sẽ xóa cái lỗ vàng nguyên phát đi. Nếu lỗ vàng nguyên phát nằm ở động mạch chủ ngực xuống thì chúng tôi sẽ phối hợp đặt luôn stent graft động mạch chủ ngực xuống thuận dòng trong cái quá trình mà thực hiện phẫu thuật. Đó là kỹ thuật frozen elephant trunk. Thì cái loại ống ghép này thì chúng tôi chưa có tại bệnh viện Đại học Y Dược, nhưng mà chúng tôi thực hiện là thả một cái ống ghép thông thường của Medtronic xuống, và chúng tôi khâu nối cái ống ghép bên ngoài, cái protease bên ngoài vào ống ghép và động mạch chủ luôn, sau đó cắm lại các nhánh của quai động mạch chủ. Thì nó cũng tương tự như kỹ thuật frozen elephant trunk này. Đây là cái hình ảnh mà phẫu thuật trong cái quá trình thực hiện phẫu thuật của chúng tôi. Đây là đường mở ngực toàn bộ xương ức, và khi mình mổ ra thì mình thấy cái động mạch chủ là nó bị tổn thương toàn bộ. Và chúng ta nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ thấy cái lỗ vào nằm ở vị trí này. Chúng tôi đang cắt xuống đến lỗ vào. Trường hợp này thì là thay động mạch chủ ngực lên và bán quai gần với động mạch chủ. Về can thiệp nội mạch thì tốt nhất đối với những trường hợp bóc tách tiếp B là can thiệp trong giai đoạn từ 2 tuần đến 3 tháng, là giai đoạn bán cấp. Đối với những trường hợp bóc tách tiếp B hiện nay thì chỉ định của nó vẫn còn đang khá là có nhiều tranh cãi. Hiện tại thì đối với chúng tôi thực hiện những trường hợp đó là có biến chứng, nguy cơ có biến chứng như đường kính động mạch chủ lớn hơn bằng 40mm, đường kính lòng giả trên 20 và đường kính lỗ vào trên 10. Để dễ nhớ thì chúng tôi sử dụng là 10, 20 và 40. Những trường hợp bóc tách tiếp B không có biến chứng thì có thể giải thích với thân nhân dựa vào cái nghiên cứu của NSTAT XL Trial để mình làm bằng chứng để can thiệp cho những trường hợp này. Đây là cái hình ảnh của cái rất là nổi tiếng của cái nghiên cứu INSTAT XL, cho thấy là những trường hợp bóc tách tiếp B không biến chứng, nếu chúng ta đặt can thiệp nội mạch động mạch chủ thì cái tiên lượng của bệnh nhân về sau cải thiện rất là tốt so với nhóm điều trị nội khoa đơn thuần. Thì đây là cái hình ảnh khi mà chúng ta làm động mạch chủ ngực đoạn quai bóc tách tiếp B thì chúng ta sẽ thường sẽ liên quan đến những cái chuyển vị quai động mạch chủ. Thì đây là những cái hình thái mà chuyển vị chúng tôi thực hiện ở bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là một số các trường hợp chúng tôi có thực hiện cái chimney vào trong các cái nhánh động mạch nuôi não. Một số hình ảnh của can thiệp tại trung tâm của chúng tôi là một trường hợp bóc tách tiếp B bán cấp và lỗ vào nằm ở động mạch chủ ngực xuống sát vào động mạch dưới đầu bên trái. Trường hợp này thì chúng tôi thực hiện debranching một phần từ động mạch cảnh trung phải, cảnh trung trái và dưới đầu trái, đồng thời là đặt một cái stent graft động mạch chủ ngực xuống sát đến vị trí của động mạch thân cánh tay đầu. Đây là kết quả sau đó 3 tháng. Đối với bóc tách tiếp B mạng tính thì chúng tôi cũng thực hiện tương tự. Đây là một trường hợp bóc tách tiếp B mạng tính có giãn lớn lòng giả, đường kính lòng giả khoảng 65mm.
và cái chỗ lỗ vào nó cũng sát với động mạch thần cánh tay động mạch dưới đòn, thì trường hợp này chúng tôi bích tắc động mạch dưới đòn trái và đặt một cái stent graft động mạch chu ngực xuống, thì thấy hình ảnh của cái huyết khối động mạch dưới đòn, động mạch chủ lòng dạ rất là rõ. Đối với phần động mạch chủ thì đây là một bệnh lý hoàn toàn khác với lại bóc tách động mạch chủ, chúng ta cần phải phân biệt thật là rõ. Nhất là đối với phần động mạch chủ do nguyên nhân là xơ vữa mạch máu, thì định nghĩa của phần động mạch chủ là đường kính sẽ lớn hơn 50% bình thường và đa số nằm ở động mạch chủ bụng. Và khi động mạch chủ nằm nó thuộc về phần động mạch chủ thuộc về hội chứng động mạch chủ cấp, khi nó có dấu hiệu vỡ hoặc là dò vỡ, còn thông thường thì nó tiến triển rất là âm thầm. Và cái dấu hiệu vỡ, dò vỡ chúng ta có thể thấy được là đau ở vị trí tương ứng của khối phình, hoặc là có dấu hiệu của sốc giảm thể tích, mất máu cấp. Và nếu mà vỡ vào ruột thì có thể có xuất huyết tiêu hóa trên dưới ồ ạt và tiên lượng rất là nặng. Thì những trường hợp chẩn đoán phình vỡ thì chúng ta có thể dựa vào siêu âm. Siêu âm chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh của túi phình và cái hình ảnh của cái chỗ vỡ của túi phình này. Tất nhiên là chúng ta sẽ dựa vào CT scan để chẩn đoán, dựa vào những cái hình ảnh lít thuốc cản quang và khối hematom xung quanh túi phình. Đây là một trường hợp phần động mạch chủ ngực xuống vỡ, nhưng mà trường hợp này rất là đặc biệt là bệnh nhân vỡ vào khoang màng phổi bên phải. Nó tách cái khối phía sau của thực quản và nó chảy vào khoang màng phổi phải. Hoặc là những cái trường hợp mà thành động mạch chủ bụng rất là mỏng, đường kính lớn, mỏng như thế này thì nguy cơ bệnh nhân cũng sẽ có nguy cơ vỡ cao hơn. Cái hình ảnh tiếp theo tương tự như hình ảnh này nhưng mà đã vỡ rồi, chúng ta thấy một cái khối hematom rất lớn sau phúc mạc. Để điều trị thì chúng ta có thể phẫu thuật cấp cứu hoặc là can thiệp stent graft động mạch chủ. Đây là một số cái hình ảnh can thiệp tại trung tâm của chúng tôi, thay quai động mạch chủ trên bệnh nhân phình mạch chủ ngực vỡ hoặc là bóc tách động mạch chủ ngực mạng tính gây ra cái phình lớn của động mạch chủ ngực lên và quai động mạch chủ. Đây là một trường hợp phình mạch chủ bụng ngang thận, chúng tôi mổ và cắm lại động mạch thận trái qua đường mổ ngực bụng. Xin lỗi cái này nó chậm quá. Đây là một trường hợp mà phình quai động mạch chủ chúng tôi can thiệp và thực hiện cái kỹ thuật là chimney vào thân cánh tay đầu, đồng thời debranching từ cánh chung phải cánh chung trái dưới đòn trái trên một bệnh nhân rất là lớn tuổi. Mà sau đó thì bệnh nhân xuất viện ổn, cái hình ảnh CT scan sau đó khoảng một năm thì bệnh nhân cũng ổn. Đối với những trường hợp phình động mạch chủ dọa vỡ hoặc vỡ thì can thiệp, chúng tôi cũng ưu tiên là can thiệp động mạch chủ bụng dưới thận trong những trường hợp này. Đây là một trường hợp mà chúng tôi phình mạch chủ bụng dưới thận dọa vỡ, chúng tôi đã can thiệp và cái cổ rất cũng khá là khó, cổ gập cũng nhiều. Sau đó thì bệnh nhân cũng ổn và xuất viện, CT scan sau một năm. Và đây là một trường hợp mà cái túi phình hồi nãy chúng ta đã thấy là nó đã vỡ ra ngoài và cái cổ gập 90 độ. Đây cái chỗ vị trí vỡ của túi phình. Dạ thì em xin lỗi cái này nó chậm. Dạ thì khi chúng tôi can thiệp thì đây là cái kết quả can thiệp rất là tốt, túi phình nó bị loại trừ hoàn toàn ra khỏi dòng máu. Tuy nhiên bệnh nhân này thì cũng không qua được, vấn đề là bệnh nhân có một cái hội chứng tăng áp lực ổ bụng. Thông điệp của em là hội chứng động mạch chủ cấp là một trường hợp, là một cái hội chứng nặng, tỷ lệ tử vong rất là cao. Và mỗi bệnh lý chúng ta nên nhớ rằng là nó có một cách xử trí hoàn toàn khác nhau. Phẫu thuật và can thiệp động mạch chủ sẽ không loại trừ mà nó hỗ trợ lẫn nhau trong những trường hợp khác nhau. Xử trí càng sớm thì tiên lượng càng tốt. Và mối liên hệ chặt chẽ với các bệnh viện sẽ là chìa khóa giúp cho cứu chữa cho bệnh nhân của mình. Dạ, em xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Tuấn Anh, Võ Tuấn Anh đã có một cái báo cáo rất là hay về vấn đề là bóc tách hội chứng động mạch chủ cấp với rất là nhiều kỹ thuật, từ là phẫu thuật hở cho đến là can thiệp và hybrid để điều trị những cái tổn thương này với cái kết quả cũng rất là tốt, cũng như là có rất là nhiều những cái ca nặng và chúng ta cũng trình bày kinh nghiệm ở đây. Và trong đó thì cái vấn đề mà chẩn đoán nhầm, tôi rất là thích thú với cái chuyện là những cái ca mà chúng ta chẩn đoán nhầm và những cái ca mà chúng ta điều trị nó không thành công, đây thực sự là một cái bài học cho tất cả những cái trung tâm mà có làm tim mạch, và đặc biệt là những cái đối tượng mà bác sĩ mà mình nhận bệnh ở lúc ban đầu, thì với những cái kinh nghiệm này thì sẽ giúp là chúng ta sẽ xác định chẩn đoán được sớm hơn và chúng ta sẽ có cái xử trí tốt hơn. Thầy Ánh ở đây thì cũng là người rất là có nhiều kinh nghiệm về vấn đề là can thiệp
các cái mạch máu, đặc biệt là những cái bóc tách động mạch chủ type B. Không biết là thầy Ánh có muốn có cái comment hoặc là có cái câu hỏi gì cho chỗ tiến sĩ Tuấn Anh? Xin chúc mừng ekip của tiến sĩ Võ Tuấn Anh. Tất cả những cái can thiệp rất là khó khi mà cấp tính như vậy, đòi hỏi thời gian của chúng ta rất là khẩn trương, và khẩn trương mới xử lý được. Cho nên vấn đề đúng như giáo sư Quế nói là phải chuẩn đoán ban đầu cho nó thật chính xác. Thì những cái này là những cái mà tôi nghĩ rằng ekip chỗ anh Định cũng như là chỗ anh Tuấn Anh cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm và có đầy đủ các phương tiện như vậy xử lý những trường hợp như thế. Mặc dù có một số trường hợp có thể là thất bại, có thể là nhiều lý do chứ không phải là vấn đề chỉ có chủ quan của mình. Khách quan cũng có, bệnh nhân đến trễ, đến muộn, rồi có những cái biến chứng hay tổn thương quá phức tạp. Thì đây là những cái mà chúng ta phải lường trước. Thì tôi thấy là cái báo cáo của bác sĩ Tuấn Anh cũng rất là thú vị. Không biết là... Vâng, cảm ơn anh Quế. Vậy thầy Ước ở đầu cầu Hà Nội. Vâng, thầy Ước thì rất nhiều kinh nghiệm, có cả một cái phòng hybrid mà trực thuộc ở trong trung tâm của thầy luôn. Tôi xin chia sẻ với cái trong cái phần của trình bày của bác sĩ Tuấn Anh thôi, comment thêm thôi. Thứ nhất là cái đúng là thực sự là cái liên kết giữa các bệnh viện, đặc biệt các bệnh viện tuyến dưới, bệnh viện tuyến trên ấy, rất quan trọng trong vấn đề là giải quyết các cấp cứu về bệnh lý động mạch chủ này. Vì nhiều khi người ta chẩn đoán đúng và người ta thông báo kịp thời là chúng ta chuẩn bị sẵn cái trực thăng vận chuyển đến, chúng ta có bãi đáp sẵn, khi bệnh nhân đến nơi làm luôn thì sẽ cứu được rất nhiều trường hợp. Kinh nghiệm ngoài này cũng vậy, những trường hợp phòng động mạch chủ bụng vỡ, những trường hợp lóc mà rất nặng chúng ta đến nơi chúng ta có giải quyết được ngay. Đó là việc thứ nhất, giúp kinh nghiệm. Thứ hai á, là các cái vấn đề chẩn đoán. Thì đặc biệt hôm nay có người nghe, có rất nhiều các em là làm việc các bệnh viện tỉnh, các bệnh viện khu vực. Thế thì cái việc chẩn đoán, nó thấy rằng qua cái phần trình bày, nó thấy rằng cái việc chẩn đoán của cái bệnh lý động mạch chủ cấp nó rất đa dạng, các triệu chứng lâm sàng rất đa dạng. Làm sao chúng ta đừng bỏ sót, vì nó là rất cấp cứu trong vấn đề là bệnh học. Thành ra đừng bỏ sót. Hôm cách đây khoảng 4 hôm chúng tôi phải đi ngồi một cái hội đồng để gọi là thẩm định một cái hồ sơ mà một người bệnh người ta thắc mắc kiện cáo vì cái chuyện bệnh nhân ngoài 40 tuổi vào bệnh viện địa phương ở Hà Nội, sau đó nằm được gần 4 ngày ở đấy với cái chẩn đoán là đau ạ dày rồi viêm ruột thừa rồi đủ thứ, cuối cùng là chết vì một cái lóc thứ 3 vỡ màng tim ngày thứ 4. Thế thì thấy đến là rất đau lòng, thì vì là bệnh nhân thực sự là có triệu chứng rồi, tuy nhiên là vì chúng ta không chuyên khoa, bệnh viện cũng lớn của khu vực ngoài này, thế nên là cũng không chẩn đoán, không ai nghĩ đến nó cả, và tất cả đều nghĩ đây là do bụng do các thứ, thành ra đấy là cái khâu chẩn đoán chúng ta phải hết sức lưu ý. Cái thứ ba ấy, là vấn đề xử trí, thì chúng ta cố gắng làm sao đó, hoặc là chúng ta tự có, hoặc nếu không chúng ta có những liên kết với các trung tâm để chúng ta có multi choice, có nhiều cái lựa chọn cho người bệnh. Tại vì có đối với bệnh lý động mạch chủ cấp không có cái gì nào là tuyệt hảo cả, mỗi có nhiều cách lựa chọn để chúng ta lựa chọn được các bệnh nhân một cái cách điều trị một cách lý tưởng nhất. Đấy là những cái comment thêm của chúng tôi cho cái phần trình bày vừa rồi của bác sĩ Tuấn Anh. Xin hết ạ. Tôi xin bổ sung thêm cái này, cái đúng là bệnh lý động mạch chủ cấp ấy, nó cực kỳ nặng nề và đòi hỏi chúng ta phải có trang thiết bị cũng như kinh nghiệm. Cho nên đối với các nơi mà bây giờ chúng ta can thiệp động mạch chủ ở nhiều nơi, rất nhiều nơi đã tiến hành rồi, thì những cái nơi mà theo tôi, những cái nơi mà chúng ta còn làm ít ấy, kinh nghiệm chưa nhiều, thì những cái bệnh nhân động mạch chủ cấp này nó là những cái thách thức vô cùng lớn. Cho nên chúng ta nên phải cảnh giác những trường hợp này, cố gắng làm sao chúng ta phải làm khi mà kinh nghiệm của chúng ta dày dặn những cái can thiệp tiêu chuẩn rồi thì chúng ta làm. Còn những cái trường hợp mà nó vào cấp cứu của chúng ta mà chúng ta thấy còn do dự, kỹ thuật chúng ta còn chưa đảm bảo thì chúng ta nên tránh. Sự lựa chọn ở đây cũng như giáo sư Ước nói đấy là cực kỳ quan trọng. Cái xử lý nó vô cùng khó khăn, cho nên là chúng ta phải lưu ý. Xin hết. Vâng, rất là cảm ơn những ý kiến của phó giáo sư Ước cũng như là của tiến sĩ Ánh. Để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Định, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch người lớn, phó giám đốc trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược, sẽ trình bày cái báo cáo về ưu điểm stent graft thế hệ mới Navion trong điều trị bệnh lý động mạch chủ. Kính thưa quý thầy trong chủ đoàn tòa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, cái phần trình bày của chúng tôi hôm nay nhấn mạnh tới dụng cụ, bởi vì khi chúng ta muốn làm can thiệp thành công thì kinh nghiệm, sự sáng tạo cũng như kỹ năng của quý thầy cũng như quý đồng nghiệp là rất là quan trọng, đóng vai trò số 1. Nhưng bên cạnh đó, nếu mà dụng cụ chúng ta tốt hơn thì sẽ giúp cho các đồng nghiệp chúng ta sẽ thực hiện được cái can thiệp chúng ta dễ dàng hơn và có thể kết quả nó sẽ thuận lợi hơn.
Như vậy thì đây là những kinh nghiệm bước đầu của một cái dụng cụ mới mới có mặt ở Việt Nam chúng ta khoảng 6 tháng nay thôi, và trên thế giới thì cũng được khoảng chừng 1 năm. Đó là cái Sandgraft thế hệ mới Navion để điều trị các trường hợp động mạch chủ ngực, và đặc biệt là những cái trường hợp mà có cái hội chứng động mạch chủ cấp hay những cái tổn thương của động mạch chủ ngực. Em chỉnh giùm anh cái slide nó bị. Như vậy là trong quá trình điều trị, các thầy cũng như quý đồng nghiệp đã rất là nhiều lần chúng ta thấy giá như, chúng ta có những câu hỏi giá như chúng ta có được một cái dụng cụ nhỏ hơn, bởi vì cái thành mạch đường vào của bệnh nhân chúng ta nhỏ quá, canxi quá, xoắn vặn quá. Nhưng mà làm sao để cho cái dụng cụ đó, cái kích thước nó nhỏ hơn nhưng mà chất lượng cũng như là cái hiệu quả điều trị chúng ta vẫn phải đảm bảo. Thứ hai là có những trường hợp chúng ta làm xong mà bị bóc tách động mạch chủ ngực tiếp A, và chúng ta cũng mong muốn giá như chúng ta có một cái dụng cụ nào đó mà khi chúng ta thực hiện cái việc thả dụng cụ ra nó thả thật là chính xác, cũng như không phải làm di động quá nhiều khi chúng ta buông cái dụng cụ. Chúng ta cũng rất là mong muốn có một dụng cụ mà có cái chiều dài cũng như kích cỡ nó có nhiều lựa chọn hơn cho chúng ta, chiều dài có thể rộng hơn, kích thước có thể nhỏ hơn hoặc kích thước lớn hơn những kích thước tiêu chuẩn. Ngoài ra thì khi chúng ta đặt những cái stent graft, như hồi nãy thầy Ánh có trình bày một cái trường hợp chúng ta phải cắt bỏ cái đầu cái nose cone, bởi vì cái nose cone của thầy cũ nó dài quá. Nhưng mà chúng ta có những cái dụng cụ để nose cone này nó ngắn hơn thì chúng ta sẽ rất là thuận lợi trong việc chúng ta tiếp cận tới vùng không của động mạch chủ ngực lên. Đặc biệt là những cái trường hợp mà quai động mạch chủ tiếp 3, tức là có cái khoảng cách cao trên 2-3 cm giữa động mạch thân cánh tới đầu và động mạch dưới đòn bên trái, cũng như là cái quai động mạch chủ ngoằn ngoèo, thì chúng ta lại thấy cần, rất là cần thiết những cái dụng cụ mà thể đáp ứng được nhu cầu này. Trong hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh tới hội chứng động mạch chủ cấp. Chúng ta muốn nói đến những cái động mạch chủ dễ tổn thương. Như vậy động mạch chủ dễ tổn thương là những động mạch chủ mà nó nằm trong hội chứng động mạch chủ cấp, như là máu tụ nội thành, như là bóc tách động mạch chủ cấp hoặc là bán cấp, hoặc những trường hợp có loét xuyên thành, những cái trường hợp có chấn thương động mạch chủ. Ngoài ra không chỉ vậy, có nhiều nghiên cứu thấy rằng là ở các trường hợp bệnh nhân là nữ giới thì do cái cấu tạo của mô liên kết nên đây cũng là những cái trường hợp mà có động mạch chủ dễ tổn thương hơn là so với đối tượng bệnh nhân là nam giới. Và đặc biệt những cái trường hợp có tình trạng viêm trong cơ thể của bệnh nhân bị tăng huyết áp, bệnh nhân có stress trong thành động mạch chủ, hoặc là những cái trường hợp mà có cấu trúc giải phẫu phức tạp của vùng quai động mạch chủ, đó cũng là những cái trường hợp mà động mạch chủ dễ tổn thương. Như vậy, những trường hợp động mạch chủ dễ tổn thương là những trường hợp mà chúng ta cần quan tâm lưu ý và có một cái dụng cụ nào đó để có thể thuận lợi hơn trong quá trình chúng ta tiến hành thủ thuật cho bệnh nhân. Đầu năm 2019, có một cái sản phẩm mới thay thế cho sản phẩm thế hệ cũ, đó là cái Sandgraft Navion, với một cái số đặc điểm nó có thể đáp ứng được với nhu cầu, và chúng ta sẽ phân tích trong cái phần trình bày sau đây. Ở Việt Nam thì Sandgraft Navion có mặt ở thị trường vào tháng 6 năm nay, cho tới nay là được khoảng chừng tháng 3, và cho tới năm nay là được khoảng 6 tháng, với một số cái đặc điểm. Thứ nhất, cái đặc điểm đầu tiên chúng ta thấy là cái kích thước của catheter khi chúng ta đưa vào. Với những cái size lớn nhất của Sandgraft là Sandgraft 46mm thì cái đường kính của dụng cụ nó giảm từ 25 French xuống còn 22 thôi. Và đây là một cái sự giảm rất là đáng kể, bởi vì cái kích thước động mạch đùi của bệnh nhân Việt Nam của mình nhiều khi nó chỉ khoảng chừng 6-7mm thôi. Nếu mà lên tới 25 thì chúng ta đòi hỏi những động mạch đùi rất là lớn. Và như vậy thì rất là khó áp dụng cái kỹ thuật này, và chúng ta phải đi những cái đường khác và làm tăng cái tai biến tử vong cho bệnh nhân. Như vậy, cái việc giảm kích thước của catheter khi của động mạch của cái dụng cụ là một cái bước tiến khá là tốt. Cái cấu trúc của cái catheter đưa vào nó cũng tốt hơn với cái hệ thống Sandgraft được phân bố, nó hợp lý hơn. Cho nên khi dụng cụ chúng ta đưa lên thì chúng ta đưa lên nó dễ dàng đi qua những cái chỗ gập góc ở quai động mạch chủ. Và đặc biệt là cái nose cone, tức là cái hình nón ở đầu
nó ngắn hơn, do đó chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận tới vùng không, và sau này nếu chúng ta có thể phát triển được những cái chỉ định để đặt stent graft cho động mạch chủ ngực lên thì đây là một cái ưu điểm rất là lớn. Chúng ta cũng đã nhiều lần, chắc các thầy cô có kinh nghiệm trong cái điều trị bệnh lý động mạch chủ, chúng ta mong muốn là điều trị những cái bệnh lý, cái tổn thương mà nó ví dụ như bóc tách động mạch chủ tiếp B, nhưng mà chúng ta không muốn bung cái bare stent, tại vì cái stent kim loại như vậy sẽ làm cho có thể tăng nguy cơ của bóc tách ngược dòng. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy rằng là một trong những yếu tố độc lập để làm tăng nguy cơ bóc tách ngược dòng tiếp A trên bệnh nhân bị bóc tách tiếp B khi chúng ta điều trị bằng stent graft, đó là chúng ta sử dụng cái bare stent. Với cái stent graft thế hệ cũ thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải sử dụng cái stent graft không có bare stent, có nghĩa là chúng ta không có cái tip capture, tức là chúng ta không túm được cái đầu của stent graft khi chúng ta thả cái stent ra. Và khi chúng ta không túm được cái đầu stent graft khi thả stent ra như vậy thì cái stent graft chúng ta rất dễ bị gục cái đầu xuống, và chúng ta không thả cái dụng cụ chúng ta thật là chính xác nơi vị trí chúng ta mong muốn được, dẫn đến thứ nhất là có thể là di lệch stent, hay là có những cái giò ống ghép tiếp 1 và nó làm cho thất bại điều trị. Thì với cái stent graft thế hệ mới chúng ta có hai lựa chọn. Một lựa chọn là chúng ta dùng bare stent như thế hệ cũ và cái tên của nó là free flow. Thứ hai là chúng ta cũng có cái tip capture ở trong, nhưng mà tip capture này nó được nằm ở trong cái phần fabric ở ngoài, cho nên là khi chúng ta bung ra thì cái bare stent này không có đè lên trên những cái vùng của động mạch chủ dễ bị tổn thương. Một cái đặc điểm nữa của cái stent graft này là cái cách chúng ta thả cái stent graft nó sẽ khác biệt với những stent graft thế hệ cũ. Nếu stent graft thế hệ cũ chúng ta sẽ thả ở phía trên vị trí cần đặt khoảng chừng 1-2 cm, chúng ta bung ra hai stent và chúng ta lùi cái stent graft xuống để đúng cái vị trí chúng ta cần cài đặt, và chúng ta thả tiếp xuống cái phần còn lại. Thì chính cái động tác mà chúng ta kéo cái stent graft xuống đúng cái vị trí đó nó sẽ làm tổn thương thành động mạch chủ mà đang dễ bị tổn thương, cụ thể là những cái khối máu tụ hoặc là những cái phần bóc tách tiếp B. Về cái phần fabric, tức là cái phần graft cũng có được cải tiến. Lúc trước chúng ta có cái centralian là cái sợi monofilament, tức là đơn sợi. Và cái thế hệ mới nó là đa sợi bệnh, và đa sợi bệnh này nó làm cho cái stent graft này uốn cong dễ dàng hơn theo cái chiều của động mạch chủ, khít hơn, ít bị lít hơn so với cái thế hệ trước. Còn các cái lựa chọn về kích cỡ của stent graft cũng khác biệt. Chúng ta có những cái stent graft mà nó có cái độ taper, tức là độ thuôn từ đầu đầu cho tới cuối nó cách biệt nhiều hơn. Với thế hệ cũ thì chúng ta chỉ có cách biệt là 4 mm thôi, thì thế mới nó có thể lên tới 6 mm. Như vậy thì đầu xa nó sẽ nhỏ hơn. Chúng ta đã nhiều lần điều trị những cái trường hợp bóc tách động mạch chủ, nhất là bóc tách động mạch chủ mạng tính, và cái đầu xa nó rất là nhỏ, trong khi đầu gần thì lại to. Và với cái stent graft thế hệ cũ thì cái oversize, tức là cái sự kích thước vượt quá cái động mạch chủ nó rất là lớn, cho nên nó sẽ bị làm xé vỡ cái nội mạc của động mạch chủ ở đầu xa, và tạo nên cái hiện tượng gọi là tạo nên các cái lỗ vào mới, sine ở đầu xa, và nó sẽ gây nên thất bại điều trị cũng như biến chứng mới. Thì hy vọng với cái sự giảm thiểu mà nó, cái bước giảm nó tăng lên như vậy, chúng ta sẽ làm hạn chế được cái hiện tượng này. Chúng ta cũng có cái chiều dài hơn tới khoảng 225 mm. Do đó cái đoạn che phủ chúng ta dài hơn thì ưu điểm ở đây là thứ nhất đối với bệnh nhân thì đỡ tốn tiền hơn, bởi vì chúng ta đỡ phải có dùng thêm một miếng phụ. Thứ hai là chúng ta giảm được những cái chỗ nối, và những cái chỗ nối này nó là những cái nguyên nhân có thể gây nên những cái endolytic tiếp 3. Chúng ta cũng có những cái đoạn ngắn hơn để che những cái tổn thương khu trú, ví dụ ở động mạch chủ ngực xuống, chúng ta không cần phải che toàn bộ chiều dài của động mạch chủ ngực xuống, và giảm được cái nguy cơ thiếu máu tủy và dẫn đến liệt hai chi dưới. Về kích thước thì kích thước chúng ta giảm xuống 2 mm, chúng tôi thấy đây là một cái cải tiến rất là có lợi cho người Việt Nam mình, bởi vì trong nhiều trường hợp của người Việt Nam mình, chúng ta gặp những cái thay đổi về kích thước của động mạch chủ rất là đa dạng, từ những kích thước rất là nhỏ, và chúng ta nếu dùng cái stent graft thế hệ cũ thì có thể nó bị gấp vào trong và nó gây nên cái endolytic ở bên thành, hoặc những trường hợp mà kích thước rất là to và những cái stent graft bình thường mà chúng ta không có thể che phủ được.
Thì nhắc lại cái cấu trúc của đồ gần của SendGraph Navion, nó có hai lựa chọn cho chúng ta. Một cái lựa chọn thứ nhất người ta gọi là free flow, tức là như là cái SendGraph thế hệ cũ thôi, thì nó có một cái stand bằng kim loại không có phủ ở phía đầu. Đối với những trường hợp mà chúng ta cần phải, chúng ta có cái landing zone, proximal landing zone nó đồ gần ngắn, chỉ có khoảng dưới 2 cm, khoảng 2 cm, thì chúng ta nên sử dụng cái loại free flow này. Còn đối với những cái trường hợp chúng ta có cái landing zone nó dài hơn một chút, khoảng 2.5 cm, thì chúng ta có thể áp dụng cái loại mới, xin lỗi, là cái cấu trúc thứ hai, tức là cover seal, là cái vùng sand graph mà không có phủ, nó nằm ở phía trong cái graph và làm giảm cái nguy cơ bị tổn thương, đặc biệt là trong những trường hợp bệnh lý động mạch chủ dễ bị tổn thương như chúng ta đã phân tích ở trên. Thì cái nghiên cứu về SendGraph Navion thế hệ mới đã được thực hiện trước khi FDA gọi là approve cho cái sản phẩm này. Thì đây là một cái nghiên cứu đa trung tâm prospective control trial ở 18 trung tâm ở Mỹ và 13 trung tâm ở châu Âu. Người ta đưa vào nghiên cứu 100 bệnh nhân. Thì 100 bệnh nhân này, các cái tổn thương nó gồm cả phình và bóc tách động mạch chủ. Với cái kết quả là cái ở đây chúng ta thấy che động mạch dưới đòn trái trên 21.8%, thời gian thực hiện thủ thuật là khoảng 90 phút, và đa số các trường hợp là đi qua đường xuyên qua da, tức là không có bộc lộ động mạch đùi mà chúng ta đâm kim rồi chúng ta luồn dây chúng ta đi qua da. Với một số cái kết quả nghiên cứu như sau, tỷ lệ tử vong tại 30 ngày là 2.3%, tức là có họ có hai tỷ lệ hai bệnh nhân tử vong, một trường hợp là bóc tách ngược dòng tại ngày thứ nhất và bệnh nhân tử vong, và một trường hợp thứ hai tử vong vào ngày thứ 24 và với cái nguyên nhân không có liên quan tới kỹ thuật. Về một cái biến cố chúng ta cũng quan tâm đó nữa là tỷ lệ dò cạnh ống ghép tại thời điểm 30 ngày, thì tỷ lệ đó là 2.5%, và chúng ta nhớ lại rằng là với nghiên cứu Valor 2 là nghiên cứu với SendGraph thế hệ cũ thì tỷ lệ này nó là 18%. Như vậy chúng ta giảm rất là đáng kể, tới 6-7 lần cái nguy cơ dò cạnh ống ghép với cái SendGraph thế hệ mới. Các cái tai biến nặng về tim mạch và thần kinh thì nó là 28.7%. So với cái nghiên cứu Valor 2 nó là 38.1%. Như vậy khác biệt này cũng có nghĩa thống kê. Trong đó thì các cái tai biến nó gồm có tai biến về tim 17%, tai biến về thần kinh 5.7% và tai biến về mạch máu là 57.7%. Chúng ta lưu ý thấy rằng các tai biến về thần kinh và mạch máu khá là thấp. Như vậy cho thấy là đây là một cái ưu điểm, tức là chúng ta thả cái SendGraph nó chính xác, ít gây những tai biến hơn về mặt thần kinh. Thì Bệnh viện Đại học Y Dược là một trong những cái trung tâm đã có cái may mắn là sử dụng cái SendGraph này từ khi mới bắt đầu có trên thị trường từ tháng 3 năm nay cho tới tháng 9. Thì chúng tôi cũng có một số kinh nghiệm bước đầu với 8 trường hợp. 8 trường hợp này đa số là bóc tách tiếp B và có một số trường hợp máu tụ nội thành, có nghĩa là nằm trong cái hội chứng động mạch chủ cấp, và nó cũng được xếp loại vào những cái trường hợp động mạch chủ dễ bị tổn thương. Thì thủ thuật cũng là TIVA. Một số trường hợp chúng tôi làm một cái fenestration, tức là tạo cái cửa sổ để có thể làm tái tưới máu cho động mạch dưới đòn bên trái. Thì cái vùng hạ đặt của 8 trường hợp này thì có 2 trường hợp là vùng hạ đặt không, tức là phải làm một cái chuyển vị toàn phần các nhánh nuôi não. Có 2 trường hợp, 3 trường hợp là vùng hạ đặt 2 và 3 trường hợp vùng 3. Có 2 trường hợp chúng tôi che động mạch dưới đòn trái. Một trường hợp che động mạch dưới đòn trái là khi mà làm cái cửa sổ, nhưng mà do khi chúng ta đặt ban đầu chưa có kinh nghiệm lắm cho nên nó bị lệch qua một chút xíu và nó che mất một phần của động mạch dưới đòn trái. Còn một trường hợp khác là chúng tôi làm trong cấp cứu và bắt buộc phải che động mạch dưới đòn trái trong cái tình huống khẩn cấp như vậy. Về cái oversize thì cũng theo khuyến cáo, đa số các trường hợp đều oversize dưới 10%. Không có trường hợp nào endolic, và có một trường hợp có một cái tai biến. Trường hợp này là tai biến thần kinh và nó là một cái endolic tip, một cái retrograde, tức là bóc tách ngược dòng, một bệnh nhân mà có bóc tách tip B. Đây là một số cái hình ảnh của SendGraph của các cái ca mà chúng tôi thực hiện. Thì đây là một trường hợp bệnh nhân nam 55 tuổi vào viện cấp cứu vì
một cái bóc tách tiếp B và có biến chứng tưới máu sai lòng. Tưới máu sai lòng này đi xuống dưới tới động mạch chậu trung bên phải và làm tắc toàn bộ động mạch trung bên chậu trung bên phải. Chúng ta có thể thấy trên hình đây, chúng ta thấy huyết khối đầy ở trong động mạch chậu trung bên phải. Bệnh nhân vào với tình trạng sốc và chân phải của bệnh nhân thì bị tím và bắt không có mạch. Đây là cái những hình ảnh của thủ thuật thì chúng tôi đặt một cái stent graft che động mạch dưới đòn bên trái vào bằng stent graft thế hệ mới. Và đây là những cái hình ảnh của động mạch chậu trung. Bên trái là trước khi chúng ta can thiệp và bên phải là khi chúng ta đặt thêm các cái chân vào để tái tưới máu cho cái chân bên phải. Và bệnh nhân này thì may mắn là sau đó bệnh nhân hồi phục và bệnh nhân xuất viện với kết quả tốt. Một cái ví dụ minh họa thứ hai, một trường hợp nam, đây là cái kết quả cuối cùng của bệnh nhân sau khi tái khám sau một tháng. Một cái bóc tách tiếp B của động mạch chủ. Em xin lỗi, đây là cái trường hợp móc tụ nội thành. Và đã được xử trí bằng một cái FIVA, tức là chúng ta tạo cái cửa sổ cho động mạch dưới đòn bên trái và phủ dưới động mạch dưới đòn bên trái. Xin lỗi, tức là mở cửa sổ cho động mạch dưới đòn bên trái. Đây là cái kết quả. Đây là một cái trường hợp cũng bắt tiếp B nhưng vì landing zone chúng ta rất là ít, hầu như không có, nên chúng ta phải làm một cái total debranching cho tất cả các nhánh đuôi não bằng mở ngực toàn bộ và sau đó chúng ta che phủ từ vùng không trở đi. Và đây là cái kết quả. Đây là trường hợp khác. Như vậy chúng ta không có nhiều thời gian cho nên chúng tôi xin chuyển qua cái phần kết luận. Đây là một số cái hình ảnh mà chúng tôi làm cái cửa sổ cho động mạch dưới đòn bên trái. Trường hợp này là một cái phần bóc tách mạng tính của tiếp B. Và đây là cái kết quả cuối cùng. Chúng tôi xin có một số kết luận về nhận xét ban đầu khi chúng ta triển khai cái stent graft thay mới Cadavion. Thì đây là một cái bước tiến mới đem lại nhiều cái thuận lợi cho chúng ta trong điều trị các cái bệnh lý động mạch chủ, đặc biệt là những cái bệnh mạch chủ mà dễ tổn thương, kể cả những cái bệnh mạch động mạch, những cái trường hợp mà cái cấu trúc của quai động mạch chủ nó khó khăn thì chúng ta thực hiện. Thời gian thực hiện thì không có nhiều, có thể là rút ngắn được thời gian chúng ta làm can thiệp với cái tỷ lệ endolic, tức là giò cảnh ống ghép thấp và các tỷ lệ về tai biến chứng thần kinh sẽ giảm đi. Các kinh nghiệm ban đầu chúng tôi khá là thuận lợi và chúng tôi cũng mong muốn là cái dụng cụ này sẽ sẵn sàng có mặt tại các cái trung tâm điều trị các bệnh lý động mạch chủ trên Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Định đã có cái phần trình bày qua 8 trường hợp chúng ta sử dụng cái stent graft mới là Navion. Thì chúng ta thấy là với cái sự phát triển của công nghệ thì sẽ giúp cho chúng ta là chọn được một cái phương thức điều trị tốt nhất cho người bệnh. Chắc có lẽ là xin ý kiến chỗ Phó Giáo sư Ước ở tại đầu cầu Hà Nội. Xin mời Thầy Ước.
Vâng, cái Navion là cái loại stent thế hệ mới của Medtronic rất là hay đấy. Bản thân chúng tôi cũng đã đưa vào thầu từ cuối năm ngoái, nhưng mà các bạn biết năm nay thầu bể nó khó khăn lắm, phức tạp, cho nên bây giờ vẫn chưa được. Mà bây giờ không dám làm cho cái đây mấy năm là cứ mang vào dùng rồi nói chuyện, thành ra đấy là vấn đề cũng hơi khó khăn. Nhưng quả thực là qua cái phần tìm hiểu, tôi cũng đi tìm hiểu một số thứ thì thấy tôi thích nó có hai cái điểm thôi. Thứ nhất là cái loại mà stent graft mà có cái bare stent nó được giấu trong cái cover stent, có cái lớp bọc ấy, lớp vỏ màng ngoài ấy, rất là hay, nó tì vào cái thành động mạch chủ và nó không gây ra cái sang chấn, rất là khoái trong những trường hợp mà lóc động mạch chủ và thành nó mủn lên, đặc biệt lóc động mạch chủ thì đưa cái đấy vào thì nó an toàn hơn cho người bệnh. Cái thứ hai ấy là cái sướng của nó là có cái rất multi choice cho cái size của nó, rất nhiều size khác nhau để cho mình lựa chọn cái size cho nó hợp lý hơn. Và cái thứ ba nữa ấy, là hy vọng, cái này tôi chỉ hy vọng thôi, là cái đường vào nó nhỏ hơn, thành ra cái kích thước ngoài của nó nhỏ hơn, thành ra là đưa vào trong người đỡ sang chấn. Vì thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp những ca rất là khó vì cái động mạch chủ chậu nó bé, hoặc là trẻ em. Hôm cách đây khoảng 4 tháng chúng tôi có một trường hợp, nó là một cái phồng động mạch chủ ngực xuống, giả phồng do nhiễm trùng máu, 6 tuổi, vỡ vào phổi và ho ra máu dữ dội, sẽ đánh vào cấp cứu ở stent cấp cứu. Thế mà và đưa stent vào qua đường chậu thì lúc đưa vào rất khó khăn, nhưng lúc rút ra là các em rút ra cả động mạch chậu luôn, bắt đầu từ động mạch chủ. Thế thì rất may hôm tôi đang làm cùng ở đấy thì là cho dừng trong quá trình rút, thấy phát là dừng lại ngay và để nguyên, chứ nếu mà rút ra mất rồi thì không cứu được. Thế là sau đó thì là mở bụng ra và phát hiện ra và thay toàn bộ động mạch chậu bên phải của bệnh nhân bằng cái động mạch omograft, sau đó bệnh nhân rất là tốt. Tuy nhiên đấy thì là những cái tai biến khi mà chúng ta cố gắng dùng cái sizing to rất là căng, không cái nhỏ nhất rồi, không được tận nhập cái nào nhỏ hơn được nữa. Thế thì hy vọng cái Navion này nó nhỏ hơn nữa thì sẽ giúp cho một số trường hợp cái động mạch chậu nó bệnh lý nó khó hoặc là trẻ em như vậy. Xin hết ý kiến ạ. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư Ước. Không biết thầy Ánh có ý kiến gì không? Vâng, thầy cảm ơn phó giáo sư Nguyễn Hoàng Định. Thế và để tiếp tục chương trình thì chúng tôi sẽ xin mời phó giáo sư Ước từ đầu cầu Hà Nội sẽ có cái phần trình bày về kỹ thuật hybrid trong điều trị bệnh lý động mạch chủ. Xin phép thay mặt cho kíp Việt Đức được trình bày một cái tập trung vào kỹ thuật hybrid để điều trị bệnh lý động mạch chủ được thực hiện tại Trung tâm Tim mạch Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Mic đi, đúng là nhỉ? Để gần đây. Anh chạy nhỉ? Rồi. Chậm quá. Alo, bên kia xem ô tô mình để ngoài này là để slide của bên ngoài này bật hay trong mới bật đấy ạ? Alo. Dạ, chỗ slide là chỗ anh Ước bật chứ không ạ? Vâng, nhưng mà nó chạy không được tốt lắm. Dạ, nó hơi chậm một tí, chắc là thầy Ước cứ bình tĩnh, tại vì bây giờ thời buổi Covid người ta phải kiểm tra kỹ trước khi mà vào. Vâng, chứ nói về cái phương pháp chắc là slide, phương pháp hybrid, chúng ta nhắc lại một chút thôi, nó là khái niệm là một cái kết hợp đồng thùy của tối thiểu là hai phương pháp điều trị hiện đại. Mà thông thường trong tim mạch là phẫu thuật kinh điển và can thiệp nội mạch cùng lúc, cùng giờ và cùng ngày. Nói chung là tốt nhất là đúng chuẩn nhất là cùng lúc, cùng giờ, nhưng mà có như nhiều trường hợp người ta chấp nhận là trong 24 giờ hoặc thậm chí là trong một lộ trình nằm viện điều trị thì cũng có thể gọi là hybrid modified được. Thế thì cái hybrid này có thể làm ở tim, ví dụ như là kết hợp giữa bắc cầu chủ vành và đặt stent động mạch vành, hoặc là bắc cầu đặt stent động mạch vành kết hợp với phẫu thuật thay van, hoặc là kết hợp với cái đốt dung nhĩ, vân vân. Đấy là những cái phẫu thuật hybrid trong tim. Hoặc là hôm gần đây nhất chúng tôi làm ca là trẻ sơ sinh, trẻ bé có 4 tháng tuổi mà thông nguyên thất vần cơ khổng lồ, thì chúng tôi mở xương ức rồi đặt với cái gai oai dẫn qua cái mỏm thất phải cho anh em can thiệp, người ta đặt một cái dù để bịt cái lỗ thông nguyên thất lại. Đấy là cũng là một cái dạng mà can thiệp hybrid ở tim. Còn đối với động mạch chủ thì chúng ta thấy rằng là có hai cái nhóm bệnh là bệnh động mạch chủ bực phức tạp, mà từ đấy giờ các thầy đã trình bày rất nhiều rồi, đặc biệt là các bệnh lý nó liên quan đến quai động mạch chủ là cái bệnh lý nhất. Cái thứ hai là các thương tổn động mạch chủ bụng trên thận, tức là ngang mức động mạch thận trở lên. Đây là cái đối với động mạch chủ. Còn đối với bệnh mạch máu ngoại vi thì chúng ta thấy đặc biệt đối với chi dưới thì có hybrid được ứng dụng rất nhiều trong trường hợp thương tổn đa vị trí. Có chỗ chúng ta sẽ đặt nong stent can thiệp, có chỗ chúng ta sẽ bắc cầu trong một thì cùng một thì. Chạy. Và cái về mặt tổng quan thì thấy rằng là bệnh hybrid đối với động mạch chủ ngực phức tạp là cái gì? Nó làm trong có một năm thứ bệnh, trong đó có hai bệnh chính là phồng động mạch chủ ngực xuống, có xâm lấn vào quai và quai động mạch chủ. Cái thứ hai ấy là lóc động mạch chủ tiếp A hoặc B, đó là hai cái nhóm bệnh chính. Ngoài ra như các thầy nói lúc nãy còn máu tụ trong thành, còn có loét xuyên thành và chấn thương vùng quai động mạch chủ.
Thế thì chủ yếu cái lợi ích của cái hybrid là gì? Chúng ta tạo được một cái landing zone. Chúng ta thấy rằng là nhiều trường hợp chúng ta thấy rằng là cái thương tổn nó nằm sát đây. Vậy nếu chúng ta stand vào thì cái landing zone nó quá ngắn, nó không đủ để đặt stand. Vậy bằng cái việc hybrid này chúng ta đặt stand grab cho bệnh nhân. Thứ hai á, là chúng ta duy trì được tái tế máu não trong khi can thiệp nội mạch và còn vẫn được tái tế máu bình thường. Thứ ba á, là chúng ta hạn chế được các nguy cơ. Thí dụ như trường hợp chúng ta cố quá đặt một cái stent graft và một cái landing zone hơi ngắn, nó có thể gây nguy cơ biến chứng tại bên ngoài con não cho bệnh nhân, thì chúng ta cũng giảm được cái đó. Và đặc biệt quan trọng nhất đối với là những cái phẫu thuật vùng quai khó là chúng ta được giảm rất đáng kể tỷ lệ biến chứng, di chứng, tử vong do bệnh lý phức tạp với phẫu thuật kinh điển gây ra. Chúng ta phẫu thuật kinh điển thì nguy cơ rất là cao, để bằng chúng ta bằng hybrid thế này thì nó giảm rất nhiều. Tóm lại là đối với cái trường hợp mà bệnh lý động mạch chủ mà phải làm hybrid động mạch chủ ngực ấy, phức tạp ấy, thì đối với nhóm bệnh không thể can thiệp đơn thuần được, hoặc nhóm bệnh không thể phẫu thuật đơn thuần được, hoặc là nhóm bệnh là giúp chúng ta là giảm biến chứng rủi ro của phẫu thuật đơn thuần, đó là ba cái lợi ích chính của cái hybrid mang lại. Về mặt các phương pháp hybrid kinh điển thì về thì phẫu thuật thì chúng ta có rất nhiều, chủ yếu là các cái cầu nối ngoài giải phẫu nối với các động mạch từ ở vùng cổ và nền cổ, gồm có động mạch từ ngay trên đầu, động mạch cảnh gốc phải trái và động mạch dưới đòn hai bên. Thế thì có nhiều loại cầu nối khác nhau, ví dụ như nối động mạch chủ lên với cánh tay đầu và động mạch cảnh trái này, rồi thay động mạch chủ lên cắm lại được cánh tay đầu, vân vân, chúng ta nghe thấy rất nhiều rồi, hoặc bắt cầu động mạch cảnh phải cảnh trái này, bắt cầu động mạch cảnh trái dưới đòn trái này, vân vân. Đấy là những cái phẫu thuật làm sao đó chúng ta tái tới máu lại cho các mạch máu vùng cổ và nền cổ bằng cái con đường khác, con đường của chúng ta vẫn sẽ phẫu bình thường. Đây là các hình ảnh minh họa cho một số các kỹ thuật chúng ta thấy. Đấy là thay cái thì, đây là thì phẫu thuật, đây thì can thiệp cho bệnh nhân. Còn đối với động mạch chủ bụng trên thận ấy, thì cái hybrid như ở Việt Đức chúng tôi ứng dụng thì có ngoài cái chuyện kinh điển chúng tôi vẫn ứng dụng cái này tương đối nhiều, tại vì là tí chúng tôi sẽ nói lý do, nhưng có hai cái chúng tôi ứng dụng hybrid. Thứ nhất là chúng tôi sử dụng cái bóng nong động mạch chủ bình thường cho stent graft, chúng tôi lại cặp động mạch chủ bên trong để dành những trường hợp mà phẫu thuật mổ mở kinh điển để ở những vị trí mà cho động mạch chủ trên thận hoặc ngang mức động mạch thận rất là khó, chúng tôi có thể làm thế này để kiểm soát hoàn toàn, thì giảm rất đáng kể thời gian phẫu tích cũng như kỹ thuật phẫu tích cho bệnh nhân. Cách đây 4 hôm, 5 hôm tôi có vào đi trong đêm khẩn cấp vào trong Nghệ An, trong bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An ấy, để cấp cứu cho bệnh nhân. Bệnh nhân này là một giáo sư về mặt vật lý rất nổi tiếng ở Việt Nam, đi vào trong ấy để hội đồng, chủ tịch hội đồng. Sau khi hội đồng xong thì cái phòng động mạch chủ bụng vỡ. Ông ấy bị một cái phòng động mạch chủ bụng trên thận được phát hiện từ rất lâu rồi, nhưng mà tất cả các cơ sở lớn về nội khoa trước đây đều nói là bệnh không sửa chữa được do trên thận, và nếu mổ thì chết. Cho nên là ông ấy chờ có một ngày nó vỡ nó chết thôi. Thế tôi có nói là tại sao lúc vỡ thì lại gọi, thế trong ấy vì không chuyển được với nó vỡ rồi. Rồi mời kíp vào, chúng tôi đưa kíp chúng tôi vào cùng các bác sĩ can thiệp, và cùng thì bằng kỹ thuật này chúng tôi đã chuyển được cái chuyện mổ thì chết, mổ phiên đây chúng tôi mổ cứu một cái phòng mạch chủ bụng vỡ hematom rất to trong phúc mạc, và ca mổ diễn ra rất thuận lợi trong vòng 4 tiếng đồng hồ, và hôm nay bệnh nhân đã dậy đi lại được rồi sau 4 ngày. Như vậy thì nói là cái nhờ cái kỹ thuật này mà cái phẫu thuật nó giản đơn đi rất nhiều, và hậu phẫu tốt hơn rất nhiều, đúng không? Thế và chúng tôi thường sau thời gian chúng tôi thử đi đường dưới lên, tôi thấy rằng là kỹ thuật đi đường trên này hay hơn đi đường dưới qua cái động mạch cánh tay. Cái nhóm thứ hai đối với hybrid đối với động mạch chủ bụng, đó là chúng tôi đối với trường hợp phòng động mạch chủ rất cao ở trên thận, thậm chí ngực bụng, thì chúng tôi sẽ tiến hành bằng cách là derivation, chuyển hướng toàn bộ các động mạch nuôi tạng bằng các cầu nối. Có mấy bệnh nhân thì là cầu nối từ đoạn thấp động mạch chủ bụng, còn đa số là từ động mạch chậu lên các động mạch tạng. Thì sau khi là cầu nối xong thì thắt cốc động mạch tạng lại và đặt stent graft từ trên ngực ở xuống để xuống tận động mạch chậu này để đảm bảo cho cái tái tế máu. Và đây chúng tôi cũng làm được 6 trường hợp, và cái trường hợp mà cái đá bóng này cũng được 7 trường hợp và kết quả hết sức tốt. Về tổng quan tôi giới thiệu, không phải giới thiệu bệnh viện, giới thiệu cái mô hình hoạt động của chúng tôi một chút để chúng ta thấy rằng là lúc ấy tôi hỏi thấy Bình đấy, cái mô hình hoạt động này, đây là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Chúng tôi không phải là tốt nhất, mà chúng tôi chỉ là một cái loại hình kết cấu mà chúng ta có thể chia sẻ với anh em để chúng ta có tùy cái điều kiện chúng ta làm việc ở mỗi nơi chúng ta sẽ ứng dụng. Thì bệnh viện Đức chúng tôi là cái bệnh viện chúng ta biết là Tây y lâu đời nhất của Việt Nam từ năm 1906. Cái hoạt động chủ chốt của chúng tôi là hoạt động ngoại khoa là chính, với hơn 75.000 ca mổ trên năm. Và cái trung tâm chúng tôi cũng là có cái tuổi đời lớn nhất, là mặc dù là cũng số mổ lượng cũng bây giờ cũng vừa phải thôi, nhưng mà từ năm 1960 chúng ta là tất cả mọi người đều biết cái điều đó. Thế và cái mô hình hoạt động của trung tâm chúng tôi ấy, thì là lấy chúng tôi luôn luôn lấy cái ngoại khoa tim mạch lồng ngực làm cái trung tâm, vì gốc trước đây nó chỉ có ngoại khoa thôi, còn tất cả cái mới xây dựng sau này. Tuy nhiên chúng tôi luôn luôn lấy cái này trung tâm, và các cái đơn vị nội khoa can thiệp tim mạch chuyên khoa khác, hồi sức sau mổ vân vân, rồi các cái hệ thống xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh rất mạnh của bệnh viện chuyên khoa ngoại khác hỗ trợ cho hoạt động ngoại khoa này. Và như vậy thì chúng tôi sẽ đã đây là cái phòng mổ tim mạch mới của chúng tôi. Thế và cái cấu trúc của đơn vị hybrid của tim mạch của chúng tôi ấy, là nó nằm ở trong phòng cái đơn vị ICU, tức là bên cạnh nó là phòng mổ tim mạch,
trong đơn vị ICU với đầy đủ trang thiết bị, cho nên là có được cái sự hỗ trợ rất tốt của phẫu thuật, của nội tim mạch, của gây mê, của các bác sĩ hồi sức, trang thiết bị, vật tư nhân lực từ điều dưỡng ở đi hỗ trợ tại chỗ hết để giúp cho có thể triển khai những phẫu thuật rất là khó. Và đây cái phòng hybrid đầu tiên ở Việt Nam là của chúng tôi, cái phòng này trông không hiện đại lắm nhưng mà nhờ từ cái phòng này đúng là chữa được hàng nghìn bệnh nhân mà có giải quyết qua cái phòng này, thành ra chúng tôi đây hoàn toàn là tự lập thôi. Và đây là phòng hồi sức với cơ sở hạ tầng cũng rất là bình thường, chỉ có cái là trang thiết bị thì cũng đủ để dùng đó. Đây là cái quy trình làm việc nhóm của chúng tôi ở tim mạch. Thì đối với một ca bệnh khi mà vào viện thì tất cả các nhân viên, các cái nhân lực trong trung tâm chúng tôi cũng như các cái trung tâm bên cạnh hỗ trợ sẽ là làm việc cùng với nhau, bao gồm các phẫu thuật viên, các nhóm can thiệp, nhóm hồi sức, các nhóm khác từ tôi đã chẩn đoán hình ảnh, nhóm về chuyên khoa về tim mạch là làm việc cùng với nhau trên ca bệnh đó. Và sau khi làm việc với sau thì ra một cái quyết định tương đối là chuẩn chỉ. Thế thì lúc đó là với nhiệm vụ người phải tất cả các nhóm này không việc theo tôi nên có một cái người chỉ huy, một cái nhóm hay một cái đội chỉ huy hay một người chỉ huy, vì chúng ta không thể nào bảo được nhau trong cái nhóm này đâu, rất là khó. Cái người chỉ huy đó ví dụ chúng ta không nhất thiết phải là ngoại ở đây, ngoài này hiện ngoài này là hiện tại là tôi, nhưng mà ở các trung tâm khác có thể là người khác, anh đội khoa gì đó, nhưng mà cái người mà đủ hiểu biết tương đối về các cái nhóm này và cũng đủ cái sức nặng tiếng nói để có thể ra quyết định cùng với nhóm. Và sau khi cái nhóm bàn thảo đưa ra quyết định thì trao đổi với người quản lý, người chỉ huy cao nhất và ra một quyết định cuối cùng, rồi từ đó tất cả mọi nhóm làm việc với nhau để mang lại kết quả tốt cho người bệnh. Đấy là cái mô hình hoạt động của trung tâm chúng tôi. Một điểm nữa tôi muốn thảo luận ở đây là tại sao chúng tôi lại chọn hybrid để phát triển mạnh trên Việt Đức mà không phát triển kỹ thuật tiên tiến khác, ví dụ như chimney fenestration hoặc là periscope hoặc thoracflex, những kỹ thuật mà rất là hiện đại thế giới dùng rất nhiều. Thì chúng tôi phát triển thì thôi, vì làm sao? Thứ nhất là hybrid thì cái chi phí rất thấp, chi phí nói chung của hybrid chỉ bằng 1/3, 1/4 so với cái chi phí của những cái này thôi. Thứ hai là chúng tôi muốn bằng cái hybrid chúng tôi tận dụng được tối đa cái ưu thế về ngoại khoa của Việt Đức, gồm cả gây mê hồi sức, vì ngoại khoa Việt Đức rất mạnh thì tận dụng nó rất là tốt. 4-5 cái cầu nối ở cổ không là cái gì cả, anh em, chúng tôi tận dụng cái đó và phù hợp với năng lực đội ngũ can thiệp của trung tâm. Đội ngũ can thiệp chúng tôi thì mặc dù các em làm rất tốt, tuy nhiên còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, thì cái việc mà chúng tôi ứng dụng những kỹ thuật này là tôi nghĩ rằng hợp lý trong giai đoạn này. Thế thì các cái loại chúng ta biết rồi, các cái loại kỹ thuật hiện đại đây là periscope này, rồi chimney, rồi fenestration vân, rất nhiều các loại chúng ta biết. Đó. Thế về mà tổng quan thế giới về kết quả phương pháp hybrid cho tổn thương vùng quay động mạch chủ, tổn thương phức tạp nhất ấy, thì có hai cái nhóm nghiên cứu tôi muốn giới thiệu ở đây. Nghiên cứu thứ nhất là năm 2010 báo cáo về cái trên 15 báo cáo về nghiên cứu meta analysis thì thấy tử vong chung trong 30 ngày sau khi làm hybrid là 8.3%. Và một số cái biến chứng khác cũng tương đối cao, 4.4 vân. Tuy nhiên nếu so nó với cái kết quả phẫu thuật kinh điển thì tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều. Còn chúng ta không nói chuyện là so sánh với can thiệp ở đây, vì chúng ta không thể can thiệp đơn thuần cho trường hợp này được, mà đây chỉ có hybrid và phẫu thuật kinh điển thôi. Thì cái kết quả của can hybrid đã tốt hơn rất nhiều. Cái nhóm thứ hai là đặc biệt đối với thương tổn ở vùng zone 0 và zone 1 ở bệnh nhân nguy cơ cao, thì thấy rằng kết quả sau mổ nó cũng tốt hơn phẫu thuật rất nhiều, và với tỷ lệ tử vong sau 30 ngày sau mổ nó khoảng 23.7%, tức là khoảng 24%. Đấy là những nghiên cứu năm 2012 báo cáo. Vậy thì nếu so với phẫu thuật kinh điển mà tốt hơn, chúng ta không so với can thiệp, vì can thiệp không thể làm đơn thuần ở những cái vùng này được. Đây là cái kết quả chúng tôi muốn trình bày bây giờ sang cái kết quả phương pháp hybrid điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực phức tạp từ trung tâm chúng tôi từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 8 năm 2020, cho tổng số bây giờ là 119 ca, còn đến thời điểm chúng tôi đã báo cáo hôm nay nó khoảng 142 ca rồi. Đây là cái phòng hybrid tôi nói lúc nãy và cái đội ngũ can thiệp của chúng tôi. Về cái một số cái số liệu trên 119 ca tháng 8 vừa rồi, chúng ta thấy rằng là vòng quay động mạch chủ, rồi lóc tuyếp B, vòng quay chủ là lóc tuyếp B nhiều nhất 42.9%, rồi đến vòng quay động mạch chủ là 19, phòng động mạch chủ ngực xuống sát vùng zone 3 đấy là 16.8, rồi lát thành, và đặc biệt chúng tôi có lock tip A có cho đến bây giờ là được 15-16 ca rồi, nhưng hồi điểm chúng ta kết có 12 ca là lock tip A dùng kỹ thuật vòi voi cải tiến và có tiền sử mổ lý động mạch chủ, ví dụ mổ phòng động mạch chủ, mổ bentan, mổ làm IVA TEVA, rồi mổ làm grafting như tôi nói đấy, cũ thì là mổ bentan do lock tip A vân tôi nói đấy, thì là tiền sử mổ cũ là cũng có 10 trường hợp. Và cái vùng tổn thương chủ yếu là landing zone, ở những cái vùng của cái landing zone stent graft nó có giới hạn, chúng ta phải mục đích chúng ta lúc đấy là để chúng ta kéo dài landing zone ra, và chúng tôi mổ cấp cứu là chiếm tới 34.5 trường hợp phần trăm, là tức là phải tiến hành hybrid trong điều kiện cấp cứu, tức là vào tiến hành làm luôn. Đây là những cái thang, những cái cầu nối ngoài giải phẫu cho các động mạch cùng cổ lên cổ, ta thấy rằng là có rất đa dạng, trong đó nối cảnh phải cảnh trái chiếm nhiều nhất 42%, thế rồi nối cảnh trái dưới đòn trái 30.3%, động mạch chủ lên cánh dây đầu cảnh trái tức là toàn bộ hay toàn bộ lại thì là 17.6%, trong đó có bắc cầu cho cảnh dưới đòn trái và không bắc cầu dưới đòn trái, có bắc cầu dưới đòn trái và không bắc cầu dưới đòn trái. Quay lại thôi tí bấm nào. Không có cầu dưới đòn trái,
Với còn cái cầu nối dưới đòn trái bằng mạch nhân tạo chiếm 57%, và gần đây chúng tôi đã dùng áp dụng là cầu nối cắm, tức là trồng lại cái động mạch dưới đòn trái và cảnh trái 21,8%, và đặc biệt là có 4 trường hợp là cắm lại động mạch đốt sống trái do có bất thường giải phẫu là động mạch đốt sống xuất phát trực tiếp từ quai động mạch chủ. Thế thì đây là cái số lượng hybrid theo năm, thì đặc biệt cái số lượng hybrid này tăng rất mạnh từ năm cuối năm 2016 sang 2017 tăng đột biến, và đến năm nay thì là có thể là con cái chỉ số này nó còn vọt lên nữa vì hiện tại tính đến tháng 8. Và chủ yếu đa số là các cái Valiant của Medtronic, và có một đa số chiếm 70% đấy, thì là của Medtronic. Thế là về thành công về mặt kỹ thuật ấy, tức là kỹ thuật đơn thuần ấy, thì là tất cả các 119 trường hợp đều thành công về mặt kỹ thuật, không có trường hợp nào Andolic can thiệp lại không có, phẫu thuật xử mổ mở xử trí biến chứng thì có 3 trường hợp, rồi nhồi máu cơ tim cấp có 1 trường hợp, vân vân chẳng hạn, tử vong chung là 12%, là cũng có 10% trước 30 ngày và 2% sau 30 ngày. Thời gian trung bình ở trong cái ICU là 5 ngày và thời gian nằm viện trung bình 25 ngày. Nếu so cái này với cái mổ mở, chúng ta thấy là một có một sự thay đổi đột rất là lớn. Phân tích nguyên nhân tử vong của 12 trường hợp tử vong của chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên không có nguyên nhân nào liên quan trực tiếp đến kỹ thuật làm hybrid cả, mà hoặc là sau nó vỡ, sau đó một thời gian thì trường hợp này là sau hơn một tháng sau nó vỡ túi phồng và thực quản do cái loét. Hồi đó chúng tôi cũng chưa kinh nghiệm những cái này, cái đầu tiên năm 2012-13 này. Thành ra chúng tôi đặt stent xong thì cái phồng rất to nhưng không dám can thiệp vào nó, trên bệnh nhân gù vẹo cuộc sống, không gây mê được. Thế sau đó thì túi phồng nó tiến triển, nó nhiễm trùng, nó cạnh, chắc là thủng và thực quản nó vỡ, và sau đó thì là bệnh nhân tử vong. Thế rồi có những trường hợp lóc ngược. Với trường hợp lóc ngược như thế này, nếu được tới mà ứng dụng được cái stent graft Navion ấy, thì hy vọng là những cái lóc ngược này sẽ có 4 trường hợp lóc ngược này, để cho sẽ đỡ đi rất nhiều cho trường hợp. Ngoài ra thì những cái đột quỵ rồi vân vân lóc rồi viêm phúc mạc cũng có, những cái trường hợp là đa số khác nhau nhưng không có cái nào liên quan trực tiếp đến cái kỹ thuật cả. Chúng tôi thảo luận về vấn đề tái tưới máu cho động mạch dưới đòn trái trong bệnh nhân hybrid có cần thiết hay không cần thiết. Thì nói chung là theo cái khuyến cáo của cái hiệp hội mạch máu châu Âu về cái thái độ xử trí, tức là lên kế hoạch tái tưới máu trong bệnh nhân trái khi có một loạt các thứ, thí dụ khi chúng ta cần bảo vệ để cái động mạch ngực trong để làm mạch vành này, thế rồi động mạch đốt sống nó to này, có cầu nối AVS và tay trái đang để lọc máu này, thế rồi có tiền sử mổ động mạch chủ phía dưới rồi này, rồi có tắc chậu trong này và bất thường động mạch đốt sống, ví dụ như tôi nói lúc nãy, hoặc nó chụp lên động mạch đốt sống có nhiều tuần hoàn bằng hệ nuôi não qua hệ thống sống nền, thì trường hợp đó chúng ta lên kế hoạch tái tưới máu trong bệnh nhân đòn, mục đích là để bảo vệ cái động mạch đốt sống cũng như là bảo vệ các mạch máu nuôi tủy. Về kỹ thuật động mạch đốt sống này, thời gian đầu chúng tôi hoàn toàn dùng cái PT Ever 6-8 và thắt hoặc nút động mạch gốc động mạch dưới đòn trái, nhưng trong vòng một năm gần đây chúng tôi chuyển sang dùng nhiều kỹ thuật hơn để cho đỡ, để cái hậu phẫu đỡ vấn đề phức tạp về chống đông hơn, đó là chúng tôi cắm lại trồng lại cái động mạch cảnh trái vào động mạch cảnh gốc trái, động mạch dưới đòn trái vào động mạch cảnh trái. Đấy, thế và thứ hai là có những trường hợp là có động mạch đốt sống xuất phát bất thường, tôi cắm riêng rẽ động mạch đốt sống trái vào động mạch cảnh trái. Thế nếu một cái đường kính động mạch đốt sống trên chuyên trục nó trên 2 mm, đấy thì chúng tôi sẽ thực hiện kỹ thuật đó. Về dẫn lưu dịch não tủy hay không thì cũng thế, trong một số trường hợp này theo cái chung thế giới thôi, tức là chúng tôi nghiên cứu thấy rằng là hiện tại thời gian can thiệp, ví dụ tiên lượng kéo dài trên 4 giờ, hoặc là thực sự là kéo dài trên 4 giờ do những khó khăn, hoặc có tụt huyết áp trong khi can thiệp, hoặc là chúng ta phải phủ stent graft trong đoạn rất dài trên 200 mm, hoặc là tiền sử mổ phồng động mạch cũ vân vân chẳng hạn, thế thì chúng tôi, hoặc là có tắc bít ở giai đoạn trái không tái thông lại, trong trường hợp đó chúng tôi đặt cái dẫn lưu dịch não tủy một cách hệ thống do bác sĩ gây mê làm, và làm theo nguyên tắc dự phòng, tôi có thể làm ngay trước hoặc ngay sau can thiệp, và duy theo dõi bằng duy trì áp lực và rút bỏ thường là sau 24 đến 48 giờ. Cái tiếp theo nữa là bản thảo luận về thái độ điều trị tràn máu và máu đông bằng phổi trong trường hợp phồng vỡ, phồng động mạch chủ ngực vỡ. Thì đối với tràn máu bằng phổi bên trái chúng tôi dẫn lưu hệ thống sau khi thường vỡ bên trái, còn bên phải thì nhiều thì dẫn lưu mà ít thì để lại. Còn riêng đối với máu đông bằng phổi ấy, thì chúng tôi không mổ ngay, chúng tôi chờ 3 đến 4 ngày sau khi mà làm hybrid xong, đối với chúng tôi mổ nội soi để lấy máu đông bằng phổi, vì nếu lấy quá sớm thì có nguy cơ vỡ túi phồng của động mạch chủ. Cái này đã được một vài tác giả thế giới khuyến cáo, bản thân chúng tôi cũng gặp một ca không phải hybrid mà là stent graft bình thường thôi, sau đó thì kíp hôm nay tôi đi vắng ở nhà, anh em hăng quá mổ lấy máu cục luôn, và sau 10 tiếng vỡ bụp cái là ra đi luôn, không kịp làm gì cả. Nên thành ra là hết sức lưu ý là không làm cái này sớm. Về mặt thảo luận kinh nghiệm xử lý chấn thương động mạch chủ, chúng tôi có 29 ca tổng số chấn thương mạch chủ, trong đó có hybrid 56 ca trong cái bảng ở trên tôi có nói đấy. Thế thì cái thái độ xử trí kinh nghiệm của tôi là nào? Thứ nhất là làm sao chẩn đoán sớm chấn thương động mạch chủ cách hệ thống bằng chụp CT như các thầy Bình nói lúc đầu đấy. Trong khi trong quá trình chẩn đoán đã chấn thương, tất cả nghi ngờ ngược đều phải chụp CT hệ thống để phát hiện sớm. Thứ hai, khi phát hiện ngay thì chuyển ngay vào trong hồi sức, đặc biệt hồi sức chúng tôi có đơn vị hồi sức riêng chuyển vào cho chúng tôi. Thứ hai là thảo luận với các chuyên khoa khác để lựa chọn cái ưu tiên làm trước. Thì thông thường các chuyên khoa khác như gan, thận, tiết niệu thường là gãy cột sống này, vỡ gan, vỡ thận này, vân vân, thì thường họ nhường cái phần tim mạch cho tim mạch làm trước.
hay được ưu tiên. Và khi chọn lựa rồi, chúng ta sẽ bàn trong nhóm với nhau để chọn phương pháp can thiệp tối ưu và chuẩn bị phương tiện cần thiết, rồi tiến hành làm hybrid hồi sức và sau đó điều trị các thương tổn khác. Một cái điểm nữa, cái kinh nghiệm nữa là trong quá trình làm, nhiều trường hợp nó vỡ đây và nó vỡ cả thân động mạch chủ chỗ này nữa, hay làm sao được kiểm soát được cái khi mở sức ước ra phải bắt cầu từ đây đến đây, thì mở ra máu chảy rất dữ dội và bệnh nhân chết, không thể nào làm gì được. Mà nếu chạy COC thì dùng thuốc chống đông, mà chống đông thì bệnh nhân đang vỡ gan độ 4 thì sẽ chảy máu thì chết. Thành ra chúng không được dùng chống đông, mà làm cái gì trước mà mở sức ước thì chảy máu. Ở trong trường hợp đó, tôi dùng kỹ thuật reboard, tức là luồn từ tay vào một cái bóng và trong lòng động mạch chủ bơm lên rút ngược lại để cầm máu tạm thời ở cái lỗ vỡ động mạch chủ đã. Sau đó thì chúng tôi mở sức ước nhanh và tiến hành phẫu tích kẹp cái động mạch chủ chỗ đó trước khi mà xử lý cắm lại các mạch máu. Thì sau đó đặt stent lap đoạn dưới này, đấy là những kỹ thuật reboard. Thế còn heparin thì tùy theo nguy cơ chảy máu, vì 100% là đều là đa chấn thương hết. Cho nên là việc dùng heparin hết sức cân nhắc. Còn nếu mà nguy cơ chảy máu chỗ khác thì hoặc là không dùng hoặc dùng liều rất thấp thôi. Lợi ích của vòi voi cải tiến theo kỹ thuật của Việt Đức thì cái này thực ra cũng phải của Việt Đức, một số nơi làm nhưng mỗi nơi sử dụng một cách nhau. Chúng tôi thì dùng cái đoạn stent graft của cái Captiva Valiant của bọn Medtronic đấy, cái loại mà cái đoạn phụ ấy và không có best stent để đặt vào đây cho nó rẻ, chưa đến 100 triệu một cái. Thế thì thay động mạch chủ lên, chúng tôi thường thay động mạch chủ lên rồi chuyển các vị trí động mạch cùng cổ đến cổ, sau đó đặt cái vòi voi bằng stent graft rất thông thường thôi. Thế lợi ích của cái này thực sự là rất là tốt, chúng tôi làm được hơn 10 mấy ca đấy, chi phí rất là thấp, có chưa đến 100 triệu, kỹ thuật thì đơn giản không có gì, có rất an toàn và hiệu quả. Chỉ có một lần can thiệp là chữa được tất cả các thứ. Thế kết luận mà nói thì chúng thấy rằng là cái với 130 ca cho đến tháng 8 2018 này, 2020 này, thì thấy rằng phương pháp hybrid tỏ ra rất hiệu quả và an toàn đối với bệnh lý động mạch chủ, nhất là nhóm nguy cơ cao ở vùng quai động mạch chủ, cho phép điều trị những tổn thương vô cùng nặng với kết quả khó tưởng tượng. Tôi dùng chữ khó tưởng tượng vì trước đây không dám nghĩ rằng cái bệnh đó chúng ta có thể gặp, đừng nói gì chúng ta chữa được. Một cái vỡ phồng quai tan thoát ra mà vào nơi là không mạch không huyết áp truyền tí máu lên đưa vào mổ mà vẫn sống được. Quả thực là những điều trước đây không dám tưởng tượng ra mà chúng ta đã chẩn đoán được và làm được. Thứ hai là qua kết quả thấy là kết quả sớm và trung hạn khá tốt, đặc biệt ví dụ như tỷ lệ tử vong chung của thế giới đối với nhóm nặng 24%, nhóm nhẹ là họ 10%, của tỷ lệ tử vong chung của chúng ta là 12% chấp nhận, và hy vọng kết quả dài hạn là sẽ khả quan, chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Và theo tôi thì cái hybrid đối với điều kiện Việt Nam thì là một cái lựa chọn, có thể lựa chọn tốt vì chúng ta là cái mổ thì rất tốt, một cái can thiệp thì vừa phải, nó chúng ta khó khăn về kỹ thuật cũng như về mặt chi phí, cho nên cái hybrid có thể là lựa chọn điều trị được một chủ phức tạp trong điều kiện Việt Nam. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của mọi người, và đây là địa chỉ liên lạc của các bạn học viên, nếu liên lạc tiếp để nghe thêm cái này thì có thể liên lạc với tôi qua cái địa chỉ này. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn giáo sư Ước và ekip Việt Đức đã cho chúng tôi một bài giới thiệu rất là bổ ích và lý thú về những cái kỹ thuật phải nói rằng vô cùng khó khăn. Cái hybrid đây vẫn là một cái mà có lẽ là làm thách thức vô cùng lớn của nhiều trung tâm, của nhiều bác sĩ. Và Bệnh viện Việt Đức đã có một cái số lượng bệnh nhân rất lớn, trên 100 bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng các chuyên gia ở đây đã có một cái kinh nghiệm vô cùng lớn, rất nhiều về cái phẫu thuật cũng như can thiệp những tổn thương phức tạp của động mạch chủ. Thế và nhìn những hình ảnh của khoa phẫu thuật lồng ngực tim mạch Bệnh viện Việt Đức thì làm cho tôi nhớ lại rất nhiều. Và tôi thấy rằng ngày xưa thì tôi cũng ở đây mấy năm, mà bây giờ thấy các anh chị phát triển nhiều quá, cho nên tôi vô cùng tự hào và rất là mừng. Thì đấy là những cái mà xin chúc mừng ekip Việt Đức của giáo sư. Vâng, cảm ơn bác sĩ Ánh. Wow. Thế còn tôi muốn hỏi một chút về cái bây giờ mình chuyển vị đấy, thì ở đấy thì giáo sư Ước chuyển vị thì mình làm mở sức ước với lại mở nền cổ đấy thì làm cái nào nhiều hơn, và hay là toàn bộ mình làm đường mở sức ước cho cái chuyển vị? Về mặt kỹ thuật ấy thì chỉ mở xương ức ở trường hợp mà cần bắc cầu từ động mạch chủ lên thôi ạ. Từ động mạch chủ lên các mạch nền cổ thì mới mở xương ức. Thế thì còn không có thì đều là các cái mạch đi vùng cổ hết để bắc cầu cho các mạch vùng nền cổ. Đấy là còn cái chuyển vị, đúng cái chuyển vị ạ. Thì như trước đây các anh em bắc cầu là một chế đòn ấy thì có thể đi đường trên đòn. Nhưng bây giờ ấy, đi chuyển vị này thì đi cái đường sau cái đòn trũm đi chéo vào vùng trước cổ ấy. Và qua cái đường đó có thể cắt dưới đòn rồi chuyển vị cắm vào động mạch cành gốc trái được. Còn chỉ là mở xương ức, có trường hợp chúng tôi mở nửa trên thôi, mở nhỏ nó có trường hợp chúng em mở cả. Xương ức chỉ dành những trường hợp mà phải bắc cầu giữa động mạch chủ lên và các cái mạch máu vùng nền cổ thôi ạ. Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúc mừng thầy Ước, bệnh viện ngoại khoa đầu tiên và cũng là bệnh viện ngoại khoa gần như là hàng đầu Việt Nam, và trung tâm tim mạch của Bệnh viện Việt Đức thì là nơi để đào tạo ra rất nhiều phẫu thuật viên hàng đầu cũng như là các trưởng khoa của nhiều bệnh viện từ Nam chí Bắc, trong đó có cả thầy Ảnh của mình. Và sau lưng của thầy Ước là
hình ảnh và tên tuổi của những quý thầy từ thời xa xưa cho tới giờ, từ thầy Tôn Thức Tùng cho tới sau này, hầu như những cái phẫu thuật viên sau này của chúng em, không ít thì nhiều, không trực tiếp thì gián tiếp, cũng là xuất phát những kiến thức của mình từ kiến thức của các thầy. Xin chúc mừng Bệnh viện Việt Đức. Em định muốn hỏi thầy là chừng nào thầy có phòng hybrid? Phòng hybrid xịn đấy phải không ạ? Vâng. Hiện tại bây giờ vẫn phải tạm dùng đấy thôi. Vì tớ thực với các quý thầy trong đó là phòng hybrid này thì chúng ta cũng nói thật với nhau, cũng không giấu giếm gì, là chúng ta tự sáng tác thôi. Chứ còn năm 2012-13 mà chờ bệnh viện đầu tư thì không có đâu. Mà đầu tư thì bây giờ toàn mấy trăm tỷ, nên chúng tôi tự sáng tác thôi. Chúng tôi lấy cái phòng bệnh đập tường để thông với nhau. Xong đó thì là bả barit rồi gọi bên phóng xạ lại vào đo, sau khi đó đo tia thứ đảm bảo an toàn, thế rồi máy cũng là xã hội hóa rồi mang về mà dùng thôi, dùng cái Siam chuyên dụng tim mạch của GE có 10 tỷ thôi, dùng cho nó thoải mái mà cũng làm những cái. Chứ còn nếu chúng ta chờ mà đây là xã hội hóa, chứ còn chờ mà đầu tư thì không có được. Nhưng vì tại sao chúng tôi phát triển cái đấy, vì cái nhu cầu người bệnh đến đông quá mà cứ mổ mở nó nặng quá, bớt xe lết chết nhiều quá, nặng quá, thành ra bắt buộc mình phải phát triển cái này. Thành ra đấy là tự loay hoay tự làm. Thành ra là tôi rất nhớ một câu của anh Ánh ấy, anh em chia sẻ với nhau, anh Ánh cứ cười bảo ông nhanh tay quá, bất ngờ quá, trong này đây định làm cái ca hybrid mà ông ở tranh thủ cũng làm trước. Thế cũng đùa, anh em đùa nhau thế. Hồi đó anh Ánh có nhớ nói câu, thực ra là vì là bí quá, tức là không làm thì không được, người bệnh nó đến toàn 80-90 tuổi mà cứ đòi làm cái này, mình không có. Thành ra đấy là cái tự loay hoay. Và thực với anh chị là đúng rồi, nếu mà tự loay hoay chi phí vô cùng thấp, tự làm thì mới thấy. Nói ra thì mọi người không tin, nhưng có vài trăm triệu thôi để sản xuất ra cái đấy, một cái phòng thôi. Và thực sự nó phục vụ đến tận bây giờ, kể cả can thiệp lẫn hybrid cả đến hơn nghìn mấy ca rồi, mà rất là an toàn, rất tốt. Thành ra đấy là rất là tốt. Mà thứ hai là đặc biệt là nó nằm ngay trong phòng mổ hồi sức, trên đầy đủ các bác sĩ gây mê của bên mổ tim cũng là bác sĩ gây mê bên này, hồi sức máy móc đầy đủ. Thành ra là khi làm rất an toàn, có tai biến gì là mình xử lý được ngay. Đó là quả thực là một cái lợi thế hết sức tốt của cái trung tâm. Và một câu hỏi về chuyên môn, không hỏi xin ý kiến kinh nghiệm của thầy Ước là những trường hợp mình làm frozen infant trunk á, mình cái stent graft mở từ trên xuống dưới, thì không biết kinh nghiệm thầy đã có trường hợp nào mà sau khi mình đặt cái stent graft xuống thì lòng giả nó hứa khối đúng theo cái mục tiêu của mình, nhưng mà do có những cái nhánh tạng xuất phát từ lòng giả cho nên khi hứa khối của lòng giả thì nó cũng dẫn đến là giảm tưới máu của thận, của ruột, hoặc là cái những cái tai biến khác về tạng hay không ạ? Và cái chỉ định của frozen infant trunk hiện nay tại Bệnh viện Việt Đức là như thế nào? Cũng nó câu hỏi rất là hay của phó sư Định. Tức là thực sự là khi chúng ta đặt stent graft xuống phía dưới như vậy thì có nguy cơ thiếu máu rất là cao đối với phía dưới. Thì chúng ta nhiều khi mà do cái lóc mà nó có biến cố rồi, chúng ta không bắt buộc chúng ta phải làm thôi. Tức là lóc biến chứng rồi phải làm thôi. Nhưng mà làm chúng ta cũng cố gắng tính toán, tuy nhiên cũng phải xem trước xem là thận này xuất phát từ lòng thật hay lòng giả, mà xem ở trên như nào. Tóm lại thì thứ hai phải xem các cái entry secondary, các cái lỗ vào thứ phát nó có khả năng là tái tưới máu nuôi được các cái mạch phía dưới không, vân vân. Rồi kiểu gì chúng ta cũng phải đặt. Và khi đặt như vậy nhiều khi cũng là có tính toán, thì cũng là cầu mong là đặt xong nó cũng không làm sao cả, nó vẫn tái tưới máu được. Và quả thực là con người ta cũng rất kỳ diệu, có chỗ là đa số là không bị như vậy. Và có trường hợp bị thì chúng ta sẽ xử lý được ngay. Chúng tôi có vài trường hợp bị như này. Thứ nhất là có trường hợp là vào là thiếu máu thận bên trái, thận bên phải còn thông tốt. Do thiếu máu đến với chúng tôi là giờ thứ 9 rồi, làm cấp cứu. Thế sau khi mà xử lý xong, đặt đến stent graft đến trên thân tạng rồi, thì đúng là cái tái tưới máu là cái thận trái thì lại bị hỏng thận phải. Đấy. Thế thì bây giờ chúng tôi tính toán rất là nguy cấp, mà bệnh nhân thì béo 80 mấy tuổi, béo tròn chứ bây giờ mà không thể nào mổ được. Lúc ấy thì tính khả năng là mổ để bắt cầu rồi. Nhưng mổ bây giờ thì chết, ông nặng như này, mặc dù là có phương tiện hồi sức, nhưng mà mình nghĩ cách và thôi bây giờ thì cái thận trái là thận mình cứu được, là cái thận đã bị thiếu máu 9-10 tiếng rồi. Cho nên nó sẽ suy. Nếu bây giờ mình không cứu cái thận phải thì chắc chắn bệnh nhân sẽ hỏng thận. Cho nên là đành phải cuối cùng tính cách là thử can thiệp làm sao. Thế là hôm ấy tôi phải vào cùng với anh Tùng Sơn, hai thầy trò loay hoay mất 2 tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ. Anh ấy dùng cái strip wire cứng nhất có thể, loay hoay hơn tiếng, cuối cùng đục được một cái lỗ thủng, đục được một cái cửa, cái đường vào ở ngay chỗ lỗ giữa lòng giả lòng thật, ở ngay chân ở ngoài thận phải. Và sau đó cứu được cả hai cái thận, mà bệnh nhân về sau kiểm tra cũng rất là tốt. Đấy, thứ hai là nhiều khi là cái biến chứng là ví dụ như là các cái mạch tạng trước khi mà làm xong thì đa số nó thuận lợi, tức là trước khi làm thì nó hẹp, sau khi làm lại tái thông lại được. Thế rồi có những trường hợp là chúng tôi phải cứu vãn cái chân bằng cách là gì, đặt xong thì nó thiếu máu chân trầm trọng,
Thế thông thường bị một chân hai chân thôi thì mình vì mình có mổ xẻ rất tiện, tức là thay vì là mình loay hoay ở trong bụng thì mình làm luôn cái cầu nối đùi đùi, mình xử lý bắc cầu cho nó và tái tưới máu lại cái chân, thế là vẫn ngon. Sau đó thông thường tôi bị 3-4 ca ấy, sau đó không cần phải làm lại đâu, tự nhiên mấy tháng sau nó thông cả hai lòng một lúc, thế là cũng chỉ việc mổ lại thắt cái cầu nối đi là xong. Tại vì là đấy là những cái một vài chia sẻ và kinh nghiệm với các anh như vậy, với các biến chứng, các biến cố như vậy. Vâng, tôi cũng thấy là như này. Thứ nhất là cái vấn đề về phòng hybrid ấy, hay là cái phẫu thuật hybrid, thì thực sự ra thì hybrid gọi là 2-3 cái loại khác nhau phối hợp cùng. Chúng ta cũng trong cái điều kiện Việt Nam mình thì, mà ngay cả bên Tây hay bên nước ngoài, kể cả bên Mỹ, tôi thấy là không phải là bệnh viện nào hay cơ sở nào nó cũng có một cái hybrid cực kỳ hiện đại. Nhưng mà nó cũng chỉ cần một cái phòng mổ, sau đó một cái siam đạt tiêu chuẩn siam về mạch máu, và có thể triển khai làm tất cả những cái phẫu thuật hybrid, vừa mổ vừa can thiệp. Thì cái đấy là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể làm. Và thực sự ra Việt Nam mình hầu hết các bệnh viện đâu có đủ cái phòng hybrid hiện đại để mà làm đâu. Nhưng mà chúng ta tận dụng được tất cả những cái điều kiện của mình làm như thế, như chỗ bác sĩ Ước và như nhiều cơ sở, thì thấy là vô cùng tốt. Và không phải là cơ sở nào cũng cần phải có hybrid, có cái phòng hybrid hiện đại thì mới làm được cái tiêu chuẩn, mới làm được cái phẫu thuật đó. Thì chúng ta biết là ở Việt Nam mình có nhiều cái cơ sở có khi có phòng hybrid rất là hiện đại nhưng mà chẳng làm nổi, bởi vì nó đâu phải triển khai máy móc là quyết định đâu, con người mới là quyết định. Vậy cho nên là chúng ta cứ mạnh dạn làm, theo tôi quan điểm vậy, để mà cứu chữa bệnh nhân trong cái điều kiện mình cho phép, tận dụng hết tất cả các thứ. Thế còn cái vấn đề mà thiếu máu tạng, thiếu máu ngắc chi rồi các thứ như bác sĩ Ước nói đấy, thì đúng là một trong những cái mà chỉ định cho cái vấn đề đặt cái stent gap cho cái bóc tách động mạch chủ, thì đấy là một trong chỉ định mình đặt đi xong rồi cái cửa mà nó sẽ mở ra, có thể là nó cái lòng giả nó sẽ xẹp lại và nó có thể có tái thông cho các tạng. Thì cái đấy cái tỷ lệ mà chúng ta gặp rất cao, tôi gặp rất cao những trường hợp đấy. Đầu tiên có thể là nó tắc thận, tắc chi, tắc đùi, nhưng mà sau khi mà mình đặt stent xong thì nó tái thông. Đấy là một chỉ định mà mình nhiều khi mình không biết được đâu, trong những cái huyết động rồi là tất cả những cái morphology bên trong nó thay đổi đi, nó làm cho có thể tái thông lại các tạng. Thì đấy là cái rất hay mà các cơ sở cứ mạnh dạn làm cái điều đó. Tôi biết là nhiều cơ sở như cứ đắn đo là bây giờ đang bị bóc tách động mạch chủ mà thiếu máu thận, thiếu máu để mà treo ruột, không biết có làm hay không. Thì tất cả những trường hợp như thế chúng ta phải làm xong thì hy vọng là nó sẽ mở ra. Mà đấy là một trong những cái chỉ định. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, tôi xin comment thêm một tí ý kiến. Tôi xin comment thêm một tí ý kiến bác sĩ Ánh về cái phòng hybrid ấy. Thì ngày xưa tôi với anh Ánh là cũng là đi sang Pháp với nhau cùng, và thực sự đấy là một cái điều chia sẻ rất đúng đấy. Tại sao tôi đầu tư cái siam? Vì chúng thấy các thầy của tôi, các đồng nghiệp tôi bên Pháp ấy, 70-80% các phòng hybrid mạch máu của họ là dùng siam ấy chứ, chứ có phải dùng xịn đâu. Thành ra là về mình bắt chước mình làm thôi, chứ cũng đi cũng học hỏi được anh đúng em rồi, đúng, rồi, đúng rồi. Và cũng nhờ thế mà mang ông Các Đông ra dọa ông Tí Quyết hồi đó, ông mới đồng ý cho tôi làm một siam, chứ không có thì không đồng ý đâu. Đúng rồi. Bây giờ mới làm sao mà cứ đủ cái phòng kia mới làm thì chết à, đúng không? Làm sao mà tiến bộ được, mà không cứu được bệnh nhân đâu, mà mình cũng làm vẫn có kết quả tốt cơ mà. Dạ, kính thưa quý thầy, thưa quý đồng nghiệp, như vậy thì thời gian cũng đã hết, và phiên hội thảo bệnh lý động mạch chủ và vai trò của can thiệp nội mạch trong bệnh lý động mạch chủ cho tới đây là đã thành công tốt đẹp với 7 bài báo cáo, đã cho chúng ta nhiều kiến thức căn bản, đã chia sẻ các kỹ thuật nâng cao, cũng như là phần thảo luận cũng rất là sôi nổi. Và chúng tôi hy vọng rằng là các em sinh viên, các bác sĩ nội khoa, các chuyên gia về phẫu thuật tim mạch đều tìm thấy là cái buổi thảo luận chúng ta, cái hội thảo chúng ta đem lại nhiều kiến thức mới và bổ ích. Và một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn quý thầy, cảm ơn thầy Ước ở đầu cầu Hà Nội rất là xa xôi nhưng cũng đã tham dự từ đầu tới cuối cái buổi này. Biết là thầy rất là bận, lần trước là thầy vừa tham dự hội thảo quốc tế nhưng mà là thầy lại phải đi mổ cấp cứu, cho nên là hôm nay mà thầy ngồi từ đầu tới cuối như vậy là một cái đóng góp rất là lớn của thầy. Cảm ơn thầy Ánh đã dành thời gian quý báu của thầy để đến với Trung tâm Tim Mạch Bệnh viện Đại học Y Dược. Kính chúc thầy và các quý đồng nghiệp thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Xin hết. Wow, xin cảm ơn.